chỉ thấy hắn một bên vỗ tay vừa đi đến nam tử đầu chọc trước mặt, khàn khàn mâu quang lóe lên, khóe miệng theo lộ ra một tia tán thưởng nói không hổ là đại trưởng lão cháu trai ruột, phần này thiên phú có thật không làm cho cảm thán a. Trong một vạn không có một, nếu ta không nhìn lầm, người thánh hỏa lệnh thần công đã đột phá đến rồi tầng thứ 7 đi. Tuyết trưởng lão, đúng vậy, ta thánh hỏa lệnh thần công vừa đột phá đến tầng thứ 7. Đầu chọc nam tử trẻ tuổi trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, ngẩng đầu nói. Phải biết rằng hắn năm nay cũng chỉ có 24 tuổi, lại dĩ nhiên đem bổn tông cửa thánh hỏa lệnh thần công tu luyện đến tầng thứ 7. Ngay cả gia gia hắn năm đó đều không có thể làm được loại trình độ này, có thể hắn quân nguyên nghĩa, hôm nay lại làm xong rồi, vượt qua hắn hiện tại đã đạt đến tới nửa bước tiên thiên cảnh giới gia gia, tự nhiên có lý do kiêu ngạo. Bất quá, thật là khá, nguyên nghĩa a. Chuyện này nếu để cho đại trưởng lão biết, hắn khẳng định cũng sẽ cực kỳ cao hứng. Phải biết rằng, chúng ta Thánh Hỏa Tông Thánh Hỏa Lệnh Thần Công tầng thứ 7, hoàn toàn tương đương với cao cấp nhất nhị lưu cổ vũ giả đỉnh, mặc dù là tao ngộ cùng đẳng cấp dị năng giả, cũng có cao tới 7 thành phần thắng, xưng là nhất lưu cổ vũ giả dưới cực mạnh. Vừa vặn tiếp qua không lâu sau chính là 3 năm một lần lĩnh Nam núi võ học thịnh hội. Hạt Ban lão giả có chút kích động nói rằng, Hoa Hạ 11 năm thứ 2 đại học chảy cổ vũ tông môn, kỳ thực bọn họ Thánh Hỏa Tông bài danh cũng không coi là cao, vẻn vẹn chỉ có thể coi là ở vùng Trung Du. Nhưng nếu là nguyên nghĩa có thể lần này lĩnh Nam núi võ học thịnh hội đại phóng tia sáng kỳ dị, có thể lực áp này bài danh so với bọn hắn Thánh Hỏa Tông cao nhị lưu cổ vũ tông môn truyền nhân nói, vậy cũng là nhất kiện rất có mặt mũi sự tình. Hắn đương nhiên vì thế kích động. Phải biết rằng, 24 tuổi nhị lưu cổ vũ giả đỉnh. Mặc dù là phóng nhãn hôm nay toàn bộ phía nam cổ vũ giả vòng tròn, cũng tuyệt đối coi là trên là lông phượng và sừng lân tồn tại. Là thiên tài trong thiên tài, chỉ có số rất ít thiên tài mới có tư cách cùng với sánh vai. Tuyết trưởng lão người yên tâm đi, lúc này đây, ta sẽ nhường toàn bộ phía nam cổ vũ giả vòng tròn, đều vững vàng nhớ kỹ ta quân nguyên nghĩa đại danh. Ha ha ha, quân nguyên nghĩa nghe vậy hắc cười ha ha lên, vẻ mặt tự phụ hình dạng. Có ý tứ. Khẩu khí thật là lớn. Đột nhiên, một đạo giễu cợt thanh âm từ cách đó không xa truyền đến. Ai, ai ở nơi này? Hiện tại ngay tức khắc lăn ra đây cho ta. Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy nhất thời sắc mặt trầm xuống, há mồm chính là quát mắng. Lăn ra đây, còn xem không nhìn ra, người miệng của người này ba, có điểm thối a. Chào phúng thanh âm lại một lần nữa vang lên, chỉ là lúc này đây, lại nhiều hơn vài phần lãnh ý. Theo liền nghe được cửa bị đẩy ra thanh âm, Trần Phi cao ngất thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đối phương trong tầm mắt. Làm càn, ở đâu ra tiểu tử thối, lại dám đến chúng ta Thánh Hỏa Tông địa phương nháo sự, muốn chết. Thế mà theo liền có quát to một tiếng vang lên, một gã chính thủ hộ ở biệt thự biên giới nhị lưu cổ vũ giả bạo khởi, không chút do dự rút ra Thánh Hỏa lệnh đúng Trần Phi chính là một đao, hoàn toàn không có chút nào lưu thủ, đằng đằng sát khí, thẳng lấy đầu chỗ hiểm. Rất hiển nhiên, ngoại trừ vị kia hạt ban lão giả tuyết trưởng lão cùng với thanh niên đầu chọc quân nguyên nghĩa ở ngoài, cái khác đại khái còn có 4-5 cái hung thần ác sát người, đều là Thánh Hỏa Tông đệ tử, thực lực ước chừng theo ở nhị lưu cổ vũ giả cùng với nhị lưu cổ vũ giả đỉnh trong lúc đó. Người muốn giết ta, mà ở nhìn thấy đối phương cư nhiên vừa lên đến không nói lời gì, liền trực tiếp thẳng lấy sọ đầu của hắn chỗ hiểm mà đến, Trần Phi nhất thời trong mắt hàn mang chớp động, giơ tay lên chính là một quyền. Nhấc lên ba đào tuôn ra vậy cương mãnh xu thế, quyền thứ nhất đã đem tên nam tử kia thánh hỏa lệnh binh khí đánh bay, quyền thứ hai hung hăng đánh vào lồng ngực của đối phương. Khiến đối phương thổ huyết bay rớt ra ngoài, đánh vào trên vách tường, sinh tử chưa biết. Loại tình huống này, thật không vậy bị giết tâm nặng. Mà là đối với phương rõ ràng cũng không có cho mình lưu tình mặt, vừa lên đến liền muốn giết hắn. Đã như vậy, hắn lại làm sao có thể có ngốc đến thủ hạ lưu tình. Thật không có ý nghĩa, cũng không cần thiết. Làm càn, ngươi ở đây muốn chết. Thấy thế, hạt ban lão giả tuyết trưởng lão cùng với Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân nguyên nghĩa cái trán gân xanh vừa nhảy, thần sắc trên mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong ánh mắt tất cả không hẹn mà cùng hiện ra tức giận vẻ. Đằng đằng sát khí. Phải biết rằng, bọn họ thế nhưng đường đường Thánh Hỏa Tông trưởng lão, thiếu chủ, nhưng bây giờ lại có người làm trò mặt của bọn họ mà sát nhân, giết bọn hắn Thánh Hỏa Tông đệ tử. Đây quả thực là nhục nhã, há có thể không tức giận. Có thể là bọn hắn cũng không suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải người nọ bản thân muốn chết, vừa lên đến tự thẳng lấy Trần Phi đầu chỗ hiểm, muốn mạng của hắn.
Trần Phi làm thế nào có thể dưới nặng như thế tay, sấm sét xuất kích, Nhượng Kỳ biết, cái gì là tự làm bậy không thể sống. Nói chung một câu nói, tên kia, hoàn toàn là tự tìm. Tự làm bậy à? Đối với cổ vũ giả người của bên trong vòng, nhất là hạt ban lão giả loại này nhị lưu cổ vũ giả tông môn trưởng lão cấp bậc đại nhân vật, đường đường tu vi thực lực đạt đến tới nhất lưu cổ vũ giả cường giả mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Không thể nghi ngờ cũng chỉ có hai chữ, đó chính là mặt mũi. Nhưng bây giờ chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, lại dám làm cho hắn đường đường thánh hỏa tông trưởng lão Tuyết Hồng Tâm trước mặt sát nhân, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương căn bản không đem hắn không coi vào đâu, đây là đang coi thường hắn. Bởi vậy đối với hắn thứ đại nhân vật này mà nói, tất nhiên là nhục nhã, xé rách ra mặt nhục nhã. Đều trả lại cho ta lo lắng làm gì, còn không mau ra tay. Giết hắn, tiểu tử này đã nhập ma, là người trong ma đạo, tay nhuộm tiên huyết. Ngay sau đó hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm giữ tợn quát một tiếng, cầm trong tay hai thanh thánh hỏa lệnh kỳ môn binh khí giết hướng thành bay. Kỳ vũ khí biên giới bất ngờ mang theo diễm quang, hỏa viêm bắn ra bốn phía, tịch quyển chứ từng tầng một làm cho xích sắc sóng chiều. T, thật là đáng sợ hỏa diễm. Xem ra Tuyết trưởng lão tu vi đã đạt đến thánh hỏa lệnh thần công đệ bát trọng đỉnh, cự ly đệ cửu trọng, chỉ sợ cũng chỉ có một bước xa. Mọi người tại đây cũng hít một hơi khí lạnh. Mãn mâu cây ết yêu ta sợ. Cái gọi là thánh hỏa lệnh thần công đệ bát trọng, sở đối ứng đẳng cấp chính là nhất lưu cổ vũ giả trình tự. Rất hiển nhiên, đường đường thánh hỏa tông loại này nhị lưu cổ vũ giả tông môn, chỉ có tu vi đi đến nhất lưu cổ vũ giả trình tự, mới có tư cách ngồi trên trưởng lão vị. Yếu hơn nữa một ít, tự nhiên không có tư cách đó. Lên, thủ tiêu tên tiểu tử kia, lại dám đến chúng ta thánh hỏa tông địa phương làm càn. Thực sự là muốn chết. Không sai, lấy máu của hắn tế vương sư huynh trên trời có linh thiêng. Mà ở nhìn thấy bản thân nhất lưu cổ vũ giả cấp bậc Tuyết trưởng lão đại phát thần uy, còn lại này thủ hộ ở biệt thự chung quanh thánh hỏa tông đệ tử tự nhiên lòng tin tăng nhiều, một đám khí thế bạo khởi. Hung thần ác sát, cầm trong tay thánh hỏa lệnh kỳ môn binh khí hay là đại đao hướng phía Trần Phi vây công tới, đằng đằng sát khí, để lộ ra không chút kiêng kỵ sát ý. Bọn người kia thật đúng là không kiêng nể gì cả a. Cảm thụ được những địch nhân kia sát ý, Trần Phi khóe miệng kìm lòng không đậu buộc vòng quanh một tia cười lạnh, mâu quang lập tức hàn mang lóe ra, băng lãnh đến cực điểm. Lúc đầu, hắn ngày hôm nay tìm tới cửa cũng không có chuẩn bị làm như vậy tuyệt, nhưng bây giờ, đối phương nhưng thật giống như không để cho hắn cơ hội này a. Thương! Một gã áo xám thánh hỏa tông đệ tử cầm thánh hỏa lệnh toát ra đến không trung, sau đó nặng nề lực chém xuống, nhấc lên yếu ớt diễm quang, khí thế nguy nga. Mâu quang hung ác, đằng đằng sát khí, giống như trong thần thoại muốn bổ ra hoa sơn vậy, nhắm thẳng vào Trần Phi đầu trổ hiểm. Nhưng Trần Phi lại xem cũng không có xem thứ nhất mắt, nắm ngón tay khúc trương, sau đó hung hăng nắm tay, cả người trong nháy mắt bạo phát ra một làm người ta run sợ mãnh hổ xuống núi xu thế, hữu quyền cương mãnh về phía trước một oanh. Chỉ nghe được cứng rắn binh khí dạn nứt thanh âm vang lên, áo xám thánh hỏa tông đệ tử chỉ cảm giác mình trong ngực như là bị oanh xuyên vậy. Trong tầm mắt tràn ngập ra đại lượng huyết sắc, nhãn thần dần dần mơ hồ, thân thể bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể, Diệp sư huynh cư nhiên bị hắn một quyền đánh bại. Mọi người tại đây thấy tình cảnh này nhất thời ánh mắt lộ ra không dám tin vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, Diệp sư huynh có thể là bọn hắn đệ tử ký danh trong cường đại nhất nhị lưu cổ vũ giả, gần với hôm nay vừa đột phá thiếu chủ quân nguyên nghĩa. Nhưng bây giờ, bọn họ gặp được cái gì? Gặp được Diệp sư huynh bị người nọ một quyền đánh bại, sinh tử chưa biết. Cái này, điều này sao có thể? Đùa giỡn đi. Dù là Tuyết Hồng Tâm, quân nguyên nghĩa như vậy thân phận thấy tình cảnh này, cũng không nhìn được đôi mắt co rút lại, khuôn mặt lộ ra sai lầm vẻ. Dù sao phải biết rằng tại bọn hắn xem ra, Trần Phi nhiều lắm cũng chính là cùng hắn quân nguyên nghĩa một cái tuổi trình tự đoạt, nhưng bây giờ, đối phương biểu hiện ra thực lực lại kinh khủng như vậy. Thậm chí ngay cả vừa đột phá đến thánh hỏa lệnh thần công đệ thất trọng quân nguyên nghĩa đều tự cảm có điều không kịp, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương chẳng lẽ còn so với bọn hắn thánh hỏa tông thiếu chủ càng yêu nghiệt phải không? Cái này, điều này sao có thể? Người đến tột cùng là ai? Nhất niệm đến nước này, quân nguyên nghĩa không nhẫn nại được bản thân nội tâm đố kỵ tâm, ánh mắt lộ ra oán độc nhìn Trần Phi, thanh âm lạnh lùng nói. Người hỏi ta. Ta gọi là Trần Phi,
Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Có thể tên này lại khiến ở đây tất cả mọi người nghi hoặc, Trần Phi. Trần Phi là ai? Thế nào vì sao bọn họ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Nguyên lai là cái vô danh tiểu bối. Lại dám làm cho ta Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa trước mặt sát nhân, người lá gan, có đúng hay không có chút quá. Mà đang nghe Trần Phi cái này bản thân căn bản cũng không có nghe nói qua tên, Quân Nguyên Nghĩa vô ý thức cho rằng Trần Phi chỉ là cái vô danh tiểu bối, không đáng giá nhắc tới, chợt ngay tức khắc sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn Trần Phi lạnh nhạt nói. Hắn thấy, hắn Quân Nguyên Nghĩa thế nhưng đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, ra ra hắn càng Thánh Hỏa Tông chí cao vô thượng nửa bước tiên thiên cường giả. Thân phận tôn quý không nói, địa vị càng bất phàm, nhưng bây giờ Trần Phi lại dám làm trò mặt của hắn mà làm càn, còn nghi là so với hắn Quân Nguyên Nghĩa thiên phú càng mạnh, há có thể nhượng hắn không giận. Không đố kỵ. Hanh. Trần Phi nghe vậy không thể đưa không trào phúng vậy hừ lạnh một tiếng, đột nhiên, một nóng rực minh kính kèm theo kình phong từ phía sau hắn kéo tới. Cũng một vị Thánh Hỏa Tông đệ tử đánh lén hắn, nhắm vào trái tim của hắn. Thế mà như vậy chỉ mảnh treo chuông thời khắc, Trần Phi nhưng chỉ là khóe miệng nhàn nhạt buộc vòng quanh lau một cái khinh thường cười nhạt, dĩ nhiên, mâu quang trong đã có lạnh lạnh hàn ý ở tràn ngập. Sau một khắc, chỉ thấy ngón tay hắn hơi run lên, một phàm thai mắt thường khó có thể nhìn thấy mà màu trắng sữa linh quang bắn ra. Như đoạt mệnh bạch u linh. A! À, hét thảm một tiếng truyền ra, chỉ thấy đánh lén Trần Phi người hai cái tay bất ngờ gãy mất, máu trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt đất. Thấy tình cảnh này, Thánh Hỏa Tông đám người toàn bộ trở về xem người nọ, nhất thời sắc mặt chợt biến. Người đánh lén ta, người kia sắc mặt lúc này đã trắng bệch, hai cái tay cánh tay tả hữu lẻ loi rơi ở bên chân trên, vẻ mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, như là muốn bắt hắn cho nuốt trọn. Đánh lén. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt, trong mắt nhưng dần dần hiện ra làm người sợ hãi hàn ý. Đánh lén. Rõ ràng là ngươi trước đánh lén ta, nhưng bây giờ đến trong miệng ngươi lại thành ta đánh lén. Tốt lắm, ngươi muốn nói ta đánh lén là đi. Trần Phi bỗng nhiên cước bộ tà đi hướng sau một nhảy qua, một lăng liệt vô cùng cương mãnh mãnh hổ xuống núi xu thế kèm theo quả đấm đánh ra, rơi vào người nọ ngực. Dừng tay. Hạt Ban lão giả Tuyết Hồng Tâm sắc mặt chợt biến, cảm giác được Trần Phi sát ý, muốn ngăn cản, lại theo phát hiện đã chậm. Trần Phi một quyền này hung hăng đánh vào người đánh lén trong ngực, đường đường chính chính, khí thế cương mãnh, nhãn thần nếu như mãnh hổ vậy cuồng liệt. Khiến người đánh lén cũng không kịp sợ hãi hoặc là cầu xin tha thứ, cũng đã ánh mắt tan giả, thân thể mềm nhũn, sau đó trực câu câu nằm xuống. Ngươi còn dám động thủ, Quân Nguyên Nghĩa thấy thế sắc mặt âm trầm xấu xí tới cực điểm, nhịn không được gầm hét lên. Phải biết rằng, hắn thế nhưng đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ a. Toàn bộ phía nam thổ địa cổ vũ vòng tròn hơn 10 năm khó khăn xuất hiện thiên tài. Nhưng bây giờ, đã có người làm trò mặt của hắn mà không kiêng nể gì cả sát nhân, hơn nữa còn là giết bọn họ Thánh Hỏa Tông đệ tử, liên tiếp ba, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trôi qua. Mà còn lại này Thánh Hỏa Tông đệ tử cũng rốt cuộc biết sợ, ánh mắt đọng lại. Nhìn chằm chằm Trần Phi, nhịn không được nội tâm sợ hãi. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì? Lá gan này, lá gan cũng quá đi, lại dám làm trò bọn họ Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa cùng với trưởng lão Tuyết Hồng Tâm trước mặt sát nhân, hơn nữa còn là giết bọn họ Thánh Hỏa Tông đệ tử, hoàn toàn không nể mặt. Đây quả thực là không kiêng nể gì cả a, không đưa bọn họ Thánh Hỏa Tông không coi vào đâu. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng Thánh Hỏa Tông a, đường đường hoa hạ cổ vũ vòng tròn có mặt mũi nhị lưu cổ vũ giả tông môn. Nếu không phải năm đó một tờ giấy ước, dẫn đến bọn họ loại này cổ vũ giả không có khả năng đơn giản vào đời. Như là Ma Cao Hà Gia, Hương Cảng năm đại hào môn chờ đều nhằm nhò gì. Hoàn toàn không thể nào là bọn họ Thánh Hỏa Tông địch thủ. Nhưng bây giờ, hắn, bọn họ Thánh Hỏa Tông lại cư nhiên bị người không coi vào đâu. Nhìn không thấy, hơn nữa còn là một cái hơn 20 tuổi nhỏ người. Đây quả thực làm cho khó có thể tin. Ta vì sao không dám động thủ? Trần Phi lạnh lùng mắt lé liếc mắt Quân Nguyên Nghĩa, bất tiết nhất cố thản nhiên nói ngươi không nghe được sao. Hắn nói ta đánh lén hắn, ngươi nghĩ, tự loại phế vật này, ta cần đánh lén hắn sao? Rất hiển nhiên, hắn chính là cái này tính cách, ngươi nói ta đánh lén ngươi, tốt lắm, ta tự dùng hành động để chứng minh. Ta Trần Phi,
cần đánh lén ngươi loại phế vật này. Xin nhờ, loại trình độ này mà thôi, nhưng chớ đem tự xem được quá cao. Ngươi, ngươi, Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy môi tức giận thẳng run run, mâu quang không gì sánh được âm trầm. Hắn thấy, tuy nói là hắn Thánh Hỏa Tông đệ tử đánh lén trước đây, nhưng Trần Phi, lại dám làm trò hắn Quân Nguyên Nghĩa mặt mà sát nhân, và lại còn dám dùng cái loại này giọng nói cùng hắn đối thoại. Đây quả thực là đang đánh hắn Quân Nguyên Nghĩa mặt, cũng là đang đánh bọn họ Thánh Hỏa Tông mặt. Quá càn rỡ. Tiểu tử, lão phu vừa rồi gọi ngươi ngừng tay, ngươi không nghe được. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh tới cực điểm thanh âm vang lên. Khiến ở đây sở hữu Thánh Hỏa Tông đệ tử đều đôi mắt một ngưng. Chợt khóe miệng lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Rất hiển nhiên, bọn họ biết, Tuyết Hồng Tâm Tuyết trưởng lão cái này là giận thật. Mà lão nhân ra ông ta đường đường Thánh Hỏa lệnh thần công đệ bát trọng đỉnh, nhất lưu cổ vũ giả trình tự, đối phó chính là một cái hậu sinh vãn bối, tiểu nhân vật, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Như ăn uống rượu thủy bàn giản đơn. Ngươi kêu ta ngừng tay ta tự ngừng tay. Ngươi coi là vật gì vậy? Thế mà Trần Phi nhưng chỉ là tà tà nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra khinh thường nói. Chính là một cái nhất lưu cổ vũ giả mà thôi, thật cho là mình chút thực lực ấy cũng rất nghiêu bức. Còn là nói, cậy già lên mặt, ý thế hát yêu ta người. Xin lỗi, ta Trần Phi có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi nói cái gì? Hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhãn thần ngay sau đó âm trầm. Hắn là thật không nghĩ tới, bản thân đường đường Thánh Hỏa Tông trưởng lão Tuyết Hồng Tâm đều tự mình lên tiếng, đối phương cũng còn lại dám làm trái lời của mình, đồng thời còn dùng cái loại này giọng giễu cợt chen nhau đổi tiền mặt hắn, hắn gọi ngừng tay tự ngừng tay. Hắn Tuyết Hồng Tâm, coi là vật gì vậy? Tuyết trưởng lão, giết hắn, tiểu tử này chân thực quá càn rỡ. Không sai, Tuyết trưởng lão, người có thể nhất định phải vì chết đi sư huynh đệ báo thù. Giết! Còn lại này Thánh Hỏa Tông đệ tử cũng ngay tức khắc một đám lộ ra nộ nhưng mà oán giận vẻ, không nghĩ tới đối phương cư nhiên gan to như vậy. Giết bọn hắn Thánh Hỏa Tông đệ tử không nói, còn dám không đem bọn họ Thánh Hỏa Tông trưởng lão cấp bậc cường giả không coi vào đâu, nói còn như thế cuồng, đây quả thực là nhục nhã, quả thực chính là khiêu khích. Nhất định phải giết! Xác xác thật thật, ở Thánh Hỏa Tông trong mắt những người kia, Trần Phi trước làm một loạt cử động. Vô luận là làm trò Quân Nguyên Nghĩa cùng với Tuyết Hồng Tâm trước mặt trưởng lão sát nhân, hoặc giả hứa như vậy khẩu suất cuồng ngôn, một bộ hết sức lông bông hình dạng, đều chân thực quá lớn mật, lại dám không đưa bọn họ Thánh Hỏa Tông không coi vào đâu. Thực sự muốn chết. Cuồng vọng tiểu bối, người biết không, ta đã thật lâu chưa thấy qua có người dám giết ta Thánh Hỏa Tông đệ tử, hơn nữa, còn là làm trò ta Tuyết Hồng Tâm mặt mà. Hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm thanh âm âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Kỳ mâu quang giống như một cái lạnh như băng độc hạt. Phải, vậy ngươi bây giờ thấy được. Trần Phi nghe vậy nhàn nhạt cười cười. Có ý tứ, chính là một cái nhất lưu cổ vũ giả mà thôi, thật bị mình làm thành là tiên thiên cường giả sao? Khôi hài, trang cái rắm a trang. Đúng, hiện ở ta thấy được. Vì vậy, ngươi phải chết, xem chiêu. Hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm thanh âm lạnh lẽo, trong tay Thánh Hỏa Tông diễm làm vinh dự làm. Bỗng nhiên xuất thủ. Cực kỳ kinh người. Chỉ thấy chỉ khoảng nửa khắc trước mắt mọi người liền có một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đánh úp về phía Trần Phi, đặc biệt hừng hực trong hỏa diễm nhận quang dày đặc Thánh Hỏa lệnh, càng như đáng sợ độc xà vậy, dắt cuốn làm cho lực lượng, diễm sóng cuộn trào mãnh liệt, một tả một hữu các từ cánh chém giết hướng Trần Phi xương sườn. Kỳ khí thế uy mãnh cương liệt đến 10 phần, ít nói so với trước những người đó cường ra mấy lần. Tự loại trình độ này. Thế mà Trần Phi thấy thế lại cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó trợ thủ đắc lực năm móng run rẩy khúc trương, lại bỗng nhiên nắm chặt, một làm người ta trong lòng run sợ mãnh hổ khí thế trong nháy mắt nếu như sóng to vậy bộc phát ra, là tốt rồi tự hoàng hà vỡ đê vậy, một quyền này hung hăng đánh phía ót của đối phương tâm. Thương! Hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm như là cảm giác được nào đó uy hát yêu ta, nếp uốn răng đầy nét mặt già nua bỗng nhiên biến sắc, ngạnh sinh sinh ngừng thế tiến công đón đỡ. Dùng trợ thủ đắc lực trong cầm Thánh Hỏa lệnh cùng Trần Phi đại chiến, phát sinh đinh tai nhức óc giòn tiếng vang. Làm người ta mờ mịt biến sắc. Hắn cư nhiên có thể bàn tay Trần cùng Tuyết Hồng Tâm Tuyết trưởng lão đối kháng. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là Quân Nguyên Nghĩa trong mắt càng hiện đầy bất khả tư nghị cùng oán độc, ghen tị kết hợp. Phải biết rằng hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm thế nhưng đường đường chính chính,
chân chân chính chính nhất lưu cổ vũ cường giả. Nhưng bây giờ Trần Phi chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, lại cư nhiên có thể bàn tay Trần cùng với đối kháng, còn có đến có hồi. Đây quả thực nhượng hắn không cách nào tiếp thu, trong lòng tràn đầy ghen tị và nhục nhã. Phải biết rằng, hắn quân nguyên nghĩa mới là đường đường Thánh Hỏa Tông hơn 10 năm khó khăn xuất hiện thiên tài. Nhưng bây giờ Trần Phi chính là một cái vô danh tiểu bối, cùng hắn cùng tuổi trẻ, lại cư nhiên so với hắn lợi hại, so với thực lực của hắn càng mạnh, so với hắn thiên phú xuất sắc hơn. Cái này chẳng phải là nói hắn quân nguyên nghĩa không bằng người. Không bằng chính là một cái vô danh tiểu bối. Không, tuyệt đối không phải như vậy. Ta quân nguyên nghĩa mới thật sự là thiên tài. Trong sát na, Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân nguyên nghĩa trong mắt hiện ra lau một cái nồng nặc thâm độc vẻ. Mâu quang chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi cùng hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm đại chiến chiến trường, tìm cơ hội, sau đó bỗng nhiên bành gồ lên lực lượng toàn thân, lấy sấm sét không kịp che tai xu thế điên cuồng xuất thủ. Thánh Hỏa Lệnh thần công tầng thứ 7 lực lượng khổng lồ ở Thánh Hỏa Lệnh kỳ môn binh khí 100% tô đậm dưới, hoàn toàn thả ra ngoài. Hướng phía Trần Phi sau bị đánh lén. Lại là đánh lén, muốn chết. Trần Phi cảm giác được hậu phương vọt tới bé nhỏ Uyhiota, tuy rằng hoàn toàn có thể không để ở trong lòng, nhưng đối phương loại này cử động, lại là đánh lén, và lại còn là cái loại này không lưu tình chút nào hoàn toàn muốn một kích phải giết đánh lén, cũng hãy để cho hắn nhịn không được sinh khí, trong ánh mắt lấp lánh băng lãnh hàn mang. Thương một tiếng nổ vang, Trần Phi trực tiếp giơ tay lên hô quyền đem trước mặt hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm hất bay. Sau đó chỉ thấy Kỳ Thuận Lợi trực tiếp cướp giật dưới đối phương một thanh Thánh Hỏa Lệnh kỳ môn binh khí, bàn tay cầm thật chặt, trở tay về phía sau rạch một cái, liền sau đó mọi người tại đây cũng nghe được một tiếng phảng phất cắt kim loại thanh âm. Loảng xoảng đương, giãn nứt thành hai biện Thánh Hỏa Lệnh binh khí ném rơi vào, phát ra âm thanh, khiến vô luận là mọi người tại đây hay là quân nguyên nghĩa đều đột nhiên đôi mắt co rụt lại, phía sau lưng cột sống cọ 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 hàn khí liền hướng ngoại xông ra. Mặt đều cứng lại rồi. Cái này, điều này sao có thể đến? Phải biết rằng đây chính là bọn họ Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân nguyên nghĩa đánh lén, nhưng đối phương lại cư nhiên phản ứng nhanh như vậy, còn đem Tuyết trưởng lão binh khí trong tay cho đoạt. Mụ, mẹ, cái này thật không vậy đang nằm mơ. Thế nhưng cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tự tìm tử lộ, Trần Phi mắt nhìn mình một kích này vẻn vẹn chỉ là cắt đứt đối phương binh khí, không thương tổn được người, nhất thời có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Bàn tay cầm binh khí kia, về phía trước rạch một cái, một phàm thai mắt thường khó có thể nhìn thấy nhu ánh sáng màu trắng liền ngay tức khắc đi ra ngoài, chém thẳng vào đối phương đi. Dừng tay, chúng ta thế nhưng Thánh Hỏa Tông người, vị kia càng là chúng ta Thánh Hỏa trưởng thượng tổ, nửa bước tiên thiên cường giả cháu trai ruột. Dừng tay, mau dừng tay, nếu không, người nếu là thật phạm dưới cái gì khó có thể vãn hồi lỗi chuyện, căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể trốn. Thậm chí chết không có chỗ chôn. Hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm sắc mặt trong nháy mắt tự thay đổi, quát to. Phải biết rằng, quân nguyên nghĩa có thể là bọn hắn Thánh Hỏa trưởng thượng tổ cháu trai ruột, hôm nay lại nếu khi hắn Tuyết Hồng Tâm chăm sóc dưới xảy ra chuyện. Mặc dù là thân phận của hắn, đường đường Thánh Hỏa tông trưởng lão cũng sẽ có rất đại phiền toái, thậm chí, muôn lần chết chớ từ chối. Thế mà Trần Phi lại đều lý, để ý đều mặc kệ hắn. Cứ như vậy tiện tay giản đơn rạch một cái, huyết sắc văng lên, cánh tay bay ngang, quân nguyên nghĩa sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, mâu quang trong hiện ra run vẻ. Bởi vì, một cái tay của hắn cánh tay bị Trần Phi chém xuống. T. Ở đây tất cả mọi người nhìn không được cũng hít một hơi khí lạnh. Vẻ mặt đều là vẻ cây ết yêu ta sợ. Phải biết rằng, đây chính là bọn họ Thánh Hỏa Tông thiếu chủ A. Đường đường nửa bước tiên thiên cường giả cháu trai ruột. Nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên không cố kỵ chút nào, không kiêng nể gì cả, tiện tay đã đem Kỳ một cánh tay cho chém xuống tới. Cái này tại sao có thể như vậy? Ngươi lại dám chém ta một cánh tay? Quân Nguyên Nghĩa nắm cánh tay mình vết thương môi run run nói, vẻ mặt trắng bệch, không dám tin tưởng. Cánh tay hắn cho Trần Phi cho chém. Một cái tay của hắn cánh tay bị Trần Phi cho chém. Mà thực lực của hắn, cũng tất nhiên sẽ bởi vậy giảm nhiều. Ngươi nếu lại ở trước mặt ta nói nhảm nói, ta không ngại lần sau nhắm ngay cổ của ngươi, hoặc trái tim. Trần Phi nghe vậy thần sắc bình thản liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Trên thực tế,
hắn vừa rồi một chút vốn là nhắm ngay đối phương chỗ hiểm, thế nhưng, lại cư nhiên bị đối phương chỉ mảnh treo chuông gian miễn cưỡng tránh ra, cho nên mới chỉ chặt đứt một cánh tay. Nhưng tuy rằng như vậy, hắn cũng không chuẩn bị lại tiếp tục xuất thủ, bởi vì đối phương đánh lén hắn một lần, hắn cũng còn lấy nhan sắc một lần, một thù trả một thù. Có thể né tránh, coi như là hắn vận khí tốt, hoặc là thực lực mạnh, mệnh không nên tuyệt. Ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta Thánh Hỏa Tông, cũng không đắc tội các hạ ngươi đi. Mà ở thấy tình cảnh này, Hạt Ban lão giả Tuyết Hồng Tâm nhìn không được sắc mặt không gì sánh được âm trầm nói. Đến lúc này, hắn rốt cục ý thức được Trần Phi quá mạnh mẽ, không phải là hắn đơn giản có thể giết chết, vì vậy không dám lại tùy tiện xuất thủ. Để phòng bất trắc, ta là người như thế nào? Hỏi hắn lạc, Trần Phi nghe vậy, chỉ vào Quân Nguyên Nghĩa khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Ta trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi, tại sao có thể là bởi vì ta? Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy nhìn không được giữ tợn hét lớn. Hắn thề với trời, bản thân căn bản cũng không có gặp qua Trần Phi, tại sao có thể là bởi vì hắn? Chưa thấy qua ta, Nga, đúng, ngươi quả thực chưa thấy qua ta, bất quá, Hoa Chí Nam tên này ngươi nên biết đi. Chính là trước ngươi nhường Hà Triệt âm thầm hạ thủ người nọ. Mà hắn, là ta Trần Phi huynh đệ. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là cười nhạt, sau đó bỗng nhiên thần sắc một lệ, lạnh lùng nói. Cái gì, là hắn? Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy đột nhiên đôi mắt co rút lại, trên mặt hiện ra sai lầm vẻ. Cái gì, là hắn, cũng bởi vì người thường, hắn Quân Nguyên Nghĩa ngày hôm nay lại không hiểu tao thụ lớn như vậy cướp, cánh tay làm cho chém đứt. Không, điều này sao có thể? Ta nhớ kỹ ta trước sai người cho ngươi truyền nói chuyện đi. Nhượng Ma Cao Hà ra đem huynh đệ ta thả, có thể ngươi là làm sao làm? Nhượng Hà Triệt sẽ đem huynh đệ ta giam cả đêm. Hanh, thực sự là uy phong thật to a. Trần Phi lại một lần nữa hừ lạnh nói. Thế nhưng các hạ, coi như là như vậy, chuyện này nhiều lắm cũng không tính là một hồi hiểu lầm đi. Dù sao chúng ta cũng không biết người trẻ tuổi kia là bằng hữu ngươi, nhưng bây giờ, ngươi lại giết chúng ta Thánh Hỏa Tông ba gã đệ tử. Còn đem Nguyên Nghĩa cánh tay cho chém. Cứ như vậy một chút chuyện nhỏ mà, hiểu lầm mà thôi, đến mức hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Thế mà Hạt Ban lão giả Tuyết Hồng Tâm nghe vậy lại nhìn không được chất vấn. Hoa Chí Nam chuyện mà hắn cũng biết, nếu đối phương thực sự là hiện tại hắn trước mắt vị trẻ tuổi này bằng hữu, vậy bọn họ bên này là hơi chút làm có chút quá phận. Nhưng vấn đề là dù vậy, loại chuyện nhỏ này mà, nói trắng ra là kỳ thực cũng liền hiểu lầm một hồi mà thôi, đến mức làm như thế tuyệt. Vừa lên đến sẽ giết bọn họ Thánh Hỏa Tông ba gã đệ tử, thậm chí còn đem bọn họ Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa cánh tay cho chém đứt một. Như vậy có đúng hay không có chút hơi quá đáng? Hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Trần Phi nghe vậy thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, chậm rãi nói thật, ta hôm nay tới, hình như thật không có nghĩ động thủ sát nhân. Có thể các ngươi là làm sao làm, vừa lên đến tự không nói lời gì hướng ta động thủ, còn muốn giết ta. Nói chung. Trách ta lạc. Nghe vậy Quân Nguyên Nghĩa đám người sắc mặt dại ra, ngây ngốc. Hình như sự tình thực sự là có chuyện như vậy. Hắn, còn có hắn. Trần Phi lại duỗi thân tay nhất chỉ tới đất trên, sinh tử chưa biết ba người, cuối cùng thần sắc vẻ mặt bình thản ngón tay rơi vào Quân Nguyên Nghĩa phương hướng, cười nhạt nói ba người bọn hắn, còn ngươi nữa, một người đánh lén ta một lần, và lại còn nhượng ta cảm thấy sát ý. Vì vậy một mình ta còn lấy nhan sắc một lần, không để lại tay, có vấn đề gì không? Lời vừa nói ra, ở đây mọi người bao quát Hạt Ban lão giả Tuyết Hồng Tâm cùng với Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa sắc mặt đều âm trầm xấu xí đến cứng lên. Đúng vậy, nếu không phải bọn họ vừa lên đến tựu không nói lời gì, hướng về phía Trần Phi các loại hạ tử thủ vây công, đánh lén, cũng không đến mức rơi đến bây giờ loại tình trạng này. Ba chết nhất trọng thương. Hắn đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa cánh tay còn bị đối phương chém, không chỉ có nguyên khí đại thương. Còn rất có thể thực lực sẽ bởi vậy chợt giảm xuống. Hoàn toàn bệnh thiếu máu. Nhưng bọn hắn loại hành vi này hết lần này tới lần khác ứng chứng một câu ngạn ngữ tự làm tự chịu. Tự có nên được. Nói đều nếu đã nói đến nước này, Hạt Ban lão giả Tuyết Hồng Tâm cùng với Quân Nguyên Nghĩa tự nhiên á khẩu không trả lời được. Có lớn hơn nữa oán khí cũng đều chỉ có thể đánh dụng hàm răng đã qua trong bụng nuốt. Dù sao, Trần Phi mạnh mẽ thực lực cứ như vậy rõ ràng đặt ở cái này, ở đây ngoại trừ vị kia Thánh Hỏa Tông trưởng lão Hạt Ban lão giả Tuyết Hồng Tâm ở ngoài,
những người khác đều không phải là hắn hợp lại địch. Như vậy, còn có thể làm sao? Đã như vậy, đúng là chúng ta quá xung động, có điều đắc tội, xin các hạ bao dung. Hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm mặt âm trầm, thấp giọng nói, sau đó hướng về phía Trần Phi giơ tay lên một cái, biểu thị áy náy. Nhược hiện ở chỉ là một mình hắn ở đây, không nhiều như vậy liên lụy nói, lấy thân phận của hắn thực lực cùng với trong lòng đúng Trần Phi tức giận, tuyệt không khả năng như vậy ăn nói khép nép xin lỗi, dẫn đầu cúi đầu. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại quả thực không có biện pháp. Bên cạnh nhiều lắm trói buộc, nhất là quân Nguyên Nghĩa. Phải biết rằng hắn có thể là bọn hắn Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên lão tổ cháu trai ruột, nếu là bị đối phương không một lời hợp chém giết nơi này, hắn Tuyết Hồng Tâm, tuyệt đối phạm sai lầm lớn. Rất khó đam được khởi trách nhiệm này. Thấy tình cảnh này, quân Nguyên Nghĩa phổi đều nổ dở khí nổ, mâu quang trong hiện ra khó có thể ức chế phẫn nộ, nhưng vẫn là gắt gao cắn môi, không dám nói nhiều. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng sợ đối phương thật bởi vì không một lời hợp, liền trực tiếp xuất thủ làm thịt hắn. Hắn thực sự rất sợ. Đến mức đối phương có hay không thực lực này, đến cùng thật có dám hay không giết hắn. Hắn quân Nguyên Nghĩa không muốn đi đổ, cũng không dám đi đổ a. Bao dung. Trần Phi nghe vậy trên mặt hiện ra lau một cái trào phúng vậy cười nhạt, chậm rãi nói ngươi ý tứ, như thế coi như. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Đừng quên, chúng ta thế nhưng Thánh Hỏa Tông người, lẽ nào ngươi thật đúng là muốn vì chính là một người bình thường, tự cùng chúng ta Thánh Hỏa Tông kết làm huyết hải thâm cừu. Làm như vậy, thực sự không đáng. Hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm nhìn không được giận một tiếng nói, khàn khàn đôi mắt tràn đầy lửa giận vẻ. Phải biết rằng, nếu không phải hắn hiện tại trói buộc nhiều lắm, hắn làm sao có thể như vậy ăn nói khép nép nói, nhưng bây giờ, đối phương chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, lại còn chưa đủ, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Có phải là thật hay không cho là hắn Tuyết Hồng Tâm là bùn bóp? Nghĩ thế nào bóp tự thế nào bóp? Hơn nữa không chỉ có như vậy, phải biết rằng, bọn họ thế nhưng đường đường Thánh Hỏa Tông người. Hoa Hạ phía Nam thổ địa cổ vũ vòng tròn nội có mặt mũi nhị lưu cổ vũ giả tông môn một trong, nội tình thâm hậu, uy danh hiển hách. Nhưng bây giờ, đối phương lại còn ở không nhìn bọn họ như vậy một tầng thân phận, bối cảnh. Còn chưa đủ, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, đây ý là coi thường bọn họ Thánh Hỏa Tông. Huyết hải thâm cừu, ngược lại cũng thật để mắt chính các ngươi. Thế mà Trần Phi nghe vậy, vẫn còn vẻn vẹn chỉ là chẳng đáng vậy cười lạnh cười. Trái lại mâu quang quét về phía vẻ mặt đoán độc, tức giận quân Nguyên Nghĩa, ngoạn vị đạo ta nhớ kỹ, ngươi vừa rồi hình như gọi ta lăn ra đây. Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhịn không được môi run rẩy, tức giận nói ngươi có ý tứ. Ngươi bây giờ đều chặt đứt ta một tay, chẳng lẽ còn chưa đủ, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi có thể phải cho ta làm rõ ràng, ra ra ta thế nhưng nửa bước tiên thiên cường giả. Nếu là thật xích mích, ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Nói thật giống như trong lòng ngươi cũng đã tha thứ ta vậy. Nếu như ta đoán không lầm nói, ngươi trong lòng bây giờ mặt khẳng định tưởng rằng, chờ ta đi sau, ngay tức khắc trở lại viện binh tới tìm ta phiền phức, hướng ta báo thù đi. Trần Phi nghe vậy khóe miệng một phiết nói. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên rất dễ là có thể đoán được đối phương nghĩ cái gì. Dù sao nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, phỏng chừng phản ứng của hắn cũng sẽ không sai biệt lắm. Trước tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sau đó sẽ ngay tức khắc đi viện binh báo thù. Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới bản thân ý nghĩ trong lòng cư nhiên bị Trần Phi khám phá. Không sai, trong lòng của hắn đúng là muốn như vậy, trước tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sau đó ngay tức khắc phản hồi Thánh Hỏa Tông cầu ra ra hắn xuất sơn. Hắn không tin đối phương mặc dù thiên tài đi nữa, lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hắn quân Nguyên Nghĩa nửa bước tiên thiên cấp bậc ra ra sao? Hoàn toàn không hiện thực, căn bản không khả năng. Lại dám đoạn hắn quân Nguyên Nghĩa một cánh tay, điều này làm hắn trong lòng oán độc không gì sánh được, đồng thời trong lòng đã muốn dùng tốt một vạn loại phương pháp, muốn làm cho đối phương dám can đảm gảy mất hắn một tay cái này tạp chủng, dở sống dở chết. Muốn cho hắn thường cố gắng thế gian này thống khổ nhất thống khổ. Muốn cho phía sau hắn gia đình, bằng hữu, thậm chí thân nhân đều diệt vong. Nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên khám phá hắn quân Nguyên Nghĩa ý nghĩ lúc này, trong lòng ác niệm. Điều này làm cho hắn cả người cũng không nhịn được lạnh siêu siêu. Sắc mặt đại biến. Ngươi yên tâm,
chỉ cần ngươi bây giờ đáp ứng lúc đó thu tay lại, ta Quân Nguyên Nghĩa bảo chứng về sau tuyệt không tìm ngươi phiền phức. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Sau một khắc, hắn nhịn không được cả người run rẩy dơ lên có chừng tay nào ra đòn, một bộ nghiêm trang dáng dấp phát thệ nói. Dĩ nhiên, phát thệ cũng liền chỉ là phát thệ mà thôi. Ở trong lòng hắn đúng Trần Phi oán độc hận ý, không có chút nào giảm thiểu. Tương phản càng phát nồng nặc. Vì vậy hắn theo lại ở trong lòng phát hạ chân chính thệ ngôn, nhất định phải để cho Trần Phi trả giá thật lớn, nhất định phải để cho cái kia tạp trùng, đi tìm chết. Bàn tay mình miệng. Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi lại mặt không thay đổi phun ra một giọng nói. Há mồm, muốn cho đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa bàn tay mình miệng. Không chỉ là Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy mạnh biến sắc, ngay cả vẫn kiềm chế theo tức giận hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm cũng rốt cục không nhịn được, gương mặt lạnh lùng, cả người bộc phát ra cực kỳ rừng rực khí thế nói tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Chớ quá mức. Ha ha, ngươi nếu không quen nhìn ta, có thể tiếp tục động thủ. Bất quá đến lúc đó ta có thể bảo chứng. Tối nay, các ngươi mấy tên này cũng đừng nghĩ đi ra biệt thự này một bước. Tất cả đều lưu cho ta xuống tới. Trần Phi cười lạnh một tiếng nói, khiến hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm sắc mặt chợt biến, không gì sánh được xấu xí, hô hấp gấp gáp. Hắn cho rằng Trần Phi đây là đang uy hiếp ta chính hắn, hắn nếu là dám tiếp tục, Trần Phi sẽ gặp đem trừ hắn ra mọi người, sở hữu Thánh Hỏa Tông đệ tử, liên cùng bọn hắn Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa đều lưu lại nơi này. Toàn bộ chém giết, không chừa một mống. Thế mà hắn nhưng không biết, Trần Phi những lời này, nhưng cũng là đưa hắn vị này Thánh Hỏa Tông trưởng lão Tuyết Hồng Tâm bao quát ở bên trong. Dù sao ở Trần Phi trong mắt, hạt ban lão giả nhiều lắm cũng liền chỉ so với phi báo đại đội trưởng Lưu Tinh Khiết Cường ra một đường. Tuy rằng phiền toái một chút, nhưng muốn giết, cũng còn là tuyệt đối có thể giết chết. Đến mức ngươi, Trần Phi lạnh nhạt mâu quang lại quét Quân Nguyên Nghĩa run rẩy trên mặt, thản nhiên nói con người của ta ni, rất đáng ghét có người ở trước mặt ta mở miệng nói bẩn. Vì vậy bàn tay mình miệng một lần, chuyện giữa chúng ta mà còn chưa tính, bằng không, tự xem theo làm. Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy phổi đều thiếu chút nữa khí nổ, viền mắt đỏ bừng, môi run rẩy có chút phát thanh, mâu quang trong tất cả đều là dữ tợn vẻ oán độc. Phẫn nộ tới cực điểm. Phải biết rằng, hắn thế nhưng Quân Nguyên Nghĩa a, đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, cũng là Thánh Hỏa Tông hơn 10 năm khó khăn xuất hiện siêu cấp thiên tài, đồng thời ra ra hắn còn là Thánh Hỏa trưởng thượng tổ. Là tu vi thực lực đạt đến tới nửa bước tiên thiên cấp bậc khủng bố cường giả. Bởi vậy tầm thường nào có người dám đối với hắn đối với lần này bất kính. Quỳ trên mặt đất nịnh bợ hắn còn không kịp. Nhưng bây giờ Trần Phi lại cư nhiên nhượng hắn tự mình tát mình lỗ tai. Ở trước mắt bao người. Đây quả thực là nhục nhã, làm hắn toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo họ Trần, người không muốn hơi quá đáng. Nếu là thật xích mích mặt, đối với người nào đều không ăn ngon. Ba. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt vươn ba ngón tay, nói. Ngươi thật muốn cùng chúng ta Thánh Hỏa Tông xé rách ra mặt. Quân Nguyên Nghĩa thấy thế mạnh cái trán gân xanh cuồng mắng, giọng nói khuôn mặt cực kỳ dữ tợn nói. Hai. Trần Phi nhàn nhạt đang nói làm hắn sợ hãi. Ngươi. Hắn nhịn không được dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Trần Phi, thế nhưng lúc này đây, hắn lại nói không nên lời trước này cuồng ngôn. Bởi vì, Trần Phi nhìn thẳng hắn hai tròng mắt đang dần dần trở nên lạnh, một làm người ta cực sợ hàn ý, từ từ bao phủ lên hắn. Nhượng thân thể hắn phát lạnh. Thương! Mà hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm thấy tình cảnh này, khàn khàn đôi mắt bỗng nhiên một lệ, vung hai tay lên, trong tay Thánh Hỏa lệnh phát sinh một tiếng dị hưởng, như là không nhẫn nại được. Đã có thể sau đó một khắc, trên tay hắn cử động lại mạnh bị kiềm hãm, sắc mặt cũng là ngẩn ngơ. Bởi vì chỉ nghe được ba một tiếng thỉnh giòn tiếng vang, Quân Nguyên Nghĩa nâng lên còn lại cái tay kia răng cắn nghiến răng cho mình một cái tát. Mà một màn này, tự nhiên cũng để cho này Thánh Hỏa Tông đệ tử sợ ngây người. Ít, thiếu chủ hắn cư nhiên thật cho mình một cái tát. Cái này, đây không phải là bọn họ đang nằm mơ chứ? Hiện tại được chưa, quạt bản thân một bạt tai sau, Quân Nguyên Nghĩa cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phi nói. Tuy rằng hắn hiện tại bề ngoài thoạt nhìn rất mạnh cứng rắn, nhưng trên thực tế, ở đây tất cả mọi người nhìn ra hắn sợ, bằng không, lấy thân phận địa vị của hắn và dĩ vãng tính cách, là không có khả năng tới đây sau một cái, bản thân tát mình một bạt tai. Làm Thánh Hỏa Tông thiếu chủ mặt,
quả thực mất hết. Ta bên này được rồi, bất quá, huynh đệ ta bên kia còn không được. Trần Phi nói, cư nhiên từ y phục trong bao lấy ra một đài loại nhỏ camera, hướng về phía Quân Nguyên Nghĩa nhếch môi vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại nói đến, ghi cái thị bình, cho huynh đệ ta ghi cái xin lỗi video, chuyện này coi như triệt để xong, rất đơn giản đi. Rất đơn giản đi. Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy thiếu chút nữa một ngụm lão máu không nuốt xuống, chỉ cảm thấy chu vi ánh mắt nóng hừng hực, trên mặt mình cũng nóng hừng hực. Không nghĩ tới Trần Phi nhượng chính hắn tát mình một cái, cũng còn chưa đủ, còn muốn cho ghi cái gì xin lỗi video. Ta XYZ người mới vừa rồi là đang đùa ta là đi. Trong lòng hắn giờ này khắc này chỉ muốn đem Trần Phi xé tám khối, điên cuồng hành hạ đến chết. Đáng tiếc, hắn nhưng không có thực lực đó, chỉ có thể cúi đầu. Dù thế nào bản thân tát mình một cái đều làm, mất mặt cũng hoàn toàn ném sạch sẽ, không kém món này. Quân Nguyên Nghĩa như vậy ở trong lòng an ủi mình, theo lão lão thật thật ghi lại xin lỗi video, hơn nữa kéo dài 3 phút. Làm 10 phút sau, Trần Phi từ đống cạnh biển biệt thự đi ra, mắt hơi híp trên mặt tất cả đều là cười xấu xa vẻ. Trừ ra trước này bản thân muốn chết tên ở ngoài, hắn đúng ngày hôm nay chuyến này rất hài lòng. Cho dám can đảm ức hát yêu ta hắn huynh đệ tên, hung hăng một bài học, khắc sâu ấn tượng. Đến mức đối phương sau có thể hay không lúc đó dừng tay, hoặc là không cam lòng muốn tới tìm hắn báo thù. Hắn đều không có vấn đề, có bản lãnh, tự đi thử một chút lạc. Dù thế nào hắn gần nhất quả thực rất dỗi rãnh, cần tìm chút chuyện làm a. Ta nhất định phải thân thủ làm thịt tạp chủng kia, lại dám nhượng ta Quân Nguyên Nghĩa tự mình tát mình lỗ tai, còn nhượng ta ghi cái gì xin lỗi video, chém đứt ta một cánh tay. Ngươi chờ cho ta, chuyện này ta tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ, ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Đợi được Trần Phi đều không sai biệt lắm đã ly khai 10 phút sau, cạnh biển bên trong biệt thự mới truyền ra một tiếng vặn vẹo giống. Cũng Quân Nguyên Nghĩa vẻ mặt dữ tợn nói. Thấy tình cảnh này, ở đây này Thánh Hỏa Tông đệ tử thậm chí hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm tuy rằng trong lòng khinh bỉ, nhưng vẫn là uy hát yêu ta ở người trước Thánh Hỏa Tông thiếu chủ thân phận, cùng với gia gia hắn, là bọn hắn Thánh Hỏa Tông một vị duy nhất nửa bước tiên thiên cường giả. Là chân chánh lão tổ tông, ngại vì cái này không dám đem nội tâm khinh bỉ biểu hiện ra ngoài. Chỉ có hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm xanh mét vẻ mặt trương, âm trầm nói không sai, chuyện này quyết không thể từ bỏ ý đồ. Chúng ta Thánh Hỏa Tông uy nghiêm đã bị nghiêm trọng khiêu khích. Nguyên Nghĩa, mau đưa người cánh tay kia nhặt lên, chúng ta ngay tức khắc đi bệnh viện, cứ như vậy một hồi thời gian khẳng định có thể nhận trở về. Chờ người cánh tay kia nhận sau khi trở về, chúng ta lập tức trở về tông môn, thỉnh đại trưởng lão xuất sơn, cho chúng ta chủ trì công đạo. Tuyết trưởng lão người yên tâm đi, ra ra đau như vậy ta. Lúc này đây ta nhất định sẽ mời được lão nhân ra ông ta xuất sơn, thay ta báo thù. Chặt đứt một cánh tay Quân Nguyên Nghĩa vẻ mặt đều là vặn vẹo dữ tợn màu sắc, vẻ mặt oán độc nói gọi là làm Trần Phi đúng không? Dám đối với ta Quân Nguyên Nghĩa hạ thủ, cái này đem sẽ trở thành ngươi đời này làm tối chuyện ngu xuẩn tình. Qua một thời gian ngắn nữa, chờ ngươi rơi xuống trong tay ta, đi địa ngục đi sám hối đi. Ta Quân Nguyên Nghĩa, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi muốn sống không được. Cùng lúc đó, trong đêm đen, một chiếc huy đằng yên lặng lái ở lối đi bộ. Trần tiên sinh, sự tình xong xuôi, ngồi ở chỗ tài xế ngồi trên Trần Diệu Dương, lấy hắn đường đường hương cảng Trần gia đại gia trưởng thân phận, lúc này lại cư nhiên như thế hạ mình hàng đắt, cam nguyện làm người tài xế, có thể nghĩ Trần Phi ở trong mắt hắn địa vị là có kinh khủng bực nào. Nghiễm nhiên là theo chân bọn họ Trần gia đại trưởng lão một tầng thứ. Thậm chí, còn có khả năng sẽ càng cao. Ta vừa rồi cảm giác biệt thự trong tựa hồ có năng lượng ba động, lẽ nào... Trần tiên sinh các ngươi ở bên trong động thủ. Trần gia đại trưởng lão độc nhãn lão giả cư nhiên đã ở bên trong xe, chỉ thấy kỳ lúc này hơi có chút cau mày nói. Bởi vì ngay vừa rồi, Trần Phi cùng Thánh Hỏa Tông những người đó động thủ thời gian, bởi Thánh Hỏa Tông Thánh Hỏa lệnh thần công đặc biệt công pháp đặc tính, dẫn đến diễm quang bốn phía, năng lượng tuôn ra ra, làm hắn ở đoạn thời gian đó nội cảm thấy kịch liệt năng lượng ba động, hơn nữa cường độ còn không yếu. Thậm chí tại nơi kịch liệt năng lượng ba động trong, có một cực kỳ đáng chú ý năng lượng cường đại đều nhanh vượt qua hắn, điều này làm cho hắn không có biện pháp không coi trọng. Lẽ nào ở biệt thự kia trong, còn cất giấu hắn không biết A cấp dị năng giả, hoặc là Thánh Hỏa Tông cao thủ phải không? Ừ,
là động thủ. Những tên kia vừa thấy được ta, tự không nói lời gì xuất thủ, muốn không động thủ đều không được a. Trần Phi nghe vậy nhìn không được cảm thán. Lúc đầu giảng đạo lý, trước hắn đến thì thật không muốn quá sát nhân, nhiều lắm cũng liền nghĩ tới tùy tiện động thủ, kinh sợ dưới cũng liền xong chuyện. Có thể không nghĩ tới, những người đó nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, vừa lên đến, từng cái một tự không nói lời gì toàn bộ hạ tử thủ, làm cho đánh lén. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên cũng không có khả năng trang cái gì giả thánh nhân, lòng từ bi. Vậy căn bản không hiện thực. Thật đúng là động thủ, đối phương vài người, đều là Thánh Hỏa Tông đệ tử. Trần Diệu Dương hiếu kỳ nói. Nếu là chính hắn hiếu kỳ, khẳng định không có khả năng làm trò Trần Phi mặt mà, hỏi ra lời như vậy, có thể bọn hắn bây giờ Trần gia đại trưởng lão Độc Nhãn lão giả nhưng vẫn đang cho hắn nháy mắt. Cái này không có biện pháp, đại ý của trưởng lão hắn không có khả năng vi phạm, vì vậy cũng chỉ có thể kiên trì lên. Mà nghe nói như thế, Trần Phi nhưng thật ra không thế nào suy nghĩ nhiều, tùy tùy tiện tiện nói 7-8 người đi, cũng đều là Thánh Hỏa Tông môn người, một người trong đó hình như là cái gì trưởng lão. T, trưởng lão, Trần Diệu Dương nghe vậy nhìn không được cũng hít một hơi khí lạnh. Bởi vì hắn thế nhưng biết, nội địa cổ vũ vòng tròn nhị lưu tông phái trưởng lão, tối thiểu cũng muốn nhất lưu cổ thực lực võ giả, mới có tư cách ngồi trên vị trí kia. Biệt thự kia trong cư nhiên cất giấu một vị Thánh Hỏa Tông trưởng lão, nhất lưu cổ vũ giả cường giả. Quả nhiên, mà Độc Nhãn lão giả đang nghe Trần Phi lời nói này, trong lòng nhịn không được hiện ra hai chữ này. Có thể làm cho hắn đường đường A cấp hỏa hệ dị năng giả đều cảm giác được uy hát iota kịch liệt năng lượng, tối thiểu cũng muốn nhất lưu cổ vũ giả trình độ, hoặc là cùng cấp bậc A cấp dị năng giả, mới có khả năng làm được. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được cảm thán nói quả nhiên còn là anh hùng xuất thiếu niên A. Ta Trần Sa sống hơn nửa đời người, ăn xong, nguyên lai tên của hắn gọi Trần Sa. Trần đại trưởng lão quá khen, ta cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi. Trần Phi nghe vậy cười nói. Đúng vậy, hắn tự chỉ là bởi vì vận khí tốt mà thôi. Ngẫu nhiên gian chiếm được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, mới có hôm nay hung hãn ngày hôm nay, bằng không, hắn hiện tại nhiều lắm cũng chính là cái phổ thông thông nhị lưu cổ vũ giả mà thôi. Sa không có khả năng giống như bây giờ uy phong. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, thế mà Trần gia đại trưởng lão nghe vậy lại lắc đầu cười nhạt nói. Đúng vậy, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Dù sao từ cổ chí kim, bởi vì vận khí tốt mà trở thành một đời truyền kỳ, một đời ngôi sao sáng ví dụ còn thiếu sao. Thật không ít, thậm chí ngay cả chính hắn, chính là một cái hoạt bát ví dụ. Chỉ là không Trần Phi như vậy lợi hại mà thôi. Cũng là. Trần Phi nghe vậy cực kỳ tán đồng gật đầu, lại bỗng nhiên nhìn không được hỏi, Trần đại trưởng lão, chú ý ta hỏi nhất kiện tương đối chuyện bí ẩn sao? Trần tiên sinh cứ việc nói, biết đến, ta ngôn vô bất tấn. Trần gia đại trưởng lão rất trực tiếp đáp lại nói. Tốt lắm, ta đây hỏi. Trần Phi nghe vậy sửa lại một chút trong đầu tư tự, chậm rãi nói cái kia, ta chính là muốn hỏi một chút, dị năng giả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoặc là nói, muốn thế nào mới có thể trở thành một gã dị năng giả? Trần tiên sinh thế nào bỗng nhiên đối với các này cảm thấy hứng thú? Trần gia đại trưởng lão nghe vậy có chút nghi ngờ mở miệng nói. Phải biết rằng, Trần Phi thế nhưng cổ vũ giả, hơn nữa còn là thực lực phi thường kinh khủng cổ vũ giả, hoàn toàn kiêu ngạo ở dị năng giả, hiện tại làm sao sẽ đột nhiên đối với các này cảm thấy hứng thú? Là bởi vì huynh đệ ta, hắn bỗng nhiên đã biết chúng ta thế giới này chuyện tình, muốn trở nên theo chúng ta vậy, thế nhưng cổ vũ giả con đường này hắn đã đi không thông, bởi vì hắn sớm đã qua điều kiện tốt nhất tập võ tuổi trẻ, vì vậy. Trần Phi nghe vậy giải thích nói. Nguyên lai là như vậy, có thể bị Trần tiên sinh ngươi như vậy để ở trong lòng, ngươi vị bằng hữu kia, thực sự là rất tốt vận khí a. Trần gia đại trưởng lão cười cảm thán một tiếng, sau đó sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc nói về làm sao có thể trở thành dị năng giả, ta nói ngắn gọn đi. Chỉ có hai cái phương pháp, một là tự nhiên thức tỉnh, hai là truyền thừa thức tỉnh. Tự nhiên thức tỉnh, truyền thừa thức tỉnh, có ý tứ. Trần Phi nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. Tự nhiên thức tỉnh, danh như ý nghĩa, hắn còn có thể hơi chút lý giải một ít. Nhưng này cái truyền thừa thức tỉnh là có ý gì? Lẽ nào dị năng giả, vẫn có thể một đời truyền thừa xuống tới phải không? Tự nhiên thức tỉnh, chính là ở địa cầu này mỗi người, đều có mấy ngàn vạn, gần ức tỷ lệ,
có thể thiên nhiên thức tỉnh ra trong cơ thể dị năng năng lượng. Loại người này chúng ta thông thường sẽ xưng kỳ vi thiên tuyển giả, hay hoặc là sơ đại, số lượng rất ít, tiềm lực thật lớn. Hầu như mỗi một vị như vậy người may mắn đều có cực lớn có khả năng, có thể trùng kích trở thành một vị S cấp dị năng giả. Trần gia đại trưởng lão cười giải thích, nói. Có cực đại có khả năng, có thể trùng kích trở thành một vị S cấp dị năng giả. Trần Phi nghe vậy cũng không cấm có chút giật mình. Phải biết rằng, đây chính là S cấp dị năng giả A. Phương Tây hắc ám thế giới không thể tranh cãi chúa tể cấp bậc tồn tại, tương đương với cổ vũ giả trong tiên thiên cấp bậc. Là mỗi một vị dị năng giả nằm mộng cũng muốn đạt tới trình tự. Tha thiết ước mơ. Mà cái gọi là thiên tuyển giả, sơ đại lại cư nhiên có thể có cực đại có khả năng đi đến, cái này. Ngược lại cũng quả thực không hổ là thiên chọn hai chữ A. Không sai, mỗi một vị thiên tuyển giả đều là chí bảo, mà mỗi một vị như vậy người may mắn xuất hiện, đều biết làm cả dị năng vòng tròn sôi trào, phát sinh chấn. Trần gia đại trưởng lão gật đầu, khàn khàn. Già nua mâu quang không khỏi lộ ra hướng tới vẻ. Nếu, bọn họ Trần gia cũng có thể đản sinh ra một vị thiên tuyển giả thì tốt rồi. Đến lúc đó, bọn họ Ma Cao Trần gia ở dị năng giả vòng tròn nội địa vị đem đại không giống với, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến mức truyền thừa thức tỉnh, danh như ý nghĩa, kỳ thực cũng chính là đi qua truyền thừa phương thức, thức tỉnh trong cơ thể dị năng năng lượng. Mỗi một vị dị năng giả chết đi thời gian, ở tự nguyện dưới tình huống. Có thể đem trong cơ thể dị năng năng lượng ngưng tụ thành một loại tên là dị năng bảo tinh gì đó. Mà cái này dị năng bảo tinh, có thể để cho người thường 100% trở thành dị năng giả. Trần gia đại trưởng lão lại một lần nữa mở miệng. Dị năng bảo tinh, có thể để cho người thường 100% trở thành dị năng giả. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc nhìn không được trước mắt sáng ngời, bởi vì. Này tựa hồ, chính là hắn muốn tìm vật của hắn. Không sai. Bất quá cái này dị năng bảo tinh vẫn có chứa nhiều hạn chế. Tỷ như có giống như ta vậy A cấp dị năng giả sau khi, ngưng tụ ra tới dị năng bảo tinh, chính là A cấp. Có thể mặc dù là sử dụng cái này một đẳng cấp dị năng bảo tinh đến thức tỉnh dị năng, cũng rất lớn khả năng chỉ có thể thức tỉnh đến B cấp, hoặc là cực tiểu có khả năng B cấp đỉnh, thậm chí C cấp. Biến số quá, Trần gia đại trưởng lão nghe vậy lại khá có vài phần cảm thán nói. Mọi người đều biết. Dị năng giả tốc độ tu luyện vốn chính là đặc biệt chậm, nhưng bây giờ một khối A cấp dị năng bảo tinh còn rất lớn có khả năng chỉ có thể thức tỉnh đến B cấp, thậm chí hơi chút không may thảm một ít. Thức tỉnh đến C cấp cũng không phải là không có khả năng. Quả thực biến số quá, làm cho cố kỵ rất nhiều. Trần Phi nghe vậy lại nghĩ đương nhiên, lý nên như vậy. Dù sao nếu là loại sự tình này mà cũng không có nghiêm khắc hạn chế nói, trên thế giới này, dị năng giả sớm một chảo một mảnh. Làm sao có thể? Thập, cái gì, u, con ta còn trẻ như vậy, thân thể còn trẻ như vậy, làm sao có thể dài u? Cùng lúc đó, hương cảng ta đỉnh cấp tư nhân y viện, Đồng Thục Nhàn trong tay siết chặt một phần não bộ CT kiểm tra báo cáo đơn, vẻ mặt hoảng loạn, môi run, nhịn không được dùng thanh âm run rẩy nói. U, làm sao có thể, hắn không tin. U. Tin tưởng đối với bất luận cái gì một người bình thường mà nói đều là tai nạn tính tồn tại, càng hay là còn là sinh trưởng ở trong não mặt u. Đó là hôm nay nhân thể phức tạp nhất khu vực, dù cho y học phát đạt đến hôm nay trình độ này, đại não đối với y học vẫn là cái không gì sánh được phức tạp mê. Mà làm hương càng ta đỉnh cấp tư nhân bệnh viện thần kinh khoa chủ nhiệm, Vương Thành Hoa đương nhiên rõ ràng hơn cái này ý vị như thế nào, làm hắn cau mày, thần sắc ngưng trọng. Nếu mắc cái bệnh này chính là cái người thường, hay là địa vị, thân phận hơi nhỏ một chút người hoàn hảo, nhưng bây giờ, trong não dài quá ưu thế nhưng đường đường Trần gia đại thiếu gia, loại sự tình này ngươi nhượng hắn thế nào mở miệng? Vương chủ nhiệm, thực sự là u, lẽ nào ta trong đầu thật dài u, mà ở nhìn thấy Lưu chủ nhiệm cau mày, muốn nói lại thôi, người mặc một thân rộng thùng thình quần áo thường Trần Hào trái tim mạnh vừa nhảy, ngón tay các đốt ngón tay nhất thời bị bản thân bắt trở nên trắng. Hô hấp không có chí tiến thủ được dồn dập. Sắc mặt cũng theo có chút trắng bệch. U, bệnh ung thư, tại đây loại kinh khủng danh từ trước mặt, lại có bao nhiêu người có thể đủ thản nhiên đối mặt, đạm nhiên chỗ. Phải biết rằng, hắn hôm nay mới cũng chỉ có 20 mấy tuổi, chính là thanh xuân tốt thì giờ, lại trong não dài quá u, cái này, điều này sao có thể. Nói bậy chút gì, sẽ không, tại sao có thể là u.
Đồng Thục Nhàn nghe vậy mạnh một chút đánh vào con trai mình trên lưng, vẻ mặt trắng bệch tự lẩm bẩm, viền mắt đều đỏ, thiếu chút nữa không khóc lên. Phải biết rằng, hắn Đồng Thục Nhàn là một cái như vậy nhi tử. Tôn tử cũng còn không ôm ni, con của hắn làm sao có thể dài quá u, mắc bệnh ung thư. Không, đây tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mụ, ngươi làm gì chứ? Trần Hào làm đương sự lại cư nhiên so với mẫu thân mình cũng còn muốn chấn định một ít. Nhưng dù vậy, hắn vẫn vô ý thức cố sức cầm lấy vạt áo của mình, tận lực để cho mình bình tĩnh, sau đó nhìn Vương Thành Hoa Vương chủ nhiệm mím môi, run rẩy nói Lưu chủ nhiệm, ngươi nói thẳng đi. Nếu không ngươi bây giờ cái dạng này, cũng cho chúng ta rất làm phức tạp. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại thầm nghĩ làm rõ ràng, đầu óc mình trong đến tột cùng là tình huống gì, u. Còn là bệnh ung thư. Hắn phải làm rõ ràng. Không sai, Lưu chủ nhiệm, ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết đi. Đồng Thục Nhàn nghe vậy cũng thở một hơi thật dài nói, ép buộc để cho mình bình tĩnh lại. Có thể 10 ngón tay của nàng móng tay, nhưng vẫn là đã run rẩy trải qua chăm chú trừ vào trong thịt. Dù sao hắn Đồng Thục Nhàn tựu Trần Hào như thế một đứa con trai, là hắn đời này duy nhất bảo vật. Nhưng bây giờ, con của hắn lại có khả năng trong não dài quá u, mắc bệnh ung thư, nếu là thật. Điều này làm cho hắn về sau nên làm cái gì bây giờ? Cần như vậy tiếp tục sống được, hắn thực sự không dám tiếp tục đi xuống muốn. Hô, đã như vậy, Trần phu nhân, Trần thiếu gia, các người có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương chủ nhiệm nghe vậy thở một hơi thật dài, chậm rãi nói căn cứ kết quả kiểm tra, cùng với bệnh viện chúng ta thần kinh thế nhưng nhiều vị chuyên gia tham dự thảo luận. Cơ bản có thể sơ bộ kết luận, là u, Trần thiếu gia trong đầu dài quá một khối u. Hơn nữa, đã có khoách tán xu thế. Cái gì, đã khoách tán, Trần Hào nghe vậy nhìn không được bỗng nhiên cả kinh, nguyên bản cường làm chấn định phòng tuyến nhất thời bị đánh vỡ. Hắn là thanh niên nhân, tiếp xúc tin tức càng nhiều, vì vậy rõ ràng hơn cái gọi là khoách tán, ý vị như thế nào. Nói như vậy, u chia làm lưỡng chủng, tốt cùng ác tính. Người trước tuy rằng nghe dọa người, nhưng lấy hôm nay tiên tiến y học tài nghệ, vẫn có nhất định nắm chặt có thể trị hết. Thế nhưng người sau, làm trong cơ thể tế bào ung thư bắt đầu khuếch tán sau, đây mới thực sự là làm người ta khủng bố tuyệt vọng bệnh ung thư. Tỷ lệ tử vong cao tới 99%, nhiều lắm cũng chỉ có thể bị cho là kéo được thời gian dài, hay là kéo gặp thời gian ngắn mà thôi, không có chút ý nghĩa nào. Nhất niệm đến nước này, Trần Hào sắc mặt hoàn toàn cũng đã trắng bệch, cả người đều nhìn không được run lên, cũng nữa không có biện pháp giữ được tính táo, nói Lưu chủ nhiệm. Ta hiện ở cái tình huống này, bao lớn hy vọng có thể chữa cho tốt. Nhiều hy vọng có thể chữa cho tốt. Lưu chủ nhiệm nghe vậy âm thầm cười khổ một tiếng, có lệ nói bao lớn hy vọng ta bây giờ còn không dám nói. Nhưng nếu là Trần thiếu gia nguyện ý ở lại bệnh viện chúng ta, tiếp thu trị liệu. Ta bảo chứng, bệnh viện chúng ta chữa bệnh đoàn đội sẽ hết mọi lực lượng. Rất hiển nhiên, hắn lời này đều hoàn toàn là lời thừa, nghe vào Trần Hào trong lỗ tai giống như đất bằng phẳng một tiếng tiếng sấm. Toàn bộ thân thể cũng không có lực, vẻ mặt trắng bệch, thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đi, đi theo ta, nhưng vào lúc này, nguyên bản viền mắt đỏ bừng Đồng Thục Nhàn chợt cắt đứt lời của đối phương, lôi kéo vẻ mặt thất thần, ngốc lăng con trai mình tựu đi ra ngoài. Trần phu nhân, Trần. Vương chủ nhiệm quả thực phản xạ có điều kiện muốn ngăn cản, nhưng theo lại ngay tức khắc dập tắt chính hắn một hoang đường cử động. Nói đùa, đây chính là đường đường hương cảng Trần gia đại thiếu gia, nếu là có thể chữa cho tốt còn nói tốt. Cần phải một khi trị không hết, tự quả thực hoàn toàn là cái năng thủ sơn dụ, cho nên vẫn là có thể không đụng, sẽ không đụng tuyệt vời a. Một lát sau, Trần Hào bị Đồng Thục Nhàn kéo ra khỏi nhà này đỉnh cấp tư nhân y viện. Mụ, người đừng như vậy tử, người yên tâm đi, ta không sao, người không lo lắng ta. Mà ở nhìn thấy bản thân hiện nay cử động khác thường như vậy, cùng với khóe mắt nàng lộ vẻ lệ ngân. Trần Hào tuy rằng tuyệt vọng, nhưng vẫn còn có chút hốt hoảng nói. Hắn lo lắng cho mình mẫu thân không tiếp thụ được sự thật này, vậy khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề. Hai tử, ta hỏi ngươi, ngươi còn có nhớ hay không ngày đó ở phi trường, Trần tiên sinh có đúng hay không có hỏi qua ngươi bệnh nhức đầu. Thế mà Đồng Thục Nhàn lại giọng nói vô cùng vi nghiêm túc nói. Bởi vì nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại, ban đầu ở sân bay. Trần tiên sinh, vị ấy Trần tiên sinh, vân vân chờ đã,
lẽ nào ngươi nói là vị ấy theo ta không sai biệt lắm đại tuổi nhỏ ngươi? Trần Hào nghe vậy ngẩn người, bỗng nhiên đôi mắt nổ bắn ra ra lau một cái tia sáng nói. Đúng vậy, ban đầu ở sân bay, hắn lần đầu tiên cùng Trần Phi lúc gặp mặt, đối phương quả thật có tận lực nhắc nhở qua hắn nhức đầu vấn đề, chỉ là hắn lúc đó lại không để ý. Nhưng bây giờ, mẫu thân nàng đột nhiên như thế vừa đề tỉnh, làm hắn thoáng cái tự nghĩ tới, cả người một cái giật mình. Lẽ nào, vị kia Trần tiên sinh đương sơ cũng đã nhìn ra, hắn sở dĩ đau đầu, là bởi vì trong đầu dài quá u. Có thể, thế nhưng, điều đó không có khả năng đi. Đối phương lúc đó cũng cứ như vậy tùy tùy tiện tiện vừa nhìn, cũng không có bất luận cái gì dụng cụ khoa học làm phụ trợ, tự nhìn ra trong đầu hắn dài quá u. Đây không phải là có chút quá khoa trương, quá nói giỡn. Có một số việc nhân huynh ba gạt ngươi, có thể ngươi từ nhỏ ở nơi này trong lớn lên, hẳn là thỉnh thoảng có thể quan sát được một điểm, đoán được một ít. Chúng ta Ma Cao Trần gia, cũng không phải phổ thông gia tộc. Đồng Thục Nhàn vừa thấy mình nhi tử như vậy bộ dáng cây ết yêu ta sợ, nhịn không được chậm rãi mở miệng nói. Mà vị kia Trần tiên sinh, cũng cùng chúng ta Hương Cảng Trần gia vậy, không phải là người bình thường. Hắn không chỉ có chính mình vượt quá tưởng tượng thực lực đáng sợ, còn có quỷ thần khó lường y thuật. Vì vậy hắn đương sơ như vậy nhắc nhở ngươi, hơn phân nửa là đã phát hiện ngươi trong não dị dạng, có thể là mẹ con chúng ta lưỡng đương sơ lại có mắt không tròng, không có coi trọng Trần tiên sinh nói. Đồng Thục Nhàn nhịn không được không gì sánh được tự trách nói. Hắn nhi tử không rõ ràng lắm Trần Phi thân phận, năng lượng, có thể hắn lại nhất thanh nhị sở a. Đối phương thế nhưng Liên Hương Cảng chợ đêm cũng dám dở mặt cường hãn nhân vật. Liên cha nàng, đại ca đều đối với đối phương tôn kính, kính nể, tuyệt đối xưng là đô thị kỳ nhân. Thế nhưng hắn Đồng Thục Nhàn lại cư nhiên có mắt không tròng, bỏ qua đối phương theo như lời nói. A, ta thật là đáng chết a. Ngay Đồng Thục Nhàn như vậy không gì sánh được tự trách lúc, Trần Hào lại nhìn không được giống như chìm người đột nhiên chộp được một cái phao cứu mạng vậy, trước mắt đột nhiên sáng ngời, đang nhìn mình mẫu thân ngơ ngác nói, mụ. Ngươi nói vị kia Trần tiên sinh nếu có thể nhìn ra ta trong não dài quá u. Vậy ngươi nói hắn có khả năng hay không tính, có thể chữa cho tốt ta hiện tại bệnh này. Nếu Trần tiên sinh nguyện ý xuất thủ, ta tin tưởng mặc dù ngươi bây giờ được chính là bệnh ung thư, cũng tuyệt đối có thể khang phục. Nhưng vấn đề là hiện tại, ban đầu là chúng ta có mắt không tròng không để mắt đến đối phương hảo ý. Đồng Thục Nhàn nghe vậy vẻ mặt do dự lo lắng nói. Đối với Trần Phi quỷ thần khó lường y thuật, hắn biết mình đã hoàn toàn không cách nào vọng thêm đo lường được, nói chung lợi hại tới cực điểm, có thể nói thần y. Vì vậy nếu là đối phương nguyện ý xuất thủ, hắn tin tưởng, mặc dù con trai mình được chính là bệnh ung thư, đối phương cũng khẳng định có biện pháp đem con trai mình chữa cho tốt. Có thể vấn đề bây giờ là, rõ ràng đối phương sớm đã thành hảo tâm nhắc nhở qua bọn họ, nhưng hai mẹ con bọn họ lại đương sơ có mắt không tròng, không có coi trọng. Hiện tại cha gia bị bệnh mới nhớ tới đối phương, như vậy chọn ba lấy bốn, thật cho rằng đối phương phải trị bệnh cho ngươi phải không? Mụ, chẳng lẽ lấy chúng ta đường đường Hương Cảng Trần gia thân phận, còn chưa có tư cách thỉnh đối phương cho ta một lần nhìn bệnh? Mà ở nhìn thấy mẫu thân mình nói như vậy, Trần Hào nhịn không được một trận ngạc nhiên, không phục nói. Phải biết rằng bọn họ Trần gia thế nhưng tiếng tăm lừng lẫy Hương Cảng năm đại hào môn, hơn nữa phụ thân hắn còn là đường đường Cần gia tộc đại gia trưởng, thân phận địa vị như vậy cao thượng, tôn quý bất phàm, lẽ nào còn chưa có tư cách thỉnh đối phương đến vì hắn một lần nhìn bệnh? Không có khả năng lớn như vậy biển hiệu đi. Câm miệng. Thế mà Đồng Thục Nhàn nghe vậy thần sắc lại mạnh biến đổi, dùng một loại cực kỳ nghiêm nghị giọng nói mắng Tiểu Hào, ngươi nhớ kỹ cho ta. Giống nhau nói, từ đêm nay sau này tuyệt không có thể lại từ ngươi trong miệng nói ra một câu. Bằng không, hậu quả sẽ không so với nghiêm trọng, liên ba ngươi cũng sẽ không cứu ngươi. Cho tới bây giờ, hắn đương nhiên biết rõ Trần Phi có năng lượng kinh khủng bực nào, sợ rằng đừng nói là con của hắn Trần Hào, mặc dù là chồng của nàng Trần Diệu Dương, đường đường Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng, nếu là thật không biết sống chết đắc tội đối phương, cũng tất nhiên sẽ bị vứt bỏ. Không sai, chính là vứt bỏ. Vô luận là Hương Cảng Trần gia, hay hoặc là bọn họ lão Đồng nhà, đều biết không chậm trễ chút nào lập tức làm như vậy. Bởi vì, đối phương Trần Phi là thật có tư cách này. Nhất niệm đến nước này, hắn biểu tình càng hoảng loạn lên, trong lòng suy nghĩ nhất định phải ngăn chặn ở con trai mình trong lòng không nên có ý tưởng, không nên có ý niệm trong đầu. Tiểu Hào,
ngươi bây giờ cho ta vững vàng nhớ kỹ. Muốn làm cho đối phương xem bệnh cho ngươi, ngươi phải thành thật, thành thành khẩn khẩn đi cầu hắn. Mặc dù là đối phương bởi vì ngươi đương sơ vô lễ, không đáp ứng, cũng tuyệt không có thể bởi vậy trong lòng có bất kỳ oán hận tâm. Nếu không, điều này hại chính ngươi, cũng sẽ hại phụ thân ngươi thậm chí cả gia tộc. Hắn nói rằng, T, cái này. Trần Hào nghe vậy tự nhiên nhìn không được cũng hít một hơi khí lạnh, cả khuôn mặt đều theo hiện ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng, hắn gần nhất tuy rằng thường xuyên nghe mẫu thân mình còn có phụ thân nhắc tới vị kia Trần Tiên Sinh rất lợi hại, thân phận địa vị thâm bất khả chắc, nhưng cụ thể sâu tới trình độ nào, nó trên thực tế trong lòng cũng vẫn là không có bao nhiêu cụ thể khái niệm. Nhưng bây giờ, xem hắn nghe được mẫu thân mình trong miệng, cư nhiên sẽ nói ra như vậy chấn động nhân tâm chính là lời nói, không khỏi sợ đến hắn cả người đều run rẩy, một hàn khí từ cột sống nhắm trên bò. Hắn biết, loại sự tình này mà mẫu thân hắn tuyệt không khả năng cùng hắn nói đùa. Nói chuyện giật gân, vì vậy, chẳng lẽ là thật? Thân thể hắn không cách nào khống chế cuồng chiến lên, môi có chút phát thanh. Mụ, ta hiểu được, ta đây hiện tại phải làm gì? Hiển nhiên cho tới bây giờ Trần Hào cũng đã hiểu vấn đề nghiêm trọng tính, trong lòng nếu không dám có chút khinh thị Trần Phi ý tứ, chỉ có chút thất thần khúm núm nói. Hắn giờ này khắc này, trong lòng chỉ là đang suy nghĩ, đương sơ, nếu hắn không như vậy có mắt không tròng, cự tuyệt hảo ý của đối phương, thật là tốt biết bao a. Hai tử, kiên định một điểm, có thể Trần Tiên Sinh cũng sẽ không cẩn thận như vậy mắt. Như vậy, ta hiện tại gọi điện thoại cho ba ngươi. Đồng Thục Nhàn nghe vậy miễn cưỡng khởi động vẻ tươi cười an ủi. Sau đó lấy điện thoại di động ra, đi tới xa xa, bấm chồng mình Trần Diệu Dương điện thoại. Thục Nhàn, có chuyện gì không? Cái này ba cây nửa đêm, ta đều nhanh ngủ. Điện thoại chuyển được sau, bên trong truyền đến Trần Diệu Dương giọng nghi ngờ, không rõ vợ mình vì sao nửa đêm gọi điện thoại tới cho hắn. Trọi lọi, Diệu Dương, người hãy nghe ta nói, đã xảy ra chuyện. Tiểu Hào hắn đã xảy ra chuyện. Mà đang nghe chồng mình thanh âm, vừa rồi một mực cường trang trấn định Đồng Thục Nhàn lúc này cũng không nhịn được, ngữ điệu có chút hốt hoảng thấp giọng nức nở lên. Khiến bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương nhất thời sửng sốt, cũng hoảng hồn. Thục Nhàn ngươi đừng khóc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Hào hắn làm sao vậy? Ngươi từ từ nói, đừng nóng vội, mau nói cho ta biết. Mà đang nghe trong điện thoại vợ mình tiếng khóc, Trần Diệu Dương đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được một chút hoảng hồn. Một loại dự cảm bất tường tập lưu tâm đầu. Tiểu hào hắn trong não dài quá một khối u. Hơn nữa hình như đã chuyển biến xấu, tế bào ung thư đã bắt đầu khuếch tán. Đồng Thục Nhàn khốc khấp tiếp tục lái miệng nói. Cái gì, u, còn đã tế bào ung thư bắt đầu khuếch tán. Trần Diệu Dương nghe vậy kinh thiếu chút nữa điện thoại đều không cầm chắc, sắc mặt sớm đã thành trong nháy mắt trắng bệch. Sưng, u, ác tính bệnh ung thư. Dù là hắn đường đường hương cảng Trần gia đại gia trưởng thân phận, lúc này cũng không nhịn được tâm tình trong nháy mắt chìm vào vực sâu, ngã vào tuyệt vọng. Lòng bàn tay MU bàn tay cấp tốc băng lãnh, run lên, thật giống như trong lòng có đao đang cắt vậy. Phải biết rằng hắn Trần Diệu Dương có thể là một cái như vậy nhi tử, nhưng bây giờ lại còn nói hắn trong não dài quá u, mắc bệnh ung thư. Điều này sao có thể? Đùa giỡn đi. Diệu Dương. Ta hiện tại vừa lôi kéo nhi tử từ XXX y viện đi ra. Người bên kia, người có thể hay không van cầu Trần Tiên Sinh, nhượng hắn giúp Tiểu Hào nhìn bệnh. Trước hắn hình như cũng đã nhìn ra Tiểu Hào bệnh, chỉ là chúng ta lúc đó có mắt không tròng, không gây nên coi trọng. Đồng Thục Nhàn ở bên kia một bên khóc vừa nói. Trần Diệu Dương nghe vậy lại chợt sửng sốt. Vân vân chờ đã, người nói cái gì? Người nói Trần Tiên Sinh trước cũng đã nhìn ra Tiểu Hào bệnh. Lúc nào? Ta thế nào không biết, các ngươi thế nào không nói cho ta biết. Trần Diệu Dương hôm nay đối với Trần Phi thái độ, quả thực có thể nói là trở thành lão tổ tông cung một cái khái niệm. Nhưng bây giờ, vợ hắn lại còn nói đối phương sớm đã thành đập ra con trai mình bệnh, có thể hai mẹ con bọn họ lại có mắt không tròng, không có gây nên coi trọng. Cái này, ngươi đã quên, tự một lần kia chúng ta ở phi trường, Tiểu Hào hắn không biết nặng nhẹ đem đối phương cho tức giận bỏ đi. Cũng là bởi vì chuyện này, Trần Tiên Sinh hảo tâm nhắc nhở chúng ta, Tiểu Hào bệnh nhức đầu khả năng không bình thường, thế mà hắn và ta khi đó cũng không có gây nên coi trọng, cũng liền không nói với ngươi. Đồng Thục Nhàn cực kỳ hối hận nói. Hồ đồ a, Tiểu Hào hồ đồ,
người thế nào cũng theo hồ đồ a. Lẽ nào ngươi còn không biết Trần tiên sinh quỷ thần khó lường y thuật? Nếu không, hắn là thế nào đem chúng ta ba cứu sống lại? Còn có, lấy thân phận của hắn, làm sao có thể thuận miệng lung tung nói? Hắn nói Tiểu Hào đau đầu có chuyện, vậy nhất định là có chuyện a. Ngươi thế nào, hồ đồ như vậy a? Trần Diệu Dương nghe vậy nhìn không được kích động trách cứ. Phải biết rằng, con của bọn họ không biết Trần tiên sinh thân phận, không biết Trần tiên sinh năng lực, có thể vợ hắn Đổng Thục Nhàn lại nhất thanh nhị sở a. Có thể dù vậy, vợ hắn lại cư nhiên như thế hồ đồ, không để mắt đến Trần tiên sinh thật là tốt ý. Ai, tại sao có thể như vậy a? Ta, trách ta, Diệu Dương, chuyện này quả thực trách ta, ta đương sơ ta cũng là nghĩ Tiểu Hào còn trẻ như vậy, thân thể như thế khỏe mạnh, làm sao có thể sẽ có cái gì đại mau bệnh. Diệu Dương, chuyện này ngươi có thể nhất định phải van cầu Trần tiên sinh a. Nga, được rồi, ta tự cấp anh ta còn có ta ba gọi điện thoại, để cho bọn họ. Đổng Thục Nhàn một bên tự trách, một bên cực kỳ hoảng loạn nói. Hiển nhiên, hắn lúc này đã có một ít hoang mang lo sợ. Cũng may là hắn lúc này gọi điện thoại thời gian, là tách ra con trai mình, đi một cái góc nhỏ có. Bằng không, hắn hiện tại bộ dáng này nếu là bị bản thân nhìn thấy, chỉ sợ hắn sẽ càng khó thụ, trong lòng tuyệt hơn ngắm. Được rồi, người trước đừng cho anh vợ còn có ba gọi điện thoại. Nếu để cho Trần tiên sinh bởi vậy nổi lên lòng không ưa, sự tình sẽ càng khó làm. Thế mà Trần Diệu Dương nghe vậy lại ngay tức khắc lắc đầu nói. Bây giờ nên làm gì? Đổng Thục Nhàn có chút hoảng hốt nói. Ta đến làm đi, ta đi cầu Trần tiên sinh. Người bên kia trước chờ tin tức ta, cứ như vậy, ta cúp trước. Trần Diệu Dương nghe vậy chậm rãi nói, sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn nhịn không được từ trong bao lấy ra một điếu thuốc thơm đốt. Dựa vào ở bên trong phòng trên vách tường, thần sắc có vẻ chết lặng, dại ra, thẳng đến thuốc lá trong tay thiêu đốt hầu như không còn, nóng đến rồi tay, hắn mới như mất hồn người vậy, tỉnh hồn lại. Ác tính bệnh ung thư, khóe miệng hắn đắng chát. Phải biết rằng loại này hoàn toàn cùng bệnh nan y vẽ trở tuyến chứng bệnh, dù là hắn Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng như vậy thân phận hiển hách, tha là bọn hắn Hương Cảng Trần gia ủng có dị năng người, cũng có vẻ thái thái vô lực. Hoàn toàn không có đinh giờ tác dụng. Dị năng giả, sát nhân, phá hư về bọn họ còn không sai biệt lắm. Chữa bệnh, bọn họ căn bản sẽ không. Tầm thường dị năng giả căn bản cũng không có năng lực này, chỉ có thể trơ mắt nhìn chờ chết. Xem ra lấy được tìm đại trưởng lão nói chuyện một chút. Tỉnh hồn lại Trần Diệu Dương nhìn không được cố sức bóp tắt trong tay tàn thuốc, ra khỏi phòng, đi tìm bọn họ Trần gia đại trưởng lão đi. Mà cao ta đỉnh cấp đại tửu điếm tổng thống bên trong gian phòng, Trần gia đại trưởng lão Trần Sa ngồi xếp bằng ở bên trong phòng rộng phòng khách, chung quanh thân thể lẩn quẩn một luồng sợi rất nhỏ thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt độ cực kỳ cực nóng, kỳ khàn khàn hai mắt cũng tràn ngập xích hồng sắc quang mang. Hiển nhiên hắn đây chính là đang tu luyện. Mặc dù mọi người đều biết, dị năng giả tốc độ tu luyện chậm kinh người. Nhưng dù sao tích thiểu thành đa, nếu là lười biếng buông tha nói, rất có thể sẽ bị những người khác chậm rãi siêu việt. Nói vậy, muốn đuổi theo đuổi đều hoàn toàn không kịp. Bởi vì dị năng giả tu luyện thực sự quá chậm, hoàn toàn hãy cùng ốc sên bỏ vậy, hơn 10 năm như một ngày. Diệu Dương, ngươi tới làm gì? Nhưng vào lúc này, hắn cửa phòng chợt bị gõ, sau đó chỉ thấy Trần Diệu Dương vẻ mặt thần sắc hoảng hốt đi tới, khiến Trần gia đại trưởng lão hơi có chút chân mày. Bởi vì hắn ở lúc tu luyện, cũng không thích có người tới quấy rầy. Trần Diệu Dương như là nghe được đối phương trong giọng nói bất mãn, lại gặp được xoay quanh ở đối phương bên cạnh thân một luồng sợi rất nhỏ thiêu đốt hỏa diễm, cảm giác được không khí nhiệt độ không khí đột nhiên không gì sánh được cực nóng, mặc dù là bên trong gian phòng mở ra điều hòa, cũng để cho hắn có chút mồ hôi đầm đìa, mâu quang trong chợt hiện ra thật sâu kính nể. Hắn thận trọng nói đại trưởng lão, ta có chuyện muốn bẩm báo ngươi. Nói đi, chuyện gì? Trần gia đại trưởng lão mặt không chút thay đổi nói. Là như thế này, Tiểu Hào hắn mắc bệnh ung thư. Nghe được đại trưởng lão cho phép, Trần Diệu Dương cái này mới chậm rãi tự thuật khởi hắn chuyện của con. Có thể chẳng qua là khi hắn lời mới vừa nói xong 2/3, Trần gia đại trưởng lão liền không nhịn được chố mắt nhìn, bất mãn mắng hồ đồ. Trần tiên sinh hạng thân phận, thực lực, làm thế nào có thể tùy tùy tiện tiện nói lung tung, loạn để xuống loại này không thì. Hắn thấy. Trần Phi có thể hoàn toàn là theo hắn Trần Sa một cái cấp bậc,
thậm chí còn rõ ràng có điều vượt qua cổ vũ đỉnh cấp cường giả. Ngươi chính là một cái Trần Hào, bọn họ Trần ra đời thứ tư vãn bối, lại dám tùy tùy tiện tiện nghi vấn hảo ý của đối phương nhắc nhở, quả thực không biết lượng sức. Cũng khó trách hắn sẽ bất mãn như vậy tức giận. Dù sao Trần Phi muốn vì vậy mà theo chân bọn họ Trần ra sản sinh khoảng cách nói, đây tuyệt đối là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng một việc. Hắn Trần Sa, tuyệt không hy vọng nhìn thấy loại sự tình này mà phát sinh. Đại trưởng lão, ta biết chuyện này là Thục Nhàn còn có Tiểu Hào không đúng. Thế nhưng, Tiểu Hào hắn dù sao cũng là ta con trai duy nhất, vì vậy ta nghĩ nữa cầu Trần tiên sinh một lần. Trần Diệu Dương nghe vậy cả người cẩn cẩn rực rực, cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng nói. Hiển nhiên, đây mới là hắn tới gặp mục đích thực sự của đối phương. Tiểu Hào là con của hắn, hắn không có khả năng thấy chết mà không cứu được, nhưng chuyện này tiền căn hậu quả lại quá phức tạp, làm hắn sợ sẽ bởi vì mình mạo muội mà chọc cho đối phương mất hứng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên trì đến bẩm báo, bởi vì Tiểu Hào dù sao cũng là con hắn, là của hắn thân cốt nhục, hắn không có biện pháp làm được thấy chết mà không cứu được. Mặc dù có khả năng chọc cho đối phương không hài lòng, hắn cũng phải thực thử xem. Bởi vì đây đúng là hắn hôm nay hy vọng duy nhất. Liền cùng đương sơ đồng lão gia tử vậy. Nữa cầu Trần tiên sinh một lần. Trần gia đại trưởng lão nghe vậy trầm mặc, như là đang suy tư cái gì. Bên trong gian phòng, xoay quanh ở đại trưởng lão bên cạnh thân hỏa diễm thả ra hừng hực nhiệt độ, khiến Trần Diệu Dương đầu đầy mồ hôi, như là đặt mình trong hỏa lò vậy run rẩy. Nhưng hắn vẫn còn cắn răng kiên trì, làm vì phụ thân, hắn phải tranh thủ, phải kiên trì. Đi thôi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nhớ kỹ, tuyệt không thể để cho đối phương đối với chúng ta Trần gia sinh lòng khoảng cách, bằng không, ngươi tự bản thân kể từ bây giờ vị trí này trên xuống đây đi. Hồi lâu sau, Trần gia đại trưởng lão cuối cùng mở miệng, chậm rãi nói. Ngữ điệu lạnh lùng. Bằng không, ngươi tự bản thân kể từ bây giờ vị trí này trên xuống đây đi. Nghe được nói như vậy, Trần Diệu Dương nhìn không được cả người mãnh liệt run rẩy. Hắn đương nhiên biết những lời này là có ý gì. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên định lựa chọn của mình, cắn răng nói ta minh bạch, đại trưởng lão cảm tạ ngài. Ta đây tự lui xuống trước đi. Hắn nói như vậy, đầu đầy mồ hôi lại thần sắc kiên quyết thối lui ra khỏi tổng thống gian phòng. Ai, hy vọng vận may đi. Nhìn dần dần nhắm lại cửa phòng. Trần gia đại trưởng lão hơi thở dài một cái, chợt lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Hắn có thể lý giải Trần Diệu Dương kiên trì, chỉ là, hắn nhưng cũng có phải tuần hoàn, suy tính đổ vật. Người tuổi trẻ kia chân thực quá không kinh khủng, vô luận là hôm nay, hay là tương lai, vì vậy, bọn họ hương cảng Trần gia không thể trêu vào a. Cùng lúc đó bên kia, Trần Phi mới từ kẻ dối trá trong phòng đi ra. Hắn vừa rồi đi qua tự nhiên là đưa hắn cho Quân Nguyên Nghĩa thu đạo khiểm video, cùng với hắn ở Ngân Hà Cửu Thiên thắng được sắp tới 4 ức đô la, chuẩn bị giao cho đối phương. Những thứ này là vốn chính là hắn Trần Phi Vi huynh đệ mình đòi, nếu không, hắn không cần thiết làm như vậy. Bởi vì tựa như hắn thường xuyên nói, hắn căn bản không thiếu tiền, cũng không thích giống như này đại phú hào như vậy đem rất nhiều tiền nắm ở trong tay. Dù sao đây đối với hắn hôm nay mà nói. Cái này chân thực quá giản đơn, cũng quá dễ như trở bàn tay. Vì vậy cũng bởi vậy không có cái gì lực hấp dẫn. Dĩ nhiên, cũng còn có cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là hắn hiện đang đeo đuổi gì đó đã bất đồng, trình tự nghiễm nhiên cất cao mấy vạn trượng. Vì vậy tiền nha, giấy mà thôi, đủ được rồi. Chỉ bất quá đang đối mặt mức khổng lồ tới gần 4 ức đô la thời gian, kẻ dối trá Hoa Chí Nam mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, cũng còn là bị giật mình, người thiếu chút nữa đều choáng váng. Dù sao đây chính là gần 4 ức đô la a, tương đương thành nhân dân tệ, ít nhất hơn 20 ức, hắn từ nhỏ đến lớn, đời này đều chưa thấy qua, thậm chí muốn đều không cảm tưởng quá khổng lồ như vậy mức một khoản tiền, có thể nó hiện tại lại như vậy rõ ràng ra hiện ở trước mặt hắn, quả thực hình như nằm mơ vậy, không gì sánh được chấn động. Nhưng dù vậy, đến cuối cùng kẻ dối trá cũng vẫn là không có tiếp được khoản tiền kia. Một là bởi vì số tiền này mức chân thực quá to lớn, bị dọa đến. Hai là bởi vì hắn nghĩ chính hắn, quả thực không để ý tới từ tiếp được số tiền này. Dù sao không phải là mỗi người đều nguyện ý nước chảy bèo trôi, vừa thấy được tiền tự mại không ra chân, nguyện ý tiếp thu bố thí. Có thể, đây cũng là hắn hôm nay trong nội tâm duy nhất có thể duy trì kiên trì cùng kiêu ngạo đi.
Ở trong lòng hắn vẫn cho rằng bản thân cùng Trần Phi là huynh đệ, vì vậy vô luận bọn hắn bây giờ trong lúc đó cự ly có bao nhiêu sao xa xôi. Hắn cũng không muốn nhượng phần ân tình này nghị biến chất. Hơn nữa, ở trong lòng hắn là thật thực sự rất nghĩ đuổi theo kịp đi à. Gì, Diệu Dương thúc người thế nào tại đây? Là tới tìm ta. Ngay Trần Phi quay ngược về phòng lúc, lại phát hiện Trần Diệu Dương chính canh giữ ở phòng của hắn ngoại, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, đi qua đi lại. Trần tiên sinh ngài đã trở về. Mà đang nghe Trần Phi thanh âm, phát hiện Trần Phi rốt cục hồi sau khi đến, Trần Diệu Dương nhìn không được trên mặt hiện ra lau một cái kích động cùng với khẩn trương, theo sát mà cư nhiên phù phù một tiếng quỳ gối Trần Phi trước người, cắn răng, viền mắt đỏ bừng dập đầu tạ lỗi nói Trần tiên sinh, trước là vợ, khuyển tử có mắt không tròng, xin Trần tiên sinh ngài đại nhân có đại lược, đừng cùng bọn họ không chấp nhặt. Này này, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, có chuyện gì ngươi nói thẳng a? Ngươi cái này gọi chuyện gì? Trần Phi thấy thế nhất thời lại càng hoảng sợ, vội vã phất tay mạnh mẽ đem đối phương kéo lên, vẻ mặt không nói gì nói. Phải biết rằng, mặc dù nói đối phương ở trước mặt hắn cung kính cùng cái gì, nhưng vấn đề là đối phương. Ít nhất, là thúc thúc hắn bối phận, hơn nữa bọn họ song phương còn không cừu không oán, tương phản quan hệ còn thật tốt. Người như thế vừa lên đến đã đi xuống quỳ, khiến cho hắn mặc danh kỳ diệu không nói, cũng không sợ nhượng hắn Trần Phi giảm thọ a. Dù sao làm thời đại mới sinh trưởng đầy hứa hẹn thanh niên, ngoại trừ một thân khủng bố vũ lực, y thuật ở ngoài, hắn cùng cái khác bạn cùng lứa tuổi, thật không có khác nhau chút nào. Vì vậy đột nhiên cho hắn tới đây sao vừa ra, hắn là thật không có thói quen a. Có lời không thể hảo hảo nói nha, phải như thế dọa người, thực sự là. Gặp Trần Phi cũng không có nhúc nhích tay, thì có một cổ lực lượng vô hình đưa hắn trực tiếp nâng lên đến, thậm chí nhượng hắn căn bản là không có biện pháp phản kháng. Cái này không khỏi khiến Trần Diệu Dương trong nội tâm đúng Trần Phi kính nể lại sâu hơn mấy phần. Nhưng dù vậy, hắn theo còn là cắn răng nhắm mắt nói Trần tiên sinh, xin lỗi, ta quả thực quá nóng lòng. Bởi vì hiện tại, ta có thể thấy hy vọng, cũng chỉ có ngươi. Dừng, đình chỉ, đến tột cùng chuyện gì, nói thẳng a. Trần Phi trực tiếp đem ngắt lời nói. Thật cảm giác có chút đau đầu. Nói đùa, hắn Trần Phi Trần đại thiếu như vậy người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở tiêu sái anh Tuấn đại soái ca, xin nhờ có thể hay không chớ đem hắn muốn trở thành tùy thời muốn ăn thịt người tựa như. Hắn cũng không phải nhân vật phản diện đại boss, có mệt hay không a? Có việc mà chúng ta nói thẳng được rồi. Trên thực tế, bởi vì hắn có thực lực chân thực quá mạnh mẽ hoành duyên cớ, dẫn đến rất nhiều kỳ thực rất đơn giản chuyện này, đều mặc danh kỳ diệu thay đổi phức tạp. Tựu giống bây giờ, cũng liền giản đơn chuyện một câu nói mà. Trần Diệu Dương lại lăng là nín nửa ngày không dám nói. Là như vậy, Trần tiên sinh người đương sơ không phải là nhìn ra con ta Trần Hào, đầu của hắn đau bệnh trạng khả năng có chuyện sao? Ngay vừa rồi, Thục Nhàn hắn gọi điện thoại tới cho ta, nói ở Hương Cảng Y viện quả thực tra ra được. Gặp Trần Phi tốt như vậy nói, Trần Diệu Dương rốt cục nhìn không được trong lòng tùng một cái đại khí, thần sắc khẩn trương, chậm rãi mở miệng nói. Trần Phi nghe vậy không khỏi chen miệng nói. Ban đầu ở Hương Cảng phi trường thời gian, hắn quả thực nhìn ra thân thể đối phương có chút vấn đề, tựa hồ trong đầu dài quá một khối u. Chẳng qua là khi sơ đối phương ngại tuổi nhỏ, không để ý lời của hắn cũng liền lười nói thêm. Bởi vì hắn nhớ kỹ khối kia u hình như vấn đề không lớn, cũng tựa hồ là tốt, nhưng bây giờ. Chẳng lẽ có bệnh gì thay đổi? Không sai, là u, hơn nữa còn là sinh trưởng ở trong não mặt, hoàn hảo giống như đã khuếch tán. Trần Diệu Dương gặp đối phương cư nhiên hiểu biết chính xác nói chuyện này, đương sơ tự nhìn ra con của hắn trong đầu lớn lên là u, không khỏi nhãn tình sáng lên, trong lòng cũng không cấm dâng lên một chút hy vọng. Khuếch tán, đó chính là bệnh biến lạc. Trần Phi nghe vậy sờ sờ cằm, lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, u loại vật này, dưới tình huống bình thường đều biết thập phần phiền phức, chớ nói chi là khuếch tán bệnh biến, bằng không, cũng xin lỗi nó thế giới bệnh nan y hàng đầu. Đúng vậy. Trần tiên sinh ngươi có thể ra tay giúp con ta trị liệu không? Nghe được Trần Phi loại này lầm bầm lầu bầu giọng nói, Trần Diệu Dương nhìn không được trong lòng căng thẳng, nhưng hắn theo nhưng vẫn là tuyển trạch vô điều kiện tin tưởng Trần Phi, khẩn trương nói. Ngươi thế nào không hỏi xem ta có thể hay không trị? Trần Phi nghe vậy nhìn không được dở khóc dở cười nói. Này, đây chính là u, bệnh ung thư A,
nào có vừa lên tới hỏi hắn có nguyện ý hay không chị, mà không phải hỏi hắn có thể hay không chị. Điều này làm cho hắn áp lực rất lớn được rồi. Những người khác có thể ta còn không tin, nhưng nếu là Trần tiên sinh ngài nguyện ý xuất thủ. Ta tin tưởng mặc dù là đáng sợ nữa chứng bệnh, đến ngài trong tay, cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trần Diệu Dương nghe vậy lập tức mạnh vuốt mông ngựa nói. Rất hiển nhiên, hắn không ngốc, bằng không cũng không có khả năng ngồi trên hôm nay Trần Phi đại gia trưởng vị trí này. Trần Phi có thể dùng như vậy tùy ý, giờ khóc giờ cười giọng nói chuyện với hắn, hiển nhiên là vô ý thức cảm giác mình có nắm chắc, mới có thể dùng như vậy giọng nói. Nói như thế, có thể hắn là thật thực sự tìm đúng người. Được rồi, người đã đều nói như vậy, yên tâm đi, Diệu Dương thúc, u đồ chơi này tuy rằng phiền phức, nhưng cũng không phải không có thuốc nào chữa được, ta có thể trị. Nghe thế, Trần Phi tự nhiên cũng nghiêm chỉnh rồi hãy nói cái khác, cười hì hì nói. Ta có thể trị. Vẹn vẹn tựu ba chữ này, lại bao hàm hắn tuyệt đối tự tin tín nhiệm, cùng với hắn Trần Phi thân là vị kia tu chân giới cao nhân truyền nhân tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Đối với hắn mà nói, cái gọi là bệnh ung thư, cái gọi là u ác tính tuy rằng phiền phức, nhưng là không đến mức không có thuốc nào cứu được, còn không làm khó được hắn. Thực sự, ta chỉ biết, lấy Trần tiên sinh ngươi quỷ thần khó lường y thuật, mặc dù là bệnh ung thư, cũng tuyệt đối không có khả năng khó khăn ở ngươi. Trần Diệu Dương nghe vậy nhìn không được kinh hô thành tiếng, kích động dị thường. Nhưng hắn theo còn là rất nhanh kềm chế tâm tình mình, bỗng nhiên hướng phía Trần Phi khom người nói đối với ban đầu ở phi trường sự tình, ta thay Tiểu Hào còn có Thục Nhàn hướng ngài xin lỗi. Là bọn hắn có mắt không tròng, không nhìn được Thái Sơn. Được rồi, ta cũng không phải cẩn thận như vậy mắt người. Hơn nữa ta cũng có thể lý giải hắn, dù sao tùy tùy tiện tiện nhô ra cá nhân nói ta có bệnh, ta cũng sẽ cảm thấy hắn là người điên, không thể nói lý. Trần Phi cười ngắt lời nói. Nói chung còn là đa tạ ngài. Trần tiên sinh, ta hiện tại ngay tức khắc an bài Tiểu Hào hắn đến Ma Cao. Trần Diệu Dương trong lòng tuy không so với cảm kích Trần Phi, nhưng hắn lúc này còn là nắm bản thân bệnh tình của con trai, nhịn không được thận trọng nói. Không cần, nhượng hắn ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai ta và ngươi đi Hương Cảng. Trần Phi cười nói. Làm một danh y sinh, ít nhất, coi như có chút y đức bác sĩ, hắn quả thực còn là không làm được nhượng mắc bệnh ung thư bệnh nhân, thiên lý xa xôi tới tìm hắn xem bệnh loại sự tình này mà. Dù thế nào hắn hiện tại ở Ma Cao chuyện mà cũng giúp xong, vì vậy thẳng thắn, đi chuyến Hương Cảng đi. Ngươi muốn đi Hương Cảng, vậy thì thật là, rất cảm tạ ngài, ta đây hiện tại tựu không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ta trước về phòng của mình đi. Trần Diệu Dương nghe vậy đương nhiên vô cùng kích động, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên như thế dễ nói chuyện, nguyện ý tự mình đi Hương Cảng, cho con của hắn xem bệnh, điều này làm cho trong lòng hắn tràn đầy cảm kích chi niệm. Tốt lắm. Ngày mai gặp, Trần Phi nghe vậy vừa cười vừa nói, tiến vào phòng. Lại muốn đi Hương Cảng a, có chút chờ mong a, chợ đêm. Ước mấy phút sau, về đến phòng Trần Diệu Dương bấm vợ mình Đồng Thục Nhàn điện thoại. Diệu Dương thế nào, Trần tiên sinh nói như thế nào, hắn nguyện ý xuất thủ vì Tiểu Hào chữa bệnh sao? Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong nhất thời truyền ra Đồng Thục Nhàn khẩn trương lại không kịp chờ đợi thanh âm nói. Yên tâm đi, không sao. Trần Diệu Dương lúc này giọng nói hoàn toàn thả lỏng lên, cảm thán nói trước hoàn toàn là chúng ta quá lo lắng. Trần tiên sinh, tuy rằng hắn chính mình rất thực lực khủng bố, nhưng trên thực tế, hắn cũng thật rất dễ nói chuyện. Hắn tựa hồ cũng không có đem trước phi trường sự tình, ghi hận ở trong lòng. Thực sự, vậy thì tốt quá, Tiểu Hào bệnh. Đồng Thục Nhàn nghe vậy có chút ngượng ngùng, cũng có chút cảm thán, nhưng càng nhiều hơn quan tâm con trai mình bệnh. Ta không phải nói không sao chứ. Trần tiên sinh nói bệnh này tuy rằng phiền phức, nhưng hắn có thể trị. Trần Diệu Dương giọng nói khẳng định nói. Có thể trị, thật sự là quá tốt, hắn nói có thể trị vậy nhất định có thể trị, cái này con trai chúng ta là thật có bệnh. Đồng Thục Nhàn nghe vậy trừng mắt, theo kích động thiếu chút nữa khóc lên nói. Phải biết rằng ban đầu ở cùng Châu Thị Đồng ra bên trong biệt thự, đối phương cũng là một câu nói như vậy, ta có thể trị. Sau tựu thật đem phụ thân hắn từ quỷ môn quan ngạnh sinh sinh kéo về. Vì vậy hiện tại những lời này, ba chữ này đối với nàng mà nói không chỉ có ý nghĩa một câu nói, cũng ý nghĩa một loại khẳng định, một loại ma lực. Hắn nhi tử Tiểu Hào, cái này là thật được cứu rồi. Bồ Tát phù hộ.
Bồ Tát phù hộ. Chuyện liên quan đến con trai mình trọng bệnh, Trần Diệu Dương trong lòng đương nhiên lo lắng vạn phần, hận không thể trước tiên chạy trở về, nhưng, dù sao trong lúc này bởi vì có Trần Phi tồn tại, làm hắn mặc dù nội tâm lại lo lắng cũng chỉ dám luôn nghẹn ở trong lòng, lẳng lặng chờ ngày thứ hai bình minh. Sáng sớm hôm sau, kích động đến thiếu chút nữa một đêm chưa chợp mắt Trần Diệu Dương, chỉ vào một đôi mắt gấu mèo, sáng sớm tự chuẩn bị xong phản hồi hương cảng tư nhân xa hoa cano. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi đương nhiên cũng không biết xấu hổ lại ma ma thẳng thẳng, ước 8-9 giờ tự leo lên chỗ ngồi này tư nhân xa hoa du thuyền, chuẩn bị đi đã qua hương cảng. Chỉ bất quá tại đây du thuyền trên, Trần gia đại trưởng lão Trần Sa nhưng không có theo tới, mà là hình như có cái gì việc tư tiếp tục lưu tại Ma Cao, đối với lần này, đương nhiên không ai đi hỏi nhiều. Mặt khác, còn có một cái tiểu nhạc đệm, đó chính là ở Trần Phi, Trần Diệu Dương đám người chuẩn bị lên thuyền, ly khai Ma Cao lúc, Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi cư nhiên lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời còn mang đến cực đại một khối ngọc bích có khiếu. Bất ngờ chính là Trần Phi đương sơ lái ra khối kia. Nguyên lai, ngày đương sơ Hà Triệt từ Hoa Chí Nam trong tay đạt được khối kia có khiếu, chuẩn bị dùng để lấy lòng quân Nguyên Nghĩa lúc, đối phương nhưng không có nhận lấy, mà là giống như ném rác dưới vậy tiện tay đâu khí. Lúc đầu bởi vì ở Ngân Hà Cửu Thiên thắng nhiều tiền như vậy, đủ sắp tới 4 ức đô la, vì vậy vô luận là Trần Phi hay là Hoa Chí Nam tuy rằng đều nhớ chuyện này, nhưng lại vẫn là hết sức ăn ý không có nhắc lại. Coi như sự tình đã kết, quên đi. Dù sao khối kia có khiếu đính thiên cũng đều giá trị không được 20 triệu, nếu là đặt ở đủ gần 4 ức đô la trước mặt, càng không cách nào so sánh được. Như vậy, nếu là lại tính toán tự quả thật có chút bụng dạ hẹp hòi, thật không cần thiết. Thế nhưng tuy rằng hai người bọn họ là muốn như vậy, nhưng đã bị sợ bể mật Ma Cao Hà gia cũng không nghĩ như vậy. Phải biết rằng tối hôm qua, bọn họ thế nhưng từ phía dưới nhận được như vậy thứ nhất tin tức, vậy chính là có một đám quái nhân từng mang theo một vị đầu trọc nam tử trẻ tuổi đi đón gãy mất cánh tay. Đi qua lúc đó bệnh viện tuần tra video, cùng với nhân sĩ chuyên nghiệp chụp ảnh đến ảnh chụp, bọn họ bất ngờ sợ hãi phát hiện, đầu trọc tay cụt nam tử trẻ tuổi, không là người khác, chính là đường đường nhị lưu cổ vũ tông môn Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân Nguyên Nghĩa. Như vậy thứ nhất có thể nói khủng bố tin tức phát hiện. Tự nhiên vậy bọn họ Ma Cao Hà gia nhất là Hà Triệt sợ đến tè ra quần, hoảng sợ thất sắc. Phải biết rằng, đây chính là Hoa Hạ nội lục cổ vũ vòng tròn có uy tín danh dự, có danh tiếng 11 năm thứ hai đại học trải tông môn Thánh Hỏa Tông thiếu chủ. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất là vị kia quân Nguyên Nghĩa quân thiếu chủ phía sau thế nhưng đứng một vị nửa bước tiên thiên cường giả cấp bậc ra. Nửa bước tiên thiên cường giả, đó là hạng khái niệm. Đơn giản nhất mà nói, chính là mặc dù là phi báo cái loại này kéo dài qua lĩnh Nam Ba tiết kiệm cấp tỉnh đừng ngành đặc biệt, có nửa bước tiên thiên cường giả phỏng chừng tối đa cũng chỉ có 5 ngón tay số. Mấy ngàn vạn so với một tỷ lệ, coi như là phóng nhãn quốc nội toàn bộ cổ vũ vòng tròn, cũng là không nghi ngờ chút nào cấp bậc tông sư. Bá chủ tồn tại, mà ở vào như vậy một cái khái niệm, đường đường một vị nửa bước tiên thiên cường giả sủng ái nhất, cũng là duy nhất tôn tử. Trần Phi lại dám tùy tiện tiện đoạn hắn một cánh tay. Đây quả thực đem Hà Triệt thiếu chút nữa sợ liệt, thiếu chút nữa bị sợ hoài nghi nhân sinh. Cũng có lẽ là bởi vì cái này, Hà Triệt bỗng nhiên hồi tưởng lại về khối này có khiếu chuyện tình. Sau đó mã bất đình đề, cái mông nước tiểu lưu luyến đêm ở Ma Cao ta đỉnh cấp phú hào câu lạc bộ Lộ Thiên Sân thượng góc, lại đem kỳ tìm được. Lại sau dĩ nhiên chính là Hà Nguyên Bồi biết được sau. Ở sau dĩ nhiên chính là Hà Nguyên Bồi biết được sau chuyện này, lập tức không chút do dự tự mình sáng sớm đưa tới, tỏ vẻ thành ý. Hiển nhiên cái này cũng đúng là bị sợ lợi hại, bằng không lấy hắn đường đường Ma Cao Hà gia thân phận của gia chủ, có sao cái này. Mà ở nhìn thấy loại này mất mà lại được, Trần Phi tự nhiên nhạc phải cao hứng, hân nhiên tiếp thu. Chỉ bất quá hắn hiện tại đang chuẩn bị theo Trần Diệu Dương nữ hương cảng một chuyến. Trong tay tùy thời cầm một khối ngọc bích có khiếu cũng không có phương tiện, vì vậy thẳng thắn xin nhờ đối phương đem khối này có khiếu cho kẻ dối trá đưa đi. Bởi vì hắn chuẩn bị đi hương cảng, kẻ dối trá nhưng không nghĩ đi, mà là muốn mau sớm phản hồi Bắc Sơn cho phụ mẫu xong thân báo bình an, vì vậy cũng là sáng nay máy bay, lúc này không sai biệt lắm hẳn là ở đi đã qua phi trường trên đường. Mà đang nghe Trần Phi xin nhờ, Ma Cao Hà gia Hà Nguyên Bồi tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại cầm trong tay khối này năng thủ sơn dụ cho Hoa Chí Nam đưa đi. Cùng lúc đó,
tại đây hắn còn động tiểu tâm tư, đuổi ở trong vòng nửa canh giờ từ bọn họ Hà gia sản nghiệp dưới điều tới mấy khối tinh chất có thể nói cực phẩm ngọc bích nguyên liệu, chuẩn bị đưa cho Hoa Chí Nam quyền đương bồi tội, như vậy nói sau tạm thời không đề cập tới. Ước một giờ sau, hương cảng ta đỉnh cấp tư nhân du thuyền bến tàu, số lượng trình tự cực kỳ cao đỉnh cấp, xa hoa thương vụ lái xe song song đậu. Mà ở những này đỉnh cấp thương vụ bên cạnh xe trên, cùng với du thuyền xuất nhập cảng vị trí then chốt bất ngờ đứng rất nhiều thân mặc tây trang màu đen, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, y phục bao phình nam tử. Trừ lần đó ra, còn có một nam một nữ hai vị thoạt nhìn thập phần quý khí người, bị đông đảo tây trang đen nam tử vòng vây bảo vệ, kiển chân mà đợi. Một nam một nữ này không là người khác, chính là Trần Diệu Dương thê tử Đồng Thục Nhàn, cùng với con hắn Trần Hào. Rất hiển nhiên, giờ này ngày này đối với cái này hai mẹ con mà nói, Trần Phi, Trần Tiên Sinh đã hoàn toàn nghiễm nhiên là lão tổ tông cấp bậc đại nhân vật. Đặc biệt đối phương hôm nay nguyện ý đến Hương Cảng, vì nàng nhi tử, vì Trần Hào xem bệnh. Cái này đúng ở hai mẹ con bọn họ mà nói càng nhất kiện thiên đại sự tình. Chút nào không dám chậm trễ. Vì vậy mặc dù Trần Hào hôm nay đều mắc bệnh ung thư, là một vị trọng bệnh người bệnh. Nhưng hắn đêm qua từ mẫu thân còn có phụ thân nơi ấy biết được, Trần Phi Trần Tiên Sinh muốn tới Hương Cảng giúp hắn chữa bệnh, điều này làm hắn nhất thời kích động thiếu chút nữa một đêm chưa chợp mắt, ngày thứ hai trời còn chưa sáng đã rời giường, theo mẫu thân mình chuyên đến tư nhân du thuyền bến tàu nghênh tiếp. Đang lúc bọn hắn phần này lo lắng, khẩn trương đợi trong, ước 9 giờ rưỡi tả hữu. Trần Phi cùng Trần Diệu Dương cưỡi du thuyền đến bến tàu, theo từ thông đạo đi ra. Trần Tiên Sinh người khỏe, sớm như vậy, thực sự là cực khổ. Mà ở nhìn thấy Trần Phi xuất hiện, Đồng Thục Nhàn ngay tức khắc thần sắc khẩn trương nghênh tiếp đi tới. Không có biện pháp a, tuy rằng thân phận của nàng là thế tục trong mắt có thể rất nghiêu bức. Có cái Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia đại gia trưởng trượng phu, còn có cái đường đường tỉnh lỵ thành thị thị uy bí thư ca ca. Có thể đây hết thảy, hắn rất rõ ràng, đặt ở Trần Phi trước mắt lại hoàn toàn thiếu xem, chớ nói chi là chính cô ta trước đây còn có mắt không tròng, bỏ quên đối phương hảo ý nhắc nhở, tự nhiên càng thêm sợ hãi, sợ Trần Phi trong lòng đối với nàng bất mãn, liên lụy đến hắn nhi tử. Trần Tiên Sinh người khỏe, thấy tình cảnh này, Trần Hào đương nhiên cũng có loại khẩn trương tới cực điểm cảm giác, tựa như đương sơ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bọn họ Trần gia đại trưởng lão. Cái loại này chấn động cùng kính nể, đến nay khắc sâu khắc trong tâm khảm, không dám quên. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được oán hận cắn răng, hướng về Trần Phi khom lưng cúi rạp người nói Trần Tiên Sinh, ban đầu là ta có mắt như mù, không cảm nhận được hảo ý của ngài, còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ, không tán thưởng, là ta sai lầm rồi. Xin ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta tên tiểu bối này bất kính tội. Ta, Trần Phi nghe vậy tự nhiên có chút sở khóc sở cười. Thập phần không nói gì. Này, chúng ta giảng đạo lý, nếu ta thật đem đương sơ chuyện kia yên tâm trên, ngày hôm nay thế nào còn có thể đã chạy tới Hương Cảng, dùng giờ óc có được hay không? Không sai, Trần Tiên Sinh, đương sơ sự kiện kia trách ta. Ngươi nếu còn tức giận, đánh ta mắng ta đều được, thế nhưng, ngươi có thể hay không mau cứu con ta a? Ta là một cái như vậy nhi tử, hơn nữa hắn bình thường cũng rất nghe lời, không giống này ăn chơi trác táng. Đồng Thục Nhàn thấy thế cũng có chút thấp thỏm lo âu nói, viên mắt ửng đỏ hơi không khống chế được, thấp giọng khóc thút thít. Ngươi gọi Trần Hào phải không? Còn có đồng nữ sĩ, ta nếu thật bởi vì đương sơ sự kiện kia tức giận nói, nay trời cũng sẽ không theo Diệu Dương thúc đến Hương Cảng. Còn có, các ngươi yên tâm đi, u loại vật này tuy rằng phiền phức, nhưng ta còn là có biện pháp, phóng khoán tâm. Trần Phi thấy thế nhịn không được an ủi. Hắn đương nhiên có thể lý giải đối phương làm mẹ người thân tâm tình, đó là vô tư, chân thành nhất, cũng là để cho người cảm động, tựa như mẫu thân hắn ngậm đắng nuốt cay đem một mình hắn nuôi lớn vậy. Hắn đều nhất nhất nhớ ở trong lòng. Thực sự, vậy thì tốt quá. Cảm tạ Trần Tiên Sinh, cảm tạ Trần Tiên Sinh. Đồng Thục Nhàn nghe vậy mừng đến chảy nước mắt, kích động nói. Được rồi, khóc sướt mướt giống như nói cái gì. Trần Tiên Sinh. Ngươi xem chúng ta bây giờ đi trước ăn một bữa cơm. Ngài trước nghỉ ngơi một chút, thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương nhịn không được chen miệng nói. Hắn rất lý trí, cũng rất thanh tỉnh, minh bạch Trần Phi là một nói một không hai chính là nhân vật, cho nên đối phương nếu nói có thể trị, cũng sẽ trị, vậy hoàn toàn không tất yếu lo lắng, chỉ cần đem hết toàn lực làm tốt bọn họ Trần gia người chủ địa phương là được. Còn dư lại,
đã không cần bọn họ quan tâm. Ăn nghỉ ngơi, coi như hết, lúc này mới vài điểm chung, nếu không như vậy đi, cho ta tìm chỗ an tĩnh một chút, ta trước đem Trần Hào bệnh xử lý. Trần Phi vừa nghe đến sớm như vậy tự ăn nghỉ ngơi, ngay tức khắc lắc đầu. Nghĩ hay là trước cho đối phương một cái thuốc an thần đi. Hiện tại mà bắt đầu chữa bệnh sao? Nếu không đi bệnh viện, Đồng Thục Nhàn nghe vậy ngay tức khắc nói. Y viện, đổi cái địa phương đi, ta cần an tĩnh một chút địa phương. Trần Phi nghe vậy lắc đầu nói. Trần Diệu Dương nghe vậy lập tức nói vậy đi nhà của chúng ta đi. Nơi ấy tuyệt đối an tĩnh, hắn minh bạch Trần Phi ý tứ, là không muốn bị quấy rối. Đi, vậy đi nhà của chúng ta đi. Đồng Thục Nhàn nghe vậy lập tức gật đầu. Trần Hào tự nhiên cũng ở một bên thần sắc có vẻ vô cùng kích động. Một lát sau, bọn họ đoàn người của mọi người nhiều tây trang đen nam tử vòng vây dưới, tới nơi này tòa tư nhân du thuyền bến tàu bãi đỗ xe. Trần Diệu Dương không chút do dự đi tuốt ở đằng trước, phi Trần Phi mở ra một chiếc đỉnh cấp hào xe thương vụ xe ngồi phía sau cửa xe, như là xe đồng vậy mời Trần Phi lên xe. Thấy tình cảnh này, kỳ phía sau này Hương Cảng Trần ra bảo tiêu, tài xế nhất thời sợ đến trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống đất trên, vẻ mặt dại ra. Phải biết rằng, đây chính là bọn họ Hương Cảng Hà gia đại gia trưởng, hôm nay, lại làm cho làm xe đồng. Thế mà thấy tình cảnh này, Đồng Thục Nhàn cùng với Trần Hào cũng đã có điều chuẩn bị tâm tư. Sau đó không lâu, từng hàng hào xe lái ra chỗ ngồi này tư nhân du thuyền bến tàu bãi đỗ xe, hướng về Hương Cảng nước cạn Loan Ta đỉnh cấp khu nhà cấp cao chạy tới. Cùng lúc đó, Hương Cảng nước cạn Loan ở chỗ sâu trong bị đông đảo cây tường vi cùng kinh cức hoàn vòng quanh chợ đêm cổ bảo tầng chót. Trần Phi lại một lần nữa đến Hương Cảng tin tức, bị hóa thành văn tự tư liệu, thịnh phóng ở tại vị kia xử theo treo quải trượng áo bào cho còng xuống trước mặt lão giả. Hương Cảng chợ đêm, chính là đông phương thế giới tiếng tăm lừng lẫy thế lực cường đại, cùng hổ báo đường, cổ vũ nhất lưu tông môn đặt song song, hoàn toàn có thể nói là cảng úc lưỡng địa thế giới dưới đất cây trụ, tinh thần thánh địa. Từng vị một vị nửa bước tiên thiên thậm chí tiên thiên cường giả trấn thủ nơi này, bao quát Hương Giang, khí thôn Sơn Hà, cường hãn vô biên. Mà ngoại trừ vị kia công nhận một tay sáng lập ra Hương Cảng chợ đêm hội trưởng lão nhân ở ngoài, còn lại chợ đêm phó hội trưởng cấp bậc cường giả có 3 vị, đều là cái loại này tiên thiên cấp bậc cổ vũ cường giả hay là S cấp dị năng giả. Vị kia xử theo quải trưởng hôi bào lão giả chính là một cái trong số đó, và lại còn có một cái vang dội biệt hiệu, tên là Diêm La. Tiểu tử này lại tới Hương Cảng A, xem ra hắn cùng Trần gia quan hệ thật tốt. Sử theo quải trưởng hôi bào lão giả tay cầm cuốn báo cáo, khàn khàn già nua đôi mắt hơi híp, lắc đầu cười lẩm bẩm. Cho đến hôm nay, hắn đều còn nhớ rõ đương sơ chợ đêm cổ bảo ngoại một màn kia. Phải biết rằng hắn Diêm La thế nhưng đường đường chính chính cổ vũ tiên thiên cường giả, mà khi nhật, chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, lại cư nhiên có thể từ hắn mí mắt dưới ngạnh sinh sinh chạy thoát. Đây quả thật là có đủ mất mặt, cũng làm hắn khắc sâu ấn tượng. Còn nhớ rõ tên kia lúc còn trẻ, chính là bước này tánh bướng bỉnh, không nghĩ tới bây giờ đến già thu cái đồ đệ, cư nhiên cùng hắn năm đó giống nhau như đúc, rậm rạp đụng đụng, ai, thật đúng là. Câu ca dao nói, không phải là người một nhà không tiến một nhà cửa. Hắn nhớ kỹ bản thân lúc còn trẻ không ít thụ tên kia oan uổng khí, các loại tính tình cổ quái, tính tình quật, đương sơ thật chịu đủ rồi. Có thể không nghĩ tới bây giờ qua mấy thập niên, mình cũng nhanh quên lãng đương sơ cái loại này không nói gì, biệt khuất cảm, lại dĩ nhiên lại đột nhiên ở một cái tiểu tử kia trên người cảm thụ được, còn cư nhiên như thế trùng hợp, là xú lão đầu đệ tử truyền thụ. Ai, thật đúng là có đủ thiên ý. Hắc ám thiên sứ liên minh người bên kia còn bao lâu mới đến? Mím môi cười chỉ chốc lát, sử theo quải trưởng lão giả bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Hồi bẩm phó hội trưởng, đã đi qua điện thoại. Bọn họ đại khái 2 ngày sau đến Hương Cảng, trong bóng tối truyền đến thanh âm. 2 ngày sau, sử theo quải trưởng lão giả hơi sờ sờ quải trưởng văn lộ, lại hỏi nhạc lão đầu người bên kia tuyển định xuống tới không có. Còn có, ta nghe nói hắc ám thiên sứ liên minh bên kia còn có, ra đời một cái sơ đại. Có phải thật vậy hay không? Hồi bẩm phó hội trưởng, nhạc phó hội trưởng bên kia đã đem đối chiến chọn người sao định hạ lai. Một là lão nhân gia ông ta cháu trai ruột. 24 tuổi lôi hệ A cấp dị năng giả nhạc lỗ xuân. Cùng với bên trong tổ chức 2 vị đỉnh cấp cấp 4 sao thành viên, theo thứ tự là 23 tuổi guồng nước, cùng với 24 tuổi hạng thành đông.
hai người bọn họ đều chính mình nhảy vào nhất lưu cổ vũ giả tả hữu thực lực. Trong bóng tối thanh âm kia tiếp tục nói đến mức hắc ám thiên sứ liên minh sơ đại, chắc là thực sự, ngày trước người của chúng ta đã truyền về xác định tin tức. Đối phương sơ đại hôm nay 22 tuổi, có người nói đã A cộng dị năng giả thực lực. 22 tuổi A cộng cấp dị năng giả, quả nhiên không thẹn thiên chọn tên. Nghe được loại tin tức này, dù là chống quải trượng loại này tiên thiên cấp bậc cường giả đại nhân vật, cũng không nhịn được hơi cảm thán. Phải biết rằng, hắn lúc 22 tuổi phỏng chừng vẫn còn chơi bùn, liên nhất lưu cổ vũ giả trình tự đều còn không có đi đến. Cho nên nói cái này thiên tuyển giả, sơ đại, là xác xác thật thật thực sự khủng bố, chỉ là cùng quật tiểu tử so với. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên dường như cáo giả vậy nở nụ cười, híp mắt nói đi cho Nhạc lão đầu nói một tiếng, nhượng hắn cho ta quân cái vị trí đi ra. Ta bên này có sắp xếp. Cùng lúc đó, xa ở hương cảng nước cạn loan ta xa hoa bên trong biệt thự Trần Phi, hắn đương nhiên cũng không biết bản thân có mạc danh kỳ diệu bị người mưu hại. Mà lúc này Trần Diệu Dương cũng đã giúp hắn an bài xong phòng trống, đồng thời còn nghĩ bên trong biệt thự sở hữu không thể làm chung người hầu, quản gia, bảo tiêu chờ toàn bộ trục xuất, để bảo chứng hoàn cảnh cũng đủ an tĩnh. Trần tiên sinh, làm phiền ngài. Bên trong gian phòng, thấp thỏm bất an trong lòng Trần Hào khẩn trương nói. Không có biện pháp, tuy nói hôm nay Trần Phi Thản nói chẳng bao giờ ghi hận hắn, còn thiên lý xa xôi chạy tới hương cảng tự mình làm hắn xem bệnh. Nhưng dù sao đối phương thân phận địa vị bất đồng, liên phụ thân hắn như vậy thân phận địa vị đều phải như vậy cái này tôn kính, kính nể. Hắn chính là một cái tiểu bối, Trần gia đời thứ tư mà thôi, như thế nào dám. Nữa làm càn, để xuống dễ dàng, ta không đáng sợ như vậy, người bệnh này cũng không đáng sợ như vậy. Lại nói tiếp chúng ta coi như là bạn cùng lứa tuổi đi. Để xuống bình thường giờ, nếu không ta thực sự xấu hổ a. Ngược lại thì Trần Phi hiện tại chỉ có thể như vậy an ủi đối phương. Vẻ mặt im lặng hình dạng. Không có biện pháp a, hắn là thật không có biện pháp a. Lại nói tiếp hắn hiện tại kỳ thực cũng chính là cái hơn 20 tuổi thanh niên, chính là người gặp người nhà, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe trở thành xuân đẹp trai tốt thì giờ. Nhưng bây giờ, hắn lại bị đối phương khiến cho giống như cái gì tựa như, hình như hắn là cái loại này thất lão 80 lão nhân, phải tất cả mọi người sợ hắn, đều kính nể hắn. Giảng đạo lý cái loại cảm giác này thật không làm sao được không? Hắn cái này một hai ngày xấu hổ nham đều nhanh phát bệnh đến thời kỳ cuối, thực sự khó chịu. Nga, vậy được rồi, kỳ thực ta cũng có chút không có thói quen, đặc biệt Trần tiên sinh gọi như vậy, cảm giác người rất giả vậy. Nếu không, ta về sau liền kêu ngươi phi ca đi. Thế nào, Trần Hào rất hiển nhiên là cái cơ trí tiểu tử, vừa nghe Trần Phi loại giọng nói này, loại này oán khí, nhất thời hai mắt sáng lên nói. Trên thực tế, nhượng hắn cái này niên cấp tuổi nhỏ người như vậy cung kính, quy quy củ củ, hơn nữa đối phương còn là một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tuổi nhỏ người, hắn cũng khó thụ, hắn cũng không có thói quen. Đi, cứ như vậy vui vẻ quyết định, trước nằm xuống. Ta trước chữa bệnh, Trần Phi vừa nghe lời này lúc này không chút do dự gật đầu đáp ứng, làm cho đối phương nằm xuống, sau đó xem mạch. Trên thực tế lấy hắn bây giờ y thuật đẳng cấp, nếu vẻn vẹn chỉ là phổ thông mau bệnh, vậy căn bản không cần số cái gì mạch, chỉ cần tùy tùy tiện tiện liếc mắt nhìn là có thể rõ ràng. Cái này cùng hắn đương sơ liếc mắt tự nhìn ra, đối phương trong não dài một khối u, là một cái đạo lý. Nhưng dù sao hôm nay tình huống có chút phức tạp. Đối phương trong đầu u phát sinh bệnh biến, tế bào ung thư bắt đầu khuếch tán. Mà loại trình độ này, làm hắn kỳ thực đều nghĩ hơi có chút phiền phức, vì vậy bắt đầu cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, miễn cho xảy ra vấn đề. Mà khi hắn một tay hơi một chút treo ở Trần Hào cổ tay mạch trên lúc, kỳ trong cơ thể linh khí lại sớm đã thành bắt đầu động tác. Chậm rãi tiến nhập thân thể đối phương, sau đó từ từ lan tràn tới thân thể đối phương nội các ngõ ngách. Quả thực đã bắt đầu khuếch tán a. Trần Phi theo chân mày có chút hơi nhăn lại nói, bởi vì hắn quả thực cảm giác được tế bào ung thư đã khuếch tán. Nằm ở trên giường Trần Hào nghe vậy không khỏi trái tim căng thẳng, nhưng vẫn là lão lão thật thật nhắm miệng, không nói một câu. Chỉ là thân thể cũng không từ mình hơi run lên, thấy tình cảnh này, Trần Phi giơ tay lên trực tiếp ở cổ đối phương gõ một cái, đem đập ngất trước làm phiền ngươi ngủ một chút lạc. Rất hiển nhiên, đối phương loại trạng thái này cũng không thích hợp hắn trị liệu. Hơn nữa hắn tiếp cần dùng đến phương pháp trị liệu, còn có chút không giống người thường, kinh thế hãi tục,
vì vậy, hắn cũng không muốn có người biết, đỡ phải phiền phức. Đối với Trần Hào loại này tế bào ung thư đã bắt đầu khoách tán nặng chứng tình huống mà nói, đơn giản nhất biện pháp chính là trước đem đối phương trong cơ thể khoách tán tế bào ung thư, tất cả đều là tiêu diệt sạch sẽ, sau đó sẽ đem đã bệnh biến não bộ u dùng linh khí gói trị hết, chậm rãi khôi phục tới bệnh biến trước trạng thái. Cũng chính là đem từ u ác tính khôi phục tới bướu lành. Đến loại trình độ đó sau, lại muốn tiếp tục trừ tận gốc trị liệu, tự giản đơn hơn. Được rồi, cứ làm như vậy. Trong lòng có phương án trị liệu, Trần Phi liền bắt đầu thực hành lên, một trận bận việc. Lấy hắn hôm nay luyện khí tam trọng đỉnh phong tu vi, nhưng thật ra đã miễn cưỡng có thể làm được đem trong cơ thể linh khí hóa thành đao giải phẫu, ở đối phương trong cơ thể các loại cắt kim loại, tiêu diệt tế bào ung thư. Chỉ là loại hành vi này đối với hắn hiện tại mà nói, cũng vẫn còn có chút cật lực, miễn miễn cường cường, không bao lâu liền đầu đầy mồ hôi. Xem ra phải tìm cái biện pháp mau nhanh đột phá đến luyện khí tứ trọng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thực sự là càng ngày càng cảm giác tu vi có chút thiếu dùng. Lau mồ hôi chán tích, Trần Phi không nhịn được thầm nói. Lấy hắn hôm nay tu vi trình tự, luyện khí tam trọng đỉnh, kỳ thực cự cách đột phá thực sự cũng chỉ có nửa bước xa, còn kém một cái cơ hội, nếu không tùy thời đều có thể. Mà đến lúc đó, chỉ cần có thể đột phá đến luyện khí tứ trọng, hắn không sai biệt lắm có thể đủ nơi tùy tiện xông pha. Phải biết rằng, luyện khí tứ trọng, đây chính là cùng mới vào tiên thiên cổ vũ giả là một cái cấp bậc tầng thứ, căn bản không có trung gian cái gọi là nửa bước thuyết pháp, đây cũng là kỳ kinh khủng địa phương. Mỗi một tầng thứ đột phá, đều giống tiến nhập mới thiên địa. Cùng đột phá trước hoàn toàn là khác nhau trời vực chênh lệch. Như vậy ước nửa giờ sau Trần Phi kéo mệt mỏi thân thể từ gian phòng đi tới, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, ngón tay khẽ run, một màn này khiến Trần Diệu Dương đám người nhìn thấy cũng không nhịn được trong lòng một lộp bộp, thần sắc có chút bối rối. Trần tiên sinh, ngươi không sao chứ? Đồng Thục Nhàn quan tâm nói, bởi vì, này một màn hắn không ngừng gặp một lần, lần trước ở Đồng gia bên trong biệt thự, cũng là như thế này. Nghe nói như thế Trần Diệu Dương cũng bỗng nhiên hoàn hồn. Quan tâm nói Trần tiên sinh, người có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Gian phòng chuẩn bị xong. Đến bây giờ, vợ chồng hắn lưỡng cũng không hỏi quan ở con trai mình bệnh tình bất cứ chuyện gì, không là bọn hắn không muốn hỏi, mà là bọn hắn nghĩ hiện tại có thể quan hệ một chút Trần Phi, sẽ tốt hơn. Dù sao đối phương đột nhiên biến thành cái dạng này, thoạt nhìn suy yếu như vậy, dùng cái mong muốn, cũng nhất định là bởi vì vừa rồi cho con của bọn họ chữa bệnh. Vậy được rồi. Ta trước ngủ một giấc, mệt mỏi quá. Cái kia, Diệu Dương thúc, Đồng nữ sĩ, Trần Hào đã không sao, ta đã đem trong cơ thể hắn tế bào ung thư thanh trừ sạch sẽ. Về phần hắn trong óc khối kia u, đợi lát nữa ta buổi tối khởi đưa cho hắn viết cái phương thuốc, ăn 2-3 tháng, trên cơ bản là có thể đem cây chặt đứt. Lúc này mệt như vậy, Trần Phi đương nhiên cũng sẽ không khách khí, không tinh thần đạo. Thực sự, đa tạ Trần tiên sinh, đa tạ Trần tiên sinh. Đồng Thục Nhàn nghe vậy lập tức kích động. Trần Diệu Dương nghe vậy cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, tiến lên đây đỡ Trần Phi hướng bên trong gian phòng đi, nói Trần tiên sinh, ta trước mang ngài đi gian phòng nghỉ ngơi. Bên trong có đơn độc tắm rửa buồng vệ sinh, có thể hướng tắm, thực sự là hạnh khổ ngài, rất cảm tạ ngài. Lấy Trần gia ở Hương Cảng thân phận địa vị, kỳ tài lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, vì vậy mặc dù là Trần gia bên trong biệt thự ý đơn độc một gian phòng, cũng tuyệt không hơn cấp 5 sao đại tửu điếm tổng thống phòng xếp, mềm mại giường lớn, mới trang sức bích họa, xanh vàng rực rỡ dắt cây đèn, rộng mở thư thích phòng tắm. Chỉ là Trần Phi nhưng lại không chú ý những này. Bởi vì lại một lần nữa thiếu chút nữa tiêu hao hết trong cơ thể sở hữu linh khí sau, hắn giờ này khắc này nghiễm nhiên đã uể oải tới cực điểm, cả người vô lực, không một điểm tinh thần, chỉ muốn ngủ. Chợt ngã vào mềm mại trên giường lớn ngủ say sưa lên. Không người nào dám tới quấy rối hắn. Chỉ là tuy rằng hắn lúc này đây lại thành công tìm đường chết, mệt bản thân không muốn, nhưng cũng có thể chính là bởi vì cái này, kỳ trong cơ thể linh khí cũng ở đây lặng yên không hơi thở gian lại trở nên ngưng thật mấy phần, càng thêm sinh động, ô ô chảy ra. Như vậy, Trần Phi ngày hôm nay cũng tựa hồ cũng không phải đơn thuần nỗ lực mà chưa có trở về báo. Cùng lúc đó, xem hắn đã rơi vào sâu trình tự giấc ngủ lúc, bên ngoài phòng dần dần thức tỉnh Trần Hào đã từ bên trong gian phòng đi ra. Trần Diệu Dương hai vợ chồng cũng lập tức kích động nghênh đón. Tiểu Hào, thế nào? Cảm giác thế nào?
Không sao chứ, Đồng Thục Nhàn vẫn là phó kích động hình dạng, không gì sánh được quan tâm nhìn con mình. Đến mức Trần Diệu Dương mặc dù không có nói, nhưng là vẻ mặt hơi khẩn trương đang nhìn mình nhi tử, cùng đợi hắn đáp án. Tuy nói, hắn rất rõ ràng bản thân không nên đi nghi vấn Trần Phi nói, hắn nói không thành vấn đề, không sao, vậy khẳng định không thành vấn đề, không sao, nhưng dù sao đây chính là hắn con trai ruột, dù sao đây chính là đã khuếch tán u ác tính. Ba, mụ, không đau, đầu của ta hiện tại không đau, thế mà Trần Hào nghe vậy, lại vẻ mặt kích động ngơ ngác nói. Phải biết rằng, ở Trần Phi động thủ chữa bệnh cho hắn trước, nhất là khi hắn bị chẩn đoán được trong não có khối u sau, đoạn thời gian đó, hắn vẫn cảm giác mình trong đầu hình như có sâu ở ăn hắn thịt vậy, thường thường toàn tâm đau nhức. Nhưng là bây giờ, trước cái loại này làm hắn cảm giác đau đến không muốn sống, lại cư nhiên không giải thích được tiêu thất không nói, hắn còn cảm giác mình cả người đều chưa bao giờ có thanh tỉnh lên, thật giống như đại não bị chạy xe không quá vậy, hình như sống lại, cảm giác kia rất kỳ lạ. Không đau, thật sự là quá tốt, xem ra Trần tiên sinh là thật đem bệnh của ngươi trị. Bất quá, ông trời của ta, cái này cũng quá thần kỳ đi. Phải biết rằng, đây chính là đã khuếch tán u ác tính a. Đồng Thục Nhàn một bên kích động kinh hỉ, một bên cũng che miệng cảm giác bất khả tư nghị. Phải biết rằng, đây chính là tế bào ung thư đã khuếch tán u ác tính, nhân loại y học xã hội công nhận thế giới nan đề, thế giới bệnh nan y. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại cư nhiên chỉ tốn tiểu nửa giờ thời gian, thật giống như biến ma thuật vậy chị, quả thực kỳ huyễn. Trần tiên sinh không có thể như vậy người thường, hắn có thể nguyện ý xuất thủ, coi như là chúng ta tiểu hào vận khí. Trần Diệu Dương nghe vậy cũng là cảm thán nói. Đúng vậy không sai, Trần tiên sinh thật không vậy người thường, Đồng Thục Nhàn nghe vậy hiểu rõ vô cùng. Trần Hào nghe vậy tuy rằng cũng nếu có đồng cảm gật đầu, nhưng hắn đồng thời cũng hiểu được Trần Phi ngoại trừ thân thực lực kinh khủng và y thuật ở ngoài, cái khác. Hình như kỳ thực cũng liền cùng hắn loại này hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người không khác biệt. Ít nhất, tính cách thực sự là như vậy, cùng hắn rất nhiều cùng tuổi bằng hữu thật không sai biệt lắm. Đương nhiên trong lòng của hắn loại ý nghĩ này, hôm nay ở hắn trước mặt cha mẹ cũng liền chỉ dám trong lòng nghĩ muốn, trăm triệu không dám nói ra. Sau đó hắn bỗng nhiên nói gì, Fika ni. Fika. Trần Diệu Dương nghe vậy nhất thời nhướng mày, hiển nhiên đúng tiếng xưng hô này không hài lòng. Ba, là Trần tiên sinh nhường ta gọi như vậy. Trần Hào thấy thế nhất thời cả người một cái giật mình, linh cơ khẽ động giải thích hắn hình như nghĩ ta gọi là hắn Trần tiên sinh, đem hắn xưng hô quá giả rồi, vì vậy, để ta gọi là hắn Phi Ca. Như vậy mới có thể thể hiện ra hắn theo ta là bạn cùng lứa tuổi. Là như thế này, Trần Diệu Dương nghe vậy thần sắc ngẩn ra, nhưng là quả thực không tốt tiếp tục nói nữa cái gì. Được rồi, Diệu Dương. Tuy nói Trần tiên sinh thân phận tôn quý, địa vị bất phàm, nhưng dù sao nói cho cùng hắn cũng chính là vị hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, cùng tiểu hào là bạn cùng lứa tuổi. Các ngươi tự mỗi người giao một vật đi, hơn nữa, lấy tính tình của hắn, có lẽ là thật không thích Trần tiên sinh loại này lão thành xưng hô. Đồng Thục Nhàn cũng đứng ra hòa giải nói. Nàng là nữ nhân, vì vậy đang quan sát người phương diện có thể so với nam nhân nhỏ hơn nị, minh bạch Trần Phi có lẽ là thật có thể là cái loại này tính tình. Vậy được đi, mỗi người giao một vật tự mỗi người giao một vật. Bất quá, tiểu hào, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, tuy rằng Trần tiên sinh cho ngươi gọi hắn là Phi Ca, nhưng trong lòng ngươi phải nhớ kỹ rõ ràng. Đối phương là chúng ta Trần gia quý khách, tuyệt không có thể chậm trễ chút nào. Trần Diệu Dương đầu tiên là gật đầu, sau đó giọng nói vô cùng nghiêm túc nhắc nhở. Phải biết rằng, nếu là chọc giận Trần Phi, sợ rằng mặc dù là lấy bọn họ Hương Cảng Trần gia nội tình cùng thực lực, cũng nhận được xui xẻo. Phiêu lưu trình độ thật là đáng sợ, phải phòng a. Ba người yên tâm đi, ta không ngốc, ta biết nên làm như thế nào. Trần Hào nghe vậy lập tức không chút do dự gật đầu nói. Ừ, Trần Diệu Dương nghe vậy lúc này mới hài lòng gật đầu, lại nói Thục Nhàn, chúng ta bây giờ liên hệ y viện, cho. Nữa tiểu Hào làm một lần hoàn toàn diện kiểm tra. Tuy nói hiện tại đã không sao, nhưng tựa hồ còn cần một giấy y viện chứng minh, mới có thể làm cho hắn càng an tâm. Nga, đúng đúng, ta ngay tức khắc an bài, liên hệ y viện cho. Nữa tiểu Hào làm một lần toàn diện kiểm tra, Đồng Thục Nhàn cái này một bị nhắc nhở cũng ngay tức khắc gật đầu, nói rằng. Ước một giờ sau, Hương Cảng ta đỉnh cấp tư nhân y viện.
vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Đồng Thục Nhàn lúc này đây an bài y viện cũng không phải trước kiểm tra nhà kia. Làm Trần Diệu Dương cùng với Đồng Thục Nhàn tự mình mang theo nhi tử đến đây sau, Cần Tư Nhân y viện ngay tức khắc triệu tập toàn bộ y viện lực, dùng tốc độ nhanh nhất, cho Trần Hào làm tối toàn diện, đầy đủ nhất tương quan kiểm tra. Thế mà kết quả kiểm tra sau khi đi ra, Cần y viện thần kinh khoa thất chủ nhiệm vẫn sống sờ sờ lại càng hoảng sợ. U, não bộ u. Nếu là tầm thường phổ thông bệnh nhân cũng thì thôi, nhưng bây giờ mắc cái bệnh này lại là Hương Cảng Trần gia Trần Đại Thiếu. Hơn nữa đường đường Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương, cùng với kỳ phu nhân Đồng Thục Nhàn đều tới, điều này làm cho hắn thật không biết cần thế nào mở miệng mới tốt. Bất quá may là viên này sinh trưởng ở Trần Đại Thiếu trong đầu u, là tốt, cũng không có khuếch tán bệnh biến, càng không có ở vào cái gì áp bách tính vị trí then chốt. Vì vậy lấy hiện nay Hương Cảng y học tài nghệ phát đạt trình độ, hoàn toàn có thể làm thủ thuật cắt bỏ. Vậy cũng là hôm nay duy nhất tin tức tốt, nhường hắn hơi thở dài một hơi. Trần tiên sinh, Trần phu nhân, còn có Trần thiếu gia, hiện tại ta nghĩ trước mời các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Thần kinh khoa thất chủ nhiệm cầm kiểm tra báo cáo phản hồi phòng làm việc, nhìn Trần Diệu Dương đám người thận trọng nói. Có đúng hay không u? Thế mà Trần Diệu Dương nhưng lại không cùng hắn vòng quanh, nói thẳng. Không, không sai, là u. Thần kinh khoa thất chủ nhiệm nghe vậy tự nhiên ngẩn người, không nghĩ tới Trần Diệu Dương cư nhiên biết chuyện này, sau đó sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán nói Trần tiên sinh, tuy rằng quý công tử trong đầu hiện tại quả thực chẩn đoán chính xác có một khối u. Nhưng may mắn là khối này u là tốt, vị trí cũng tương đối an toàn, vì vậy Trần thiếu gia hắn hiện tại hoàn toàn có thể tuyển trạch tiếp thu giải phẫu trị liệu, đem khối kia u từ trong đầu lấy ra, tỷ lệ thành công rất lớn. Tốt, thật thành tốt. Thế mà Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn, thậm chí Trần Hào cái này bệnh nhân đều căn bản không có nghe hắn nói tiếp cái gì, trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ kia tốt. Con của bọn họ, Trần Hào trong đầu khối kia u, hoàn toàn do trước ác tính bệnh biến. Tế bào ung thư khuếch tán, đến bây giờ vẻn vẹn chỉ hao tốn không được một giờ, ngay Trần phi quỷ thần khó lường y thuật dưới, đem biến thành bướu lành. Không thể không nói, cái này ở trong lòng bọn họ trong quả thực xưng là thần hồ kỳ kỹ. Quá có thể tư nghị. Tế bào ung thư ni, con ta trong cơ thể những bộ vị khác có còn hay không khuếch tán tế bào ung thư? Đồng Thục Nhàn đột nhiên lại mở miệng hỏi, thần sắc dị dạng. Tế bào ung thư. Thần kinh khoa thất chủ nhiệm nghe vậy ngẩn người, mặc dù có chút không rõ vì vậy, nhưng vẫn là lão lão thật thật giải thích bướu lành nói như vậy đều là cố định, sẽ không phát sinh rời đi. Vì vậy Trần thiếu gia trong cơ thể những bộ vị khác, tạm thời còn không có tế bào ung thư tồn tại. Lời vừa nói ra, Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn, Trần Hào ba người nhìn không được liếc nhau, tất cả nhìn thấu đối phương trong con người thật sâu kính nể. Phải biết rằng, đây chính là đã phát sinh khuếch tán u ác tính. Nhưng bây giờ không ra đau không uống thuốc vẻn vẹn chỉ tốn không được một giờ, Trần Phi đã đem kỳ ma thuật vậy trị hết trở thành bướu lành. Đây là kinh khủng bực nào y thuật, khó có thể tưởng tượng. Được rồi, đi thôi, tất cả chờ Trần tiên sinh buổi tối tỉnh lại rồi hãy nói. Nghe được như vậy hài lòng đáp án, Trần Diệu Dương thở một hơi thật dài chuẩn bị ly khai. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ Trần Phi nghỉ ngơi trước theo như lời nói. Vì vậy tự nhiên minh bạch hiện tại đã không cần bọn họ làm gì nữa vô dụng công, chỉ cần thành thật đợi Trần Phi thức tỉnh, cho bọn hắn viết xuống phương thuốc, còn lại sở hữu tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng, căn bản không cần làm cái gì giải phẫu. Nga, được rồi, ngày hôm nay chuyện này ngươi coi như cái gì cũng không phát sinh. Đừng đi muốn nó, cũng đừng truyền đi, biết không? Đương nhiên hắn cũng chưa căn dặn vị kia thần kinh khoa thất chủ nhiệm. Vâng, vâng, vâng. Trần tiên sinh, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đã quên ngày hôm nay chuyện này. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Thần kinh khoa thất chủ nhiệm nghe vậy cả người một cái giật mình, lập tức cúi đầu, run rẩy nói. Phải biết rằng đây chính là đường đường Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng, cảng Úc lưỡng địa cao cấp nhất thượng lưu vòng tròn không thể nghi ngờ long đầu đại lão, có thể nghĩ kỳ có kinh khủng bực nào, kỳ có năng lượng có khổng lồ cỡ nào. Là hắn như vậy một cái tiểu bác sĩ, tiểu phòng chủ nhiệm. Đương nhiên không dám nghịch lại đối phương nói bất luận cái gì nói, đối phương nói cái gì, vậy khẳng định tuyệt đối là cái gì. Tuyệt không phản bác. Cùng lúc đó, Hương Cảng Mu Nhạc giới số 1 số 2 đại công ty vòng quanh trái đất giải trí nội, chính phát sinh như vậy một màn. Quảng Bân A, đêm nay sinh nhật ngươi,
cũng đừng nói ta Đỗ Kim Thành không chiếu cố ngươi. Buổi tối lúc ăn cơm, ta đem Hào ca kêu đến cho ngươi thổi phồng một chút chàng. Một vị mang đại kim dây chuyền tà miệng nam tử vẻ mặt ngạo khí nói. Có thể hắn lời nói ra, lại khiến bên cạnh hai vị cùng tuổi thanh niên nhân thất kinh. Hào ca. Ở Hương Cảng, có tư cách bị đối phương Đỗ Kim Thành, Đỗ Tam ca gọi là Hào ca người, có thể có mấy người. Sợ rằng cũng chỉ có như vậy một vị đi. Tam ca, người nói Hào ca, chẳng lẽ là Trần Hào, Hào ca. Được xưng là Quảng Bân nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu thật là vị kia Trần Hào, Hào ca đồng ý nể mặt quang lâm hắn sinh nhật yến hội nói, mặc dù là lấy hắn vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia thân phận, cũng hiểu được kích động không thôi, sợ hãi vạn phần. Phải biết rằng dù sao cũng là Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia, tại đây cảng Úc Lưỡng địa thuộc về cao cấp nhất đại lão tồn tại, mặc dù hắn vòng quanh trái đất giải trí Ngô gia ở người bình thường trong mắt đã coi như là rất khó lường, là cảng Úc Lưỡng địa vòng giải trí chân chính giải trí đại ngạc. Có thể dù vậy, cùng cái kia Trần gia so sánh với còn là chênh lệch quá xa, không phải là một tầng thứ. Vì vậy hắn lúc này mới có thể có vẻ kinh ngạc như thế, cùng lúc đó trong lòng cũng chờ mong vạn phần, nếu Trần Hào Trần Quý Danh thật nguyện ý nể mặt quang lâm hắn Ngô Quảng Bân sinh nhật yến hội, đến no giữ thể diện nói, này tương hội là nhất kiện cỡ nào có mặt mũi, cỡ nào vinh quang chuyện tình. Chí ít tuyệt đối sẽ làm cho hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu thất kinh. Bản thân ở trong lòng bọn họ địa vị cũng sẽ trong nháy mắt cất cao. Không bởi vì khác, cũng bởi vì đối phương vị kia thân phận. Đường đường Hương Cảng Trần gia Trần Đại Thiếu. Quảng Bân, người đây không phải là lời thừa sao. Tại đây Hương Cảng có tư cách nhượng tam ca xưng hô một câu Hào ca, ngoại trừ vị kia Hương Cảng Trần gia Đại Thiếu gia Trần Hào, những người khác còn có người nào tư cách này. Sẽ ở đó vị vòng quanh trái đất giải trí Đại Thiếu gia Ngô Quảng Bân vẻ mặt kinh ngạc là lúc. Kỳ bên cạnh một vị khác chừng 20 nam tử nhìn không được mở miệng nói, vừa thổi phồng dưới kim vòng nam tử Đỗ Kim Thành, lại tiện thể thể hiện ra Trần Hào Trần Đại Thiếu thân phận. Không có biện pháp a. Mặc dù hiện tại vị này nói chuyện nam tử, kỳ phía sau từ nhỏ lớn lên gia đình mặc dù tại đây Hương Cảng coi như là có uy tín danh dự, nổi danh có họ, nhưng nói toạc thiên, kỳ thực tối đa cũng liền cùng vòng quanh trái đất giải trí Ngô gia không sai biệt lắm, thậm chí còn yếu một ít. Tự nhiên không có khả năng có tư cách cùng đường đường Trần gia tương đối. Phải biết rằng, nếu là đem phía sau bọn họ gia đình làm sắp hàng tương đối nói, Trần Hào Trần Đại Thiếu chỗ ở Trần gia không thể nghi ngờ là S cấp, mà vị kia Ngô Quảng Bân sau lưng vòng quanh trái đất giải trí Ngô gia nhiều lắm chỉ có A. Chỉ có vị kia kim vòng nam tử Đỗ Kim Thành bối cảnh có thể lợi hại một ít, bởi vì hắn ba là Hương Cảng mới Nghĩa An Long đầu pha cước vinh. Tiền Phương nói không sai. Chính là Trần Hào Trần Đại Thiếu. Gần nhất nghe nói hắn từ nước ngoài đã trở về, vừa vặn thừa cơ hội này, mời hắn đi ra vui đùa một chút, tự ôn chuyện, Quảng Bân ngươi cứ nói đi. Quả nhiên Đỗ Kim Thành nghe vậy trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái vẻ đắc ý, hình như có thể xưng hô Trần Hào một câu Hào ca, là nhất kiện rất dễ rất kiêu ngạo sự tình. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, dù sao mặc dù là ba hắn trưởng quản mới Nghĩa An. Đường đường hôm nay cảng Úc Lưỡng địa cao cấp nhất bang phái xã đoàn một trong, nói trắng ra là kỳ thực cũng bất quá là đối phương những năm gần đây phía sau màn đến đỡ lên mà thôi. Lại nói rõ một ít, chính là hắn cha pha cước vinh chẳng qua là cái khôi lỗi, là Trần gia đến đỡ lên thuộc hạ thuộc hạ. Như vậy, hắn đương nhiên minh bạch đối phương ngầm có đáng sợ dường nào. Trong lòng tràn đầy thật sâu kính nể. Đương nhiên được. Nếu Trần Hào Trần Thiếu có thể tham gia ta sinh ý tiệc tối, vậy đơn giản là ta thiên đại vinh hạnh, ta nhiệt liệt hoan nghênh cũng không kịp, đương nhiên không ý kiến. Tam ca, vậy chuyện này mà tự nhờ ngươi. Ngô Quảng Bân nghe vậy nhất thời một cái giật mình nói. Thần sắc khẩn trương, kích động. Phải biết rằng nếu là lần này hắn sinh ý tiệc tối, thật có thể đủ mời được Trần Hào Trần Thiếu nể mặt quang lâm nói, đây tuyệt đối là cực kỳ có mặt mũi sự tình. Không thể nghi ngờ. Ha ha, Trần Hào tới hay không ta có thể bảo chứng không được. Xem vận khí người đi, ta đi trước gọi điện thoại. Đỗ Kim Thành cười đứng lên nói. Cùng lúc đó, vừa từ bệnh viện kiểm điều tra ra Trần Hào, nhận được đến từ Đỗ Kim Thành điện thoại. Bất quá khi hắn nghe được đối phương ý đổ đến sau, khẽ nhíu mày, giật mình vòng quanh trái đất giải trí Ngô Quảng Bân. Sinh nhật yến hội. Đúng vậy, Hào ca, nghe nói người từ nước ngoài đã trở về. Huynh đệ chúng ta như thế nào lâu không gặp mặt, vừa vặn ngày hôm nay thừa dịp Quảng Bân sinh nhật cơ hội này,
muốn không được vui đùa một chút, tự ôn chuyện. Bên đầu điện thoại kia Đỗ Kim Thành giọng nói mong đợi mở miệng nói. Ta, đợi buổi tối ta gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó rồi hãy nói. Trần Hào nghe vậy lúc đầu muốn cự tuyệt, thế nhưng nói còn không ra khỏi miệng hắn chợt do dự một chút, mâu quang lóe lên, sau đó đổi lại một. Khắc phúc lý do thoái thác nói. Tiểu Hào, chuyện gì xảy ra? Cái gì sinh ý tiệc tối? Bất quá ở bên cạnh hắn phụ thân Trần Diệu Dương lại hiển nhiên nghe được hắn nỉ non thanh, khẽ cau mày nói. Là như vậy, vừa rồi Vinh Thúc nhi tử Đỗ Kim Thành gọi điện thoại cho ta, nói đêm nay vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân sinh nhật, sẽ tổ chức một hồi sinh nhật tiệc tối, hỏi ta có hứng thú hay không tham gia. Trần Hào nghe vậy ngay tức khắc giải thích nói. Hồ đồ, người bây giờ bệnh đều còn chưa khỏe, đi cái gì sinh nhật tiệc tối. Thế mà Trần Diệu Dương nghe vậy lại ngay tức khắc đưa hắn ngắt lời nói, có chút tức giận nói. Đồng Thục Nhàn nghe vậy cũng ngay tức khắc gật đầu, tận tình khuyên bảo nói Tiểu Hào, ba ngươi nói không sai. Ngươi bây giờ bệnh đều vẫn chưa có hoàn toàn tốt, thành thật tại gia tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rồi hãy nói. Chờ ngươi hết sau, ngươi lại muốn đi ra ngoài chơi, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ không ngăn ngươi. Ba, mụ, ngươi hiểu lầm ta, kỳ thực ta cũng không muốn đi, chỉ là... Trần Hào nghe vậy lập tức nói. Chỉ là cái gì? Chỉ là ta đang suy nghĩ đợi phi ca tỉnh sau, có thể hay không có ý tưởng đi chơi một chút. Dù sao đêm nay sinh nhật chính là cái kia vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân, sẽ phải mời không ít TV màn huỳnh quang trên chín mặt mới đúng. Ta ý tứ phi ca năm nào kỳ theo ta không sai biệt lắm đại, có thể hay không cảm thấy hứng thú ni. Trần Hào nghe vậy lập tức giải thích. Trời đất chứng giám. Hắn bắt đầu vừa nhận được điện thoại lúc là muốn cự tuyệt, có thể sau lại do dự một chút, thay suy nghĩ một chút, đến lúc đó rồi hãy nói loại này lý do thoái thác, xác xác thật thật là bởi vì Trần Phi. Phải biết rằng đối phương như thế nào đi nữa nói cũng là cùng năm nào kỳ không sai biệt lắm đại tuổi nhỏ người, bảy mồm tám mỏ sinh nhật yến hội không thích, nhưng này một ít hoa dung mạo phấp phới, TV trên màn ảnh thường xuyên lộ diện mỹ lệ nữ minh tinh tổng cần có hứng thú đi. Vì vậy hắn đoán rằng cân nhắc dưới. Đợi buổi tối trưng cầu một chút Trần Phi ý tứ rồi hãy nói. Cái này, mà đang nghe con trai mình loại này lý do thoái thác, Trần Diệu Dương thoáng cái tựu ngây ngẩn cả người, không lời nào để nói lên. Hắn lại không ngốc, đương nhiên đã hiểu con trai mình trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Phải biết rằng hắn hôm nay tuy rằng đã 40, nhưng dù sao cũng là từ năm đó cái kia phóng đáng, hào hiệp lúc còn trẻ tiêu sái tới được, vì vậy lại có thể không hiểu con trai mình hiện ở trong lòng ý tưởng này. Ngươi thật đúng là đừng nói, mặt đối với thanh xuân tịnh lệ, dung mạo câu người Mỹ lệ nữ minh tinh, Trần Phi thật là có khả năng cảm thấy hứng thú. Dù sao cái loại này sức dụ dỗ thế nhưng 10 phần. Được rồi trước trở về rồi hãy nói đi. Đồng Thục Nhàn đồng dạng cũng nghe được con trai mình ý tại ngôn ngoại, nhịn không được hung hăng chừng lão công mình cùng nhi tử liếc mắt, mở miệng nói. Cùng lúc đó, nước cạn loan Trần ra xa hoa biệt thự bên trong một gian phòng. Trần Phi đôi mắt khẽ nhúc nhích theo cư nhiên chậm rãi tô tỉnh lại. Phải biết rằng từ hắn vừa mới ngủ đi coi như, đến bây giờ tối đa tự mới ngủ 2-3 giờ lúc. Nhưng dù vậy, trước hắn cái loại này sắc mặt tái nhợt, thần sắc không gì sánh được mệt mỏi trạng thái cũng đã toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là thần thái sáng láng. Rốt cục có điều buông lỏng, xem ra tiếp qua không lâu sau, ta là có thể thành công đột phá đến luyện khí tứ trọng. Ngẫm lại thật đúng là mong đợi. Trần Phi thần thức của hắn ý niệm như lưới lớn vậy phô trương ra, cảm thụ được bên trong thân thể mình biến hóa, nhịn không được híp mắt cười nói. Phải biết rằng, hắn thế nhưng tại đây luyện khí tam trọng đỉnh đủ thẻ tính tháng, hôm nay rốt cuộc xuất hiện nhanh dấu hiệu muốn đột phá, chỉ cần đợi được nước chảy thành sông, há có thể mất hứng. Dù sao luyện khí tứ trọng giác ở luyện khí tam trọng hoàn toàn là biến chất, là từ luyện khí sơ kỳ vượt qua đến rồi luyện khí trung kỳ. Thực lực phương diện tự nhiên càng không cần nhiều lời, bởi vì luyện khí tứ trọng hoàn toàn tương đương với mới vào tiên thiên cổ vũ giả loại trình độ đó, đặt ở hôm nay hoa hạ cổ vũ vòng tròn, hoàn toàn có thể đi ngang. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất hấp dẫn người nhất, kinh khủng nhất hấp dẫn người nhất là một khi hắn tu vi đi đến luyện khí tứ trọng, đi đến luyện khí trung kỳ. Liền hoàn toàn có thể chân chính bắt đầu tu luyện tiên gia pháp thuật, rèn luyện tiên gia binh khí. Đó là hạng khái niệm. Cử cái đơn giản nhất ví dụ. Thần thoại trong tiểu thuyết phi thiên độn địa, NS Iota tiên diệt thần pháp thuật,
cùng với này có thể dùng ý niệm thần thức điều khiển thần binh lợi khí, tiên gia pháp bảo. Có thể là có thể ở địa cầu này, từ hắn Trần Phi trong tay nhất nhất sáng đản sinh ra tới. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười hưng phấn, trong lòng hiện ra một không nói ra được động lực. Sau đó chút bất chi bất giác, trong cơ thể tỏa vong kinh không tự chủ được mình vận động. Bao vây lấy thân thể hắn hiện ra nhu ánh sáng màu trắng. Nỗ lực lên đi, nỗ lực lên đi. Tốt đẹp chính là luyện khí tứ trọng đang đợi ta ni, meo meo. Trần Phi có chút bán manh lẩm bẩm, hắn là thật cảm giác mình tu vi cảnh giới sắp đột phá, đính thiên cũng liền cái này một hai ngày thời gian, tự nhiên thoải mái méo mó, kích động đến không đi. Phải biết rằng hắn lần này tới Hương Cảng, ngoại trừ cho Trần Hào xem bệnh ở ngoài, kỳ thực hắn trong nội tâm còn hơi hơi mang theo cái khác mục đích. Còn nhớ rõ đương sơ đêm đó, hắn thế nhưng chật vật như vậy mới thành công đào tẩu. Trần tiên sinh ngươi đã tỉnh, buổi tối tốt. Làm màn đêm buông xuống lúc, Trần Phi cảm giác được đói bụng rồi từ bên trong gian phòng đi tới, còn chưa tới phòng khách, hắn chỉ thấy đến Trần Diệu Dương chẳng biết lúc nào đã chờ ở nơi này, nhìn thấy hắn xuất hiện ngay tức khắc đón. Buổi tối tốt, Trần Phi gật đầu cười, nói Diệu Dương thúc, có hay không đồ vật ăn, ta thật là đói. Có, ta ngay tức khắc thông chi chủ phòng chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất. Trần tiên sinh ngươi thỉnh chờ một chút. Trần Diệu Dương nghe vậy lập tức không chút do dự nói. Chạy đi tự mình thông chi phòng bếp. Một lát sau, Trần Hào cũng xuất hiện ở bên trong đại sảnh, vẻ mặt tôn kính cùng kính úy nhìn Trần Phi, cảm kích nói Phi ca, thực sự là cảm ơn ngươi. Tạ cũng không cần, đợi cơm nước xong ta cho ngươi viết phó phương thuốc, hướng về phía mặt trên lấy thuốc ăn chừng 2 tháng, ngươi trong đầu khối kia u thì có thể tiêu trừ hết, đến lúc đó tự triệt để không sao. Trần Phi nghe vậy không thể đưa không tùy tiện cười cười nói. Hắn hiện tại có thể không cảm thấy thiên lý xa xôi chạy tới Hương Cảng làm cho xem bệnh, chuyện này chịu thiệt. Tục ngữ nói thật tốt, người tốt có hảo báo nha. Cái này không, trong cơ thể hắn tu vi bình cảnh mượn cơ hội này cư nhiên triệt để buông lỏng, đính thiên một trong vòng 2 ngày là có thể nhượng hắn đột phá đến luyện khí tứ trọng, đây tuyệt đối là đại hỷ sự. Làm hắn vui vẻ cũng không kịp. Trong lòng gọi thẳng lúc này đây tuyệt đối là giá trị hồi giá vé. Phi ca nói như ngươi vậy tự quá khách khí. Nếu không ngài diệu thủ hồi xuân, ta khả năng này đều đã đi nằm bệnh viện, có thể hay không đủ trở ra nói cũng không chừng. Nga, được rồi, Phi ca, đêm nay ta có vị bằng hữu mời ta đi tham gia tiệc tối, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng đi nhìn. Trần Hào cảm kích sau lại hỏi. Tiệc tối, cái gì tiệc tối? Trần Phi nghe vậy giật mình. Hình như là vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân sinh nhật tiệc tối. Tuy rằng ta cùng hắn không quen, nhưng ta có vị bằng hữu vừa vặn mời ta đi qua, ta nghĩ theo mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, Phi ca ngài nói không chừng sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Hào cười giải thích hơn nữa bởi vì Ngô Quảng Bân trong là mở công ty giải trí, tại đây Hương Cảng cũng là số 1 số 2, vì vậy ta phỏng chừng đêm nay sẽ phải có không ít điện ảnh và truyền hình minh tinh trình diện, sẽ phải thật náo nhiệt. Nguyên lai là vòng quanh trái đất giải trí A, Trần Phi sờ sờ cằm bừng tỉnh đại ngộ, khẽ cười nói. Làm Hương Cảng vòng giải trí số 1 số 2 tư bản đại ngạc, vòng quanh trái đất giải trí không chỉ có kỳ dưới siêu sao hội tụ, thậm chí ở bên trong cũng có rất vang dội nổi tiếng. Tự tỷ như Trần Phi khi còn bé rất thích một cái điện ảnh và truyền hình minh tinh, tựa hồ giống như là vòng quanh trái đất giải trí người, chuyện này liền đem hắn hứng thú câu dẫn ra đến không ít, muốn đi xem. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi nhất thời vừa cười vừa nói tốt lắm, đợi chờ ta cơm nước xong đi qua nhìn một chút đi. Hành hành hành, Phi ca ngươi trước dùng cơm, ta đi đem xe trước lái đến cửa chờ ngài. Trần Hào nghe vậy ngay tức khắc cười gật đầu, may mắn bản thân trước phản ứng nhanh không trực tiếp cự tuyệt. Nếu không, lúc này tựu thiếu một lần lấy lòng Trần Phi cơ hội. Được rồi, ta không chú ý nhiều như vậy, chớ đem ta khiến cho cùng cái thất lão 80 lão nhân vậy. Người cơm tối ăn không? Không tự cùng nhau đi. Trần Phi thấy thế nhất thời có chút không nói gì nói. Ăn, ngạch, không, vậy cùng nhau đi, cùng nhau đi. Mà ở nhìn thấy Trần Phi như vậy bình dị gần gũi, thật không có cha mẹ mình trong tưởng tượng như vậy cứng nhắc, khủng bố, Trần Hào nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng dần dần buông lỏng. Thanh niên nhân nha, còn là lỗ mãng thất thất tốt một chút, quá câu nệ, trái lại sẽ không giống như thanh niên nhân. Có đường đường Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương tự mình hạ lệnh giám sát,
Trần gia bên trong biệt thự đặc biệt xính đặc biệt cấp cho chủ sư tự nhiên lấy ra cực kỳ nhất lưu nước phẩm, các loại mỹ vị món ngon ùn ùn kéo đến, bị bên trong biệt thự người hầu bưng lên bên trong phòng khách đại bàn dài, Trần Phi tự nhiên cũng khó được hưởng thụ một lần đỉnh cấp xa hoa bữa tiệc lớn, đại khoái đoá gì. Phải biết rằng làm hương cảng cao cấp nhất năm đại hào môn một trong, Trần gia quả thực cùng cái loại này phổ thông phú hào gia tộc không giống với, ý tứ là thưởng thức, ý tứ là nội hàm. Ngay cả cơm nước cũng đều giống như Anh quốc đỉnh cấp quý tộc vậy cách điệu cao nhã, cũng để cho tiểu dế nhũi Trần Phi coi như là kiến thức một phen quen mặt. Cơm chân cơm ăn no sau, Trần Phi theo Trần Hào đi tới hắn tư nhân bãi đỗ xe. Bên trong đỗ hào xe quả thực làm người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. Phi ca, chúng ta mở chiếc xe này đi qua đi. Tiến nhập tư nhân bãi đỗ xe sau, Trần Hào chỉ vào một chiếc màu xanh da trời Ferrari nói. Trần Phi theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một chiếc rõ ràng khác biệt ở phổ thông Ferrari màu xanh da trời hào xe, đang lẳng lặng đứng ở đông đảo hào xe trong, thập phần đáng chú ý, tạo hình cũng cực kỳ huyễn khốc, thậm chí ngay cả kỳ xe bên cạnh trên Lamborghini độc dược đều có chút buồn bã thất sắc, nhưng Trần Phi nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là cái gì xe? Hắn chỉ vào chiếc Ferrari kia nói. Phi ca, đây là Ferrari La Ferrari. Trần Hào nghe vậy ngay tức khắc nói rằng. Xòe ra đồ chơi. Ngạch, quên đi, tự nó đi, chú ý ta thử xem sao. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là vẻ mặt ngây ra, sau đó cấp tốc lại mở miệng nói. Đương nhiên không ngại, Phi ca ngài mở ra. Trần Hào nghe vậy tuy rằng lo lắng cho mình bảo bối tọa giá, cũng lo lắng Trần Phi đến tột cùng có thể hay không đủ khai đàng hoàng loại này đỉnh cấp xe thể thao, nhưng ngoài mặt vẫn là không dám có chút nghi vấn, nhanh chóng gật đầu nói. Ai, quên đi, chết thì chết đi, dù thế nào hương cảng xe nhiều như vậy, mặc dù xảy ra tai nạn xe cộ, phỏng chừng cũng rất khó đâm chết. Hắn chỉ có thể nội tâm vất vả như vậy an ủi mình. Sau đó, chiếc kia màu xanh da trời Ferrari LaFerrari chậm rãi lái ra khỏi Trần gia biệt thự. Không thể không nói, Trần Phi hiển nhiên không phải là tốt tài xế, đặc biệt trước hắn hoàn toàn cũng không tiếp xúc qua như vậy đỉnh cấp siêu cấp xe thể thao. Tự nhiên ngay từ đầu mở hoàn toàn luống cuống tay chân, cũng sợ đến ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Trần Hào kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh liên tục. Bất quá, Trần Phi dù sao cũng là Trần Phi, lấy hắn hôm nay có thể nói kinh khủng tư duy tốc độ phản ứng, ở thích ứng loại này đỉnh cấp xe thể thao tiết tấu sau, liền cấp tốc trở nên thuận buồm xuôi gió lên. Nhìn chỗ ngồi kế tài xế Trần Hào được kêu là một cái líu lưỡi, quả thực cảm giác bất khả tư nghị. Phải biết rằng, cũng có trước xuất phát lúc cái loại này ác mộng vậy kinh lịch phía trước, Trần Hào hoàn toàn có thể một vạn cái bảo chứng Trần Phi tuyệt không có lái qua loại này đỉnh cấp hào xe. Thế mà, làm sao lại Trần Phi đối với loại này đỉnh cấp xe thể thao trưởng khống lực thẳng tắp tăng vọt sau, hắn quả thực hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Phải biết rằng đây cũng không phải là đang nằm mơ, cũng không phải đang đóng phim. Kịch truyền hình, chưa có người có thể đủ thần kỳ như vậy, nhanh chóng nắm giữ khống chế đỉnh cấp xe thể thao bưu hãn tải lái xe. Trừ phi là quái vật không sai biệt lắm. Như vậy, ở thật sâu cảm thấy chấn động cùng tự ti sau, Trần Phi cưỡi chiếc kia màu xanh ra trời Ferrari LaFerrari xử đến rồi hương cảng đảo ta đỉnh cấp tư nhân hội sở. Làm hương cảng vòng giải trí số 1 số 2 đại công ty vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia, Ngô Quảng Bân hắn lúc này đây 22 tuổi sinh nhật tiệc tối. Tự nhiên hấp dẫn đến rồi đông đảo ánh mắt, nhất là hương cảng đội săn ảnh. Phải biết rằng đêm nay trước tới tham gia hắn sinh nhật tiệc tối, tuyệt đại đa số này đây trong vòng giải trí minh tinh làm chủ, mà những này tự nhiên là này đội săn ảnh chủ công mục tiêu. Đến mức cái khác này cảng úc lưỡng địa phú hào, thân phận bất phàm đại nhân vật, bọn họ ngược lại cũng rất có tự mình hiểu lấy sẽ không đi tự tìm tử lộ. Như vậy. Đêm nay hương cảng đảo ta đỉnh cấp tư nhân hội sở ngoại hoàn toàn xưng là náo nhiệt đến cực điểm. Không chỉ có hào xe tập hợp, rất có cảng úc lưỡng địa vòng giải trí tai to mặt lớn, minh tinh điện ảnh ùn ùn kéo đến, trang điểm đẹp xóa sạch, một thân chính trang, nghiễm nhiên là ở tham gia cái gì đỉnh cấp trao giải điển lễ phái đoàn. Đến mức này sinh động ở cảng úc lưỡng địa vòng giải trí nữ minh tinh, càng một đám trang điểm xinh đẹp, đản ngực lộ lưng. Mềm mại nóng bỏng thân thể bao vây lấy thốn bố vậy mê người lễ phục dạ hội, lôi ti biên ánh sấn chứ mềm mại tơ lụa, cộng thêm trắng noãn thon dài chân ngọc, da thịt trắng noãn. Tuyệt đối đạt đến là một bộ thiên đường của nhân gian vậy xuân ý giạt rào hình ảnh. Làm Trần Phi hai người tới chỗ này sau,
vì để tránh cho phiền toái không cần thiết cùng ngoài ý muốn, cũng bởi vì này nhà đỉnh cấp tư nhân hội sở vốn chính là bọn họ sản nghiệp của Trần gia. Trần Hào thẳng thắn chỉ đạo Trần Phi từ phía sau tiến nhập trong đó, sợ bị này không biết điều đội săn ảnh chụp ảnh đến. Từ sau cửa tiến nhập lúc, Trần Hào đều không có mở ra cửa sổ, hoặc là cái gì khác, bảo vệ cửa vừa nhìn thấy chiếc xe này tựu ngay tức khắc rất cung kính cho đi. Rất hiển nhiên, cái này màu xanh da trời Ferrari LaFerrari toàn bộ Hương Cảng cũng chỉ có một chiếc, đó chính là bọn họ Trần gia đại thiếu gia Trần Hào tỏa giá. Như vậy, bọn họ những này cửa nhỏ vệ đương nhiên không dám ngăn trở. Không hổ là vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia sinh nhật tiệc tối, thực sự là chúng tinh tập hợp a. Gì, đó không phải là Lưu Đức Diệp, còn có Mặc cho Hiền Kỳ đã ở. Dừng xe xong sau, Trần Phi cùng với đội nón Trần Hào khiêm tốn tiến nhập cần hội sở. Thế mà dọc theo đường đi, Trần Phi lại nhịn không được cảm thán nói. Vòng quanh trái đất giải trí không hổ là vòng quanh trái đất giải trí, Kỳ đại lão bản con trai độc nhất 22 tuổi sinh nhật tiệc tối lại có nhiều như vậy siêu sao nể mặt đến, chớ nói chi là này hai tam lưu, quả thực vô số kể, liếc nhìn lại. Hầu như 10 người người trong có 7-8 cái đều là TV hoặc đại màn huỳnh quang trên thường xuyên xuất hiện chín mặt, có thể so với cuối năm đỉnh cấp trao giải thịnh yến. Đến mức Trần Phi hai người đến, nhưng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Dù sao Trần Phi đều không phải là vòng tròn nội thậm chí đều không phải là người Hương Cảng, đến mức Trần Hào, mặc dù là Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia đại thiếu gia, có thể loại tầng thứ này yến hội, có thể nhận ra hắn người hiển nhiên không mấy cái. Chớ nói chi là hắn còn có thể dẫn theo một cái mũ, tuyển trạch điệu thấp. Phi ca. Nhưng vào lúc này, Kỳ bên cạnh thân chợt truyền đến một đạo giật mình ngoài ý muốn dễ nghe thanh âm. Trần Phi nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa đang có một vị ăn mặc màu tím nhạt lễ phục dạ hội, non mềm tơ lụa đem hoàn mỹ thân thể, thon dài, nở nang cái mông đường cong triển hiện rơi tới tận cùng. Một vị phá lệ xinh đẹp thanh xuân tịnh lệ nữ tử chính hướng hắn vẻ mặt ngạc nhiên đi tới. Mà ở hắn bên cạnh, còn có một vị đồng dạng mỹ lệ tuyệt diễm cao gầy mỹ nữ, thoạt nhìn càng thêm thành thục, cũng càng đoan trang ổn trọng, rõ ràng là trong vòng nổi danh một đường nữ minh tinh Hồ Anh Lan. Đồng thời hắn hình như coi như là hoa số truyền thông nửa vai chính tử, làm có hoa số truyền thông 1 tỷ danh xưng là, trong vòng phong bình rất tốt. Phi song, là ngươi. Trần Phi thấy rõ ràng thanh xuân tịnh lệ nữ tử khuôn mặt nhịn không được giật mình nói. Bởi vì đối phương rõ ràng là Cố Phi Song. Phi ca thật là ngươi. Cố Phi Song gặp Trần Phi quay đầu xem hắn, tuyệt mỹ trên mặt mũi nhất thời hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng, người sau đó cấp tốc đạp thủy tinh giày cao gót, chập chờn màu tím nhạt tơ lụa bao vây lấy thước tha vòng eo đi ra Trần Phi bên cạnh, sau đó thân mật khoác lên Trần Phi cánh tay, vẻ mặt vui vẻ nói thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể tại đây gặp ngươi. Phi ca, chúng ta lại gặp mặt, hì hì. Quả thực ngay thẳng vừa vặn, ta nhớ kỹ ngươi không phải là ở chụp làm trò sao. Chạy thế nào Hương Cảng tới. Trần Phi cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở cái này gặp đối phương, nghi ngờ nói. Ta ở Hương Cảng chụp làm trò a. Cố Phi xong nghe vậy tiếu mâu mị Trần Phi liếc mắt. Điềm điềm trả lời lúc đầu trong khoảng thời gian này chúng ta kịch tổ đều hẳn là ở tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, bất quá bởi vì tối nay là vòng quanh trái đất giải trí Ngô Quảng Bân Ngô Ít sinh nhật, cho chúng ta kịch tổ phát tới mời, vì vậy đêm nay cũng chỉ có thể đến góp tham gia náo nhiệt. Phi ca ngươi ni. Đang nói, vị kia hoa số truyền thông 1 tỷ Hồ Anh Lan cũng cười đi tới. Hắn nhìn Trần Phi cánh tay hình dạng đầu tiên là tiếu mi hơi nhíu, sau đó lại cấp tốc trong lúc lơ đảng tản ra. Sáng sủa đôi mắt đẹp quét về phía Trần Phi hiếu kỳ mỉm cười nói vị tiên sinh này xin chào, ta là Hồ Anh Lan. Phi song, gặp phải bằng hữu sao? Thế nào đến thăm theo nói chuyện liên anh Lan tỷ đều quên hết? Không phải rồi, anh Lan tỷ. Cố Phi song nghe vậy ngượng ngùng thổ liễu thổ hương si, ngay tức khắc hướng song phương giới thiệu anh Lan tỷ, vị này là bằng hữu ta Trần Phi Trần tiên sinh. Phi ca, vị này chính là Hồ anh Lan tỷ. Hắn có thể là chúng ta hoa số truyền thông tiếng tăm lừng lẫy đại minh tinh, người hẳn là nhận thức đi. Đương nhiên biết, lại nói tiếp ta còn là anh Lan tỷ người ái mộ ni, người đương sơ quay chụp ngọa hổ tàng long ta đặc biệt thích. Anh Lan tỷ xin chào, ta là Trần Phi. Trần Phi cười đưa tay ra nói. Ngài chính là Trần tiên sinh. Hạnh ngộ hạnh ngộ, thế mà đối phương Hồ Anh Lan vừa nghe đến Trần Phi tên,
nhất thời thành thục trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia cực kỳ giật mình màu sắc, liên miên đưa tay ra nói. Nói đùa, làm hoa số truyền thông công nhận 1 tỷ, hắn đương nhiên rất rõ ràng hiện nay đi theo bên cạnh mình tiểu nha đầu này, là bởi vì cái gì thụ đến công ty coi trọng, lại bởi vì sao trở thành hôm nay bọn họ hoa số truyền thông đem hết toàn lực bồi dưỡng tân nhân. Đây hết thảy, đều bởi vì một cái tên, một người trẻ tuổi. Đó chính là Trần Phi. Vì vậy trong khoảng thời gian này nội tại hắn trong lỗ tai nghe được tối đa, trong lòng thường xuyên sẽ nghĩ đến nhiều nhất, tự nhiên cũng là tên này Trần Phi. Phải biết rằng đây chính là liên bọn họ hoa số truyền thông lão tổng nước chảy đều phải như vậy nể tình đại nhân vật. Nếu là hắn có thể đặt lên cái này cây cao chi. Mặc dù lấy Hồ Anh Lan hôm nay ở vòng giải trí thân phận, địa vị, cũng tất nhiên rất có ích lợi, sẽ được ích lợi không nhỏ, cái này khiến hắn nhìn không được trong lòng nhất thời lửa nóng. Sớm nghe nói Phi Song muội muội có vị tốt ca ca, anh Tuấn đẹp trai, oai hùng bất phàm. Nếu như ta đoán không lầm nói, trong lòng nàng lo nghĩ, phải là Trần thiếu ngươi đi. Sau một khắc, hắn thành thục đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhịn không được khẽ cười trêu ghẹo nói. Làm người từng trải, hắn đương nhiên biết rõ Cố Phi Song bình thường tiểu hoa si dáng dấp ý vị như thế nào. Cái loại này suốt ngày một rảnh rỗi tự mong nhớ ngày đêm, lém lỉnh lầm bầm lầu bầu hình dạng, rất hiển nhiên tuyệt đối là trong lòng có ý kiến gì, những này, gần đây thường xuyên cùng Cố Phi Song cùng nhau chụp làm trò Hồ Anh Lan đều xem ở trong lòng. Hiển nhiên, hắn biết mình người tiểu muội muội này là khẳng định đúng vị kia Trần Phi, Phi ca có ý tưởng, cố tình tư, thế mà những này hắn lại cũng chỉ có thể ở trong lòng tiểu tiểu đố kỵ một chút. Dù sao đối phương thế nhưng chính mình năng lượng khổng lồ đại nhân vật, liền bọn họ hoa số truyền thông đại lão bản đều có thể ảnh hưởng đến, còn phải như vậy nể tình, như vậy, hoàn toàn có thể dự đoán, Cố Phi Song về sau tương lai tinh đường tất nhiên vùng đất bằng phẳng, sẽ ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, ngoài ý muốn. Cái này vừa vặn là bọn hắn loại này trong vòng người tha thiết ước mơ. Trên thực tế hắn Hồ Anh Lan hôm nay tuy rằng hơn 30, nhưng tự nhận là tuyệt đối còn là cái loại này nữ chính là thần cấp xinh đẹp nhất thời kỳ. Vô luận là tràn đầy thành thục ý nhị nóng bỏng thân thể, hay là lam sắc sâu vê chạm giống lễ phục dạ hội bao quanh gợi cảm cầu núi, cùng với tràn đầy thịt cảm khỏe mạnh thon dài. Cái này không có chỗ nào mà không phải là chân chính có thưởng thức nam sĩ theo đuổi cực phẩm. Mà nếu là đối phương Trần Phi Trần tiên sinh thật đối với nàng có cái gì hứng thú nói, hắn Hồ Anh Lan đương nhiên hoàn toàn sẽ không chú ý cùng đối phương cùng một cái khoái trá buổi tối. Chỉ tiếc, đối phương hình như cũng không cái ý nghĩ này, để cho nàng âm thầm có chút đáng tiếc. Nào có, Anh Lan tỷ ngươi chỉ biết mở ta vui đùa, thực sự là ghét kéo. Nhưng vào lúc này Cố Phi Song mặt cười đỏ rực ngượng ngập nói, một bộ ngượng ngùng dáng dấp. Tuy rằng trong lòng nàng quả thật có cái loại này ý tưởng, hơn nữa cho tới bây giờ, thậm chí đều có chút càng ngày càng nghiêm trọng, có thể hắn hiện tại nhưng vẫn là không chuẩn bị tâm lý thật tốt, ở Trần Phi trước mặt biểu hiện ra ngoài. Dù sao, Trần Phi không có thể như vậy người thường, cũng từng dành cho hắn nhiều lắm cây idiota sợ ở áp lực, vì vậy khiến hắn thật sự có một ít do dự. Không phải là không thích, mà là không dám. Anh Lan tỷ nói đùa, ha ha, Trần Hào, người đứng xa như vậy để làm gì? Đến a, Trần Phi nghe vậy cũng có chút tiểu xấu hổ, nhịn không được xoay người hướng cách đó không xa Trần Hào phất tay xin giúp đỡ nói. Trên thực tế, hắn quả thực từng cảm giác được Cố Phi Song đúng tâm ý của mình, hơn nữa hắn hình như cũng không đối với đối phương có cái gì kháng cự, tựa như lúc này, đối phương như vậy thân mật kéo bản thân cánh tay, hắn cũng không có bất luận cái gì xấu hổ. Tương phản còn giác rất tùy ý, bên này đủ để chứng minh tất cả. Có thể vấn đề bây giờ là, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu phương diện này hình như có chút trời sinh chỉ đột, hoặc là nói đúng không thông suốt, hãy cùng cái mộc đầu nhân không sai biệt lắm, cái này cũng đúng là cái vấn đề. Thấy tình cảnh này, Cố Phi Song sáng sủa đôi mắt hơi lộ ra một chút ảm đạm, sau đó lại rất tốt che giấu, nhìn Trần Phi bắt chuyện tới được Trần Hào nhiệt tình nói vị tiên sinh này xin chào. Ta là Cố Phi Song, ngươi cũng là Phi ca bằng hữu đi. Xin chào, ta gọi là làm Trần Hào, rất hân hạnh được biết, Cố tiểu thư. Trần Hào gặp Cố Phi Song cư nhiên nhiệt tình đối với mình đưa tay ra, nhất thời lại có một ít luống cuống tay chân lúng túng. Sau một khắc, hắn có chút chột dạ cùng Cố Phi Song thân tới được tay cầm một chút, tự ngay tức khắc không chút do dự dường như nhanh như tia chớp đưa tay thu hồi lại, bộ dáng kia, thật giống như sợ đối phương muốn đem hắn ăn hết vậy. Hoàn toàn ngây thơ giống như cái học sinh tiểu học.
khiến Cố Phi Song cùng với Hồ Anh Lan đều là sửng sốt. Trần tiên sinh người vị bằng hữu này thật, xì, Hồ Anh Lan đột nhiên có chút từ nghèo, không tìm được cái gì hình dung từ để hình dung Trần Hào giờ phút này dạng, nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Chúng ta giảng đạo lý, ở hôm nay xã hội này, như vậy ngây thơ tiểu đệ đệ thật không thấy nhiều được không? Xì, thật là có chút khả ái a. Ta nói ngươi đang làm cái gì a? Ha ha ha, Trần Phi thấy thế cũng không nhịn được có chút buồn cười, phải biết rằng ngươi Trần Hào giàu gì cũng là hương cảng Trần gia đại thiếu gia đi. Làm như vậy được như vậy ngại ngùng, quả thực không khoa học a, ha ha ha. Thế mà hắn lại nào biết đâu rằng, không được Cố Phi Song vừa lên đến tự biểu hiện cùng hắn Trần Phi như vậy thân thiết, nghi là hắn Trần Phi rất thân mật nữ tính đồng bọn, hắn đường đường Trần Hào Trần đại thiếu, làm sao có thể như vậy chột dạ, cẩn thận như vậy cẩn thận, rất sợ nắm cái tay sẽ làm hắn Trần Phi Trần đại thiếu bất mãn. Nói trắng ra là còn đều là bởi vì hắn. Trên thực tế lấy hắn đường đường hương cảng Trần gia đại thiếu gia thân phận, tùy tiện đẳng cấp gì mỹ nữ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Hận không thể vạch trần bản thân sở hữu y phục, biến thành xích quả quả con cừu nhỏ, liền vì cùng hắn Trần Hào nhấc lên như vậy một chút xíu quan hệ. Vì vậy hắn Trần Hào Trần đại thiếu, lại làm sao có thể thực sự là như vậy ngây thơ, tùy tiện cùng nữ nhân nắm tay cũng sẽ chột dạ, cẩn cẩn rực rực. Xin nhờ, là có nguyên nhân thật là tốt đi. Cái này hoàn toàn xem người. Cùng lúc đó, hội sở cửa phương hướng đột nhiên náo nhiệt lên, bởi vì yến hội các lộ khách quý bất ngờ phát hiện đêm nay trận này yến hội nhân vật chính, hương cảng vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân chính ăn mặc quần áo anh tuấn tiêu sái tây trang đi vào hội trường. Mà ở bên cạnh hắn rõ ràng là hương cảng dài hải y dược tập đoàn lão tổng con trai độc nhất Tiền Tiến, cùng với hương cảng mới Nghĩa An Long đầu pha cước vinh trưởng tử Đỗ Kim Thành. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh người nhất này đây bọn họ ba vị thân phận địa vị, lúc này cư nhiên vòng vây ở một vị hơn 20 tuổi thần sắc kiêu ngạo thanh niên nhân phía sau. Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn ước chừng một thước bảy tả hữu, vóc người có chút hơi mập, nhưng lúc này ăn mặc quần áo thưởng thức cùng với trang phục trình tự, tuyệt đối là cực kỳ thân sĩ cùng với xa hoa. Bởi vì thân Tây Trang rõ ràng là Tây Ban Nha ta theo danh trang phục đại sư thiết kế đặc biệt khoản. Bộ mặt thành phố trên căn bản mua không được. Nhìn nữa hắn cặp mắt kia, tuy rằng nhìn như bình thường, có thể trong đó lại cư nhiên mơ hồ cất giấu một tia câu người thần bí quyến rũ. Nhưng ở đây không ít nữ nhân cùng đối diện, đều chậm rãi mê say, ngây dại, ra chân hiển hiện cặp mắt kia lợi hại. Về phần đang chàng có cảng úc lưỡng địa thượng tầng vòng tròn người thấy rõ ràng hơi mập người tuổi trẻ khuôn mặt, càng nhịn không được kinh hô thành tiếng Mã Nhị Thiếu. Lấy thân phận của bọn họ. Địa vị, trình tự nhiên có thể rất rõ ràng, ở hương cảng, ngoại trừ chính phủ phía chính phủ lực lượng ở ngoài, cái khác các trình tự, vòng tròn cơ bản đều là năm đại hào môn thiên hạ. Mà bây giờ vị này hơi mập thanh niên nhân, rõ ràng là hương cảng năm đại hào môn trong đứng hàng thứ vị thứ ba Mã gia nhị thiếu gia Mã Thiên Sinh. Lấy thân phận của đối phương địa vị cư nhiên tới tham gia loại tầng thứ này yến hội, bọn họ há có thể không kinh hãi. Quả thực trăm triệu không nghĩ tới. Thậm chí đừng nói là bọn họ, ngay cả ngày hôm nay trận này yến hội nhân vật chính Ngô Quảng Bân bản thân cũng không nghĩ tới. Ngay vừa rồi bọn họ mấy ca thương lượng, chuẩn bị đi nghênh đón Trần Thiếu thời gian, vị này Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu đột nhiên gọi điện thoại tới cho hắn, nói muốn tới tham gia hắn sinh ý tiệc tối. Điều này làm cho hắn kinh hỉ ngoài ý muốn hơn, lại có một ít sợ hãi. Phải biết rằng vị này Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu phong bình có thể luôn luôn không tốt lắm. Hiện tại lại đột nhiên tới đây sao vừa ra, hơn phân nửa không ổn. Mà sau chuyện phát triển, cũng quả thực như bọn họ sở liệu. Nguyên lai vị này Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu là coi trọng hôm nay tân tấn nhảy lên đỏ một vị tấm ảnh nhỏ tinh, Cố Phi Song, vừa vặn đêm nay mình cũng mời đối phương, tự thuận tiện đến đánh một chút gió thu, chuẩn bị muốn phát sinh một điểm vui vẻ chuyện tình. Còn đối với phương ôm như vậy mục đích mà đến, rất hiển nhiên cũng lâm Ngô Quảng Bân bên này hơi có chút làm khó. Dù sao, hắn vòng quanh trái đất giải trí tuy rằng như bức, nhưng đối phương hoa số truyền thông cũng sẽ không ngồi không, mà bây giờ Mã Nhị Thiếu lại muốn đánh đối phương mới thổi phồng đỏ tấm ảnh nhỏ tinh chú ý, hơn nữa còn là mượn hắn Ngô Quảng Bân sinh nhật tiệc tối danh nghĩa, điều này hiển nhiên vấn đề là không nhỏ. Đồng thời trừ lần đó ra, còn có một món chuyện rất trọng yếu, đó chính là cảng úc lưỡng địa thượng tầng vòng tròn mọi người đều biết, Trần gia cùng Mã gia bất hòa. Hơn nữa bọn họ trước rõ ràng cũng đã trước mời Hào ca đến dự tiệc,
nhưng bây giờ, lại đột nhiên lại có cái Mã Thiên Sinh chui ra ngoài. Cũng không biết đợi Hào ca đến sau, có thể hay không thấy đối phương, có chỗ hiểu lầm a. Ai, cái này thực sự là phiền toái, phiền toái. Mã Thiên Sinh, cùng lúc đó, chụp mũ Trần Hào hiển nhiên cũng phát hiện người thân phận, ngoài ý muốn nói. Ngươi nhận thức, Trần Phi nghe vậy tò mò hỏi. Họ Mã sao? Ừ, Phi ca, hắn gọi Mã Thiên Sinh, là Mã gia tộc trưởng đương nhiệm người thứ hai tôn tử, có chút người ngu ngốc, bình thường không học vấn không nghề nghiệp. Trần Hào nghe vậy gật đầu, có chút khinh thường nói. Đúng lúc này, Mã Thiên Sinh vẻ mặt kiêu ngạo ánh mắt nhìn quét toàn trường lúc, bỗng nhiên mâu quang lửa nóng rừng chú ở tại Trần Phi bọn họ cái phương hướng này, chợt khóe miệng lộ ra dục dịch vẻ, hướng về cái hướng kia xít tới. Đi hướng Cố Phi xong. Nga, xinh đẹp nữ sĩ, không biết ta có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Hắn dùng tràn ngập từ tính giọng nam hướng về Cố Phi xong giống như thân sĩ nói. Đồng thời trong mắt hắn, còn đúng Cố Phi xong lúc này thân mật ôm Trần Phi có cực kỳ vẻ chán ghét. Phải biết rằng từ lúc tính tháng trước, hắn ngẫu nhiên một lần ở ta chàng tụ hội trên nhìn thấy đúng Phương chân nhân, tự trong lòng đối với các này vòng giải trí mới nhảy lên đỏ tấm ảnh nhỏ tinh có ý tưởng. Chẳng qua là khi sơ hắn còn có cái khác chuyện trọng yếu hơn, đã đem chuyện này tạm thời xếp lại. Nhưng bây giờ, cái này bị hắn Mã Thiên Sinh coi trọng tấm ảnh nhỏ tinh, lại cư nhiên làm trò mặt của hắn mà, như vậy thân mật ôm nam nhân khác, trong lòng của hắn há có thể thoải mái. Rất hiển nhiên đêm nay Mã Thiên Sinh như vậy lên sân khấu, hoàn toàn là đêm nay trận này yến hội siêu cấp chú mục cấp bậc. Phải biết rằng đây chính là đường đường Mã gia Mã nhị thiếu, hương cảng chân chính hào môn vọng tộc dòng chính đệ tử, đường đường nhị thiếu gia. Nếu là có thể đặt lên hắn, nam vô luận là hy sinh cái gì, nữ dù cho hy sinh nhiều hơn nữa nhan sắc, bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện. Cho nên khi các nàng ở nhìn thấy đường đường Mã Thiên Sinh Mã nhị thiếu, cư nhiên tự mình đi mời một vị danh đều chưa biết tấm ảnh nhỏ tinh khiêu vũ, nhất thời không ít nữ trong mắt người đều lóe lên một tia đố kỵ vẻ. Trong lòng tiện đố không ngớt. Đối với các nàng loại này vòng giải trí tử nội nữ nhân mà nói, nhất là cái loại này tâm tư bất chính, thanh xuân cùng bên ngoài tự nhiên là lớn nhất tư bản, cũng tha thiết ước mơ muốn câu được một cái chàng rể kim quy, gả nhập nhà giàu có, vậy thật nói là cả đời không lo. Chớ nói chi là đường đường Mã gia Mã nhị thiếu loại này cực phẩm công tử đại thiếu, đây chính là hoàn toàn đại biểu cho thân phận địa vị a. Là chân tránh cướp tay hàng, đại biểu cho trên cao nhìn xuống, tài trí hơn người, vì vậy, lại có thể không làm cho các nàng những. Này điên cuồng nữ nhân nhìn trộm, nằm mộng cũng muốn điếu đến. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ trong hoàn mỹ bạch mã vương tử cư nhiên chủ động đúng một tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú, tự nhiên làm bọn hắn tiện đố không ngớt. Mã ít. Thế mà Cố Phi xong một thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt, liền ngay tức khắc hồi tưởng lại đối phương chính là cái kia từng đúng chính cô ta có không an phận nghĩ hoàn khố đại thiếu, chợt mặt cười sắc mặt trở nên có chút tái nhợt lên, chính ôm Trần Phi cánh tay trắng nõn dự bán cũng không nhịn được hơi nắm thật chặt, miễn cưỡng cười nói xin lỗi, Mã ít, ta không biết khiêu vũ. Hiển nhiên, cái này rõ ràng cho thấy của nàng lý do, làm vòng tròn nội có chút danh tiếng tấm ảnh nhỏ tinh. Yến hội vũ đạo có thể nói là chuẩn bị lễ nghi, làm sao có thể sẽ không nghi. Cái này nói ra căn bản là không có người tin tưởng. Sẽ không, hiện tại mọi người tại đây đang nghe Cố Phi xong đáp lại, nhất thời cũng không nhịn được ngẩn người. Thần sắc cổ quái. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, phải biết rằng đây chính là đường đường hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia nhị thiếu gia, nhưng bây giờ, chính là một cái đại lục tới tấm ảnh nhỏ tinh cư nhiên đưa hắn cự tuyệt. Bác mặt mũi của hắn, cái này Cố Phi xong về sau còn có nghĩ là ở hương cảng, ở vòng giải trí lẫn vào. Phải biết rằng, bọn họ Mã gia tuy rằng không phải là vòng giải trí đại ngạc, nhưng đối với bất kỳ một cái nào vòng tròn nội ảnh hưởng đều là có thể nói kinh người. Phong Diết chính là một cái đại lục tới tấm ảnh nhỏ tinh, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, tùy tùy tiện tiện chuyện này. Sẽ không. Vì vậy rất hiển nhiên Mã Thiên Sinh nghe vậy sắc mặt chìm chìm. Có chút khó chịu mở miệng nói có thể ta có thể giáo ngươi. Xin lỗi Mã ít, nếu không ngươi hay là đi tìm những người khác đi. Cố Phi xong nghe vậy trái tim nhỏ bang bang nhảy, nhịn không được đem ánh mắt cầu trợ nhìn phía Trần Phi, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Phải biết rằng, hắn tuy rằng không biết đối phương xác thực thân phận, có thể nhìn đêm nay trận này trượt, liên đường đường vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân cũng phải đi theo phía sau đối phương vây quanh.
thận trọng, đủ để chứng minh đối phương địa vị có bao nhiêu sao dọa người, dù thế nào cũng không phải hắn loại này tấm ảnh nhỏ tinh có thể đắc tội. Cho nên hắn lúc này hiện tại, kỳ thực trong lòng rất bất an. Ngươi dám cự tuyệt ta. Mã Thiên Sinh nghe vậy rốt cục có chút tức giận, mặt âm trầm, lạnh lùng kiêu ngạo nói không ngại nói cho ngươi biết, ta gọi là Mã Thiên Sinh, đến từ Hương Cảng năm đại hào môn một trong Mã gia. Tại đây Hương Cảng, có ít nhất 1/10 đều là chúng ta Mã gia tộc trưởng đương nhiệm, cũng là ta Mã Thiên Sinh thân gia gia, hiện tại, ngươi xác định còn muốn cự tuyệt ta. Lời vừa nói ra, ở đây nhất thời hiện ra đại lượng cũng hút lương khí tê tê thanh, cùng với rất nhiều người sau khi cây S.E.O. ta sợ, đều trong con ngươi nổi lên ước ao cùng với đố kỵ vẻ. Không có biện pháp, làm Hương Cảng năm đại hào môn một trong Mã gia, hơn nữa còn là xếp hạng vị thứ ba, đối phương quả thật có tư cách nói ra cái này loại này cuồng ngôn. Tại đây Hương Cảng, khoảng chừng có 1/10 đều là thuộc về bọn họ Mã gia. Đây là thực lực và nội tình. Giờ này khắc này, hắn Mã Thiên Sinh có thể nói là đặc biệt đừng nóng giận, phải biết rằng ở Hương Cảng cái này một mẫu ba phần, còn thật không có ai có lẽ là cái gì tiểu minh tinh dám như thế không để cho hắn Mã Thiên Sinh mặt mũi, cự tuyệt hắn mời, hảo ý. Chớ nói chi là Cố Phi xong còn là một từ phần đất bên ngoài đến Hương Cảng chụp làm cho tấm ảnh nhỏ tinh, vừa nhảy lên hồng. Phải biết rằng nếu là thời điểm khác, chỉ cần hắn Mã Thiên Sinh hơi chút để lộ ra phương diện này một tia ý tứ, liền tất nhiên sẽ có các lộ đại trung tiểu công ty giải trí Mỹ nữ minh tinh chen chúc tới, liều mạng lấy lòng hắn, để cùng hắn Mã Thiên Sinh nhắc lên một ít quan hệ. Nhưng còn bây giờ thì sao, chính là một cái đại lục tới tiểu minh tinh lại dám không để cho hắn mặt mũi, làm trái hảo ý của hắn, thực sự là buồn cười. Mẹ, lão tử Mã Thiên Sinh coi trọng ngươi, là ngươi cái này đồ đê tiện đã tu luyện mấy đời có phúc. Lại dám cự tuyệt, thực sự là cho mặt không biết xấu hổ. Cái này có ý tứ, không đem hắn đường đường Hương Cảng Mã gia nhị thiếu gia coi ra gì. Mã Thiên Sinh, con mẹ nó ngươi. Thấy tình cảnh này, Trần Hào không nhịn được nghĩ xốc lên mũ đứng ra quát. Phải biết rằng, đây chính là phi ca nữ nhân, người hắn sao chính là một cái quần là áo lượt người ngu ngốc cư nhiên dám can đảm nhúng chàm, tìm không chết được. Thế mà Trần Hào nói đều còn chưa nói hết phân nửa, lại bị Kỳ bên cạnh Trần Phi bỗng nhiên đưa tay ngăn cản. Sau đó chỉ thấy người sau mâu quang lóe lên, mặt không biểu tình ngẩng đầu, nhìn đúng mới thản nhiên nói không có nghe gặp nói Phi xong không muốn với ngươi khiêu vũ sao, vẫn còn cái này mặt dày làm gì. Lăn xa một chút, chớ đứng ở chỗ này chướng mắt. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời trở nên quỷ dị an tĩnh lại, không ít người đều đôi mắt co rút lại, tiểu tử kia, lại dám như thế cùng Mã Thiên Sinh Mã Hai bớt nói. Ngại mệnh dài sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám, gọi, ta, lăn. Rất hiển nhiên Mã Thiên Sinh nhất thời cũng nhất thời bạo giận lên, nhìn Trần Phi mặt không thay đổi khuôn mặt gần từng chữ một, thanh âm rất lạnh, như là áp chế nội tâm vô cùng tức giận. Phải biết rằng, hắn thế nhưng đường đường Hương Cảng Mã gia Mã nhị thiếu, đi tới chưa không phải là chúng tinh phùng nguyệt, vô số người lấy lòng, nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái danh điều chưa biết người xa lạ, chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, lại dám gọi hắn Mã Thiên Sinh lăn. Thật, thực sự là buồn cười, ăn gan hùm mật gấu. Ý tứ ngươi chính là không lăn lạc. Ngay tại lúc sau một khắc, Trần Phi mặt không thay đổi nhìn hắn lạnh lùng nói một tiếng, sau đó sớm nhìn đối phương không vừa mắt hắn nâng tay lên hung hăng, bay thẳng đến Mã Thiên Sinh trên mặt quả tới ta đây hiện tại giáo ngươi lăn. Ba, một tiếng, một tát này quả thực cố sức tới cực điểm. Cư nhiên trực tiếp đem đối phương Mã Thiên Sinh phiến bay ra ngoài, một miệng đem hàm răng bị đánh rất hơn phân nửa, chật vật đến cùng, tiên huyết theo khóe miệng chảy xuống. T. Sau một khắc, hội sở nội ngoại trừ cũng hút lương khí thanh âm ở ngoài, cái khác sở hữu thanh âm đều trong nháy mắt trở nên yên tĩnh như chết. Vô luận là Ngô Quảng Bân, Tiền Tiến, Đỗ Kim Thành, thậm chí ngay cả Hoa Số truyền thông 1 tỷ Hồ Anh Lan, đều vẻ mặt không dám tin nhìn bị vỗ bay, ngã xuống đất đã đờ đẫn Mã Thiên Sinh. Bọn họ thế nào cũng không thể nào tin nổi mắt thấy một màn này. Muốn, phải biết rằng đây chính là Mã Thiên Sinh a. Đường đường Hương Cảng Mã gia nhị thiếu gia, ở Hương Cảng cư nhiên thật có người dám đối với hắn làm như vậy, một cái tát đem vỗ bay, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn là một vị trẻ tuổi. Đây quả thực điên đều điên rồi. Bay, Phi ca, còn ôm Trần Phi cánh tay Cố Phi xong tựa hồ cũng bị sợ choáng váng. Thế mà ngay sau đó trong nội tâm là ngọt ngào.
phải biết rằng hắn tự nhận là còn là cơ bản hiểu rõ Trần Phi tính cách, minh bạch đối phương bình thường không có khả năng vừa lên đến tự trực tiếp như vậy, dưới nặng tay đánh người, đây hết thảy, có thể là bởi vì nàng. Con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết không? Mà như là chó chết vậy bị Trần Phi một cái tát hất bay Mã Thiên Sinh, trên mặt đất sửng sốt một lúc lâu sau, rốt cục bị đau kịch liệt đau kích thích phục hồi tinh thần lại, lung lay lắc lắc đứng lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nghiến răng nghiến lợi oán độc nói. Biết cá gì biết, Mã Thiên Sinh con mẹ nó ngươi coi là cái thứ gì? Lại dám đang bay ca trước mặt kiêu ngạo, lão tử giết chết ngươi. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, đội nón Trần Hào nhưng bây giờ nhìn không được lao tới, hướng về phía còn vẻ mặt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi Mã Thiên Sinh chính là một cước đá tới, đem hắn đạp té trên mặt đất, sau đó vừa mắng một bên gần như bệnh tâm thần hướng về phía hắn đạp mạnh, như vậy dĩ nhiên là muốn đem hắn vào chỗ chết đánh. Xem vui đùa, phải biết rằng Trần Phi thế nhưng hắn Trần Hào ân nhân cứu mạng. Càng là bọn hắn Hương Cảng Trần gia quý khách, đừng nói là chính là một cái người ngu ngốc Mã Thiên Sinh, coi như là ca ca hắn Mã Thiên phóng tới, dám đối với phi ca bất kính, cũng tất nhiên tuyệt đối là chạm đến hắn Trần Hào nghịch lân, không chết không ngớt. Đến mức kỳ sau lưng Mã gia, ha ha, bọn họ Trần gia cùng Mã gia mâu thuẫn còn thiếu sao? Căn bản không kém món này. Hào, Hào ca, sao, tại sao là ngươi? Mà những người đó ở nhìn thấy cư nhiên lại có người đột nhiên phát điên vậy lao tới, hoàn toàn hạ tử thủ ẩu đả Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu lúc, mỗi một người đều sợ choáng váng, thế nhưng mang theo kim dây chuyền Đỗ Kim Thành chợt sửng sốt, nhìn chụp mũ điên cuồng đánh người Trần Hào giật mình nói. Phải biết rằng lấy nhà bọn họ cùng Trần gia đặc thù quan hệ, cùng với bản thân từ nhỏ đến lớn cùng đối phương quen thuộc trình độ, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn chụp mũ đánh người tuổi nhỏ người, đúng là hắn Đỗ Kim Thành trong miệng Hào ca. Trần Thiếu, đường đường Hương Cảng Trần gia đại thiếu gia. Có thể hắn làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, trước còn thấp như vậy pha đi theo vị kia xa lạ thanh niên nhân phía sau. Lẽ nào Hào ca hắn đã sớm tới phải không? Đáng chết, nhưng là bây giờ đây cũng là chuyện gì xảy ra a? Hào, Hào ca, ba, là người nào Hào ca, lẽ nào? Ngô Quảng Bân, Tiền Tiến đám người lúc này nghe vậy cũng ngây người, miệng tăng thật to hoàn toàn hợp không được. Ngoạ, ngoạ ngựa bùn, cái này hiện tại đến tột cùng mấy cái ý tứ. Xòe ra tình huống. Ở, dừng tay, Trần Hào người có ý tứ. A, dừng tay, đừng đánh. Mã Thiên Sinh một thấy rõ ràng Trần Hào dung mạo hiển nhiên cũng sợ ngây người, không rõ ràng vì sao đối phương bỗng nhiên sẽ lao tới, còn cùng cái người điên ẩu đả hắn. Con mẹ nó người đến tột cùng có ý tứ, a, đau quá, đừng đánh, dừng tay. Thế mà Trần Hào nhưng căn bản như là không nghe được lời của hắn vậy, hay là đối hắn một trận đá mạnh. Thấy tình cảnh này, rốt cục càng ngày càng nhiều người trợn tròn mắt. Bọn họ không phải là cây Ediota sợ ở có người lại dám hướng về phía Mã Thiên Sinh hạ thủ, mà là cây Ediota sợ ở Trần Hào Trần Đại Thiếu thân phận. Phải biết rằng, chỉ cần ở Hương Cảng Thượng Lưu vòng tròn trộn quá, lại có mấy người không biết Trần gia cùng Mã gia quan hệ, có thể dù vậy, cũng không cần như thế hoàn toàn đem người vào chỗ chết đánh đi. Khó khăn, lẽ nào Trần gia đã chuẩn bị cho tốt cùng Mã gia xé rách ra mặt phải không? Được rồi, đừng đánh. Đánh lại sẽ chết người. Ngay tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt thời gian, một đạo thanh âm nhàn nhạt đang lúc mọi người bên tai vang lên. Vâng, Phi ca, Trần Hào nghe vậy, ngay tức khắc thu tay lại không lại tiếp tục, thành thật lại lần nữa đi trở về đến Trần Phi phía sau. Thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người nhìn không được cũng hít một hơi khí lạnh, đôi mắt chợt co rút lại lên. Nói đùa, Trần Hào là ai? Đây chính là đường đường Hương Cảng Trần gia đại thiếu gia. Lại nói tiếp đều so với hắn Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu ngạnh sinh sinh cao nửa cái đầu, ở Hương Cảng trẻ tuổi ai thấy không kêu một tiếng ca. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại cư nhiên không chỉ có bởi vì vị trẻ tuổi kia một câu nói, tự đình chỉ đúng Mã Thiên Sinh ẩu đả, còn tất cung tất kính xưng hô vị trẻ tuổi kia một câu phi ca. Thành thật chiến hồi kỳ phía sau. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tận lực bồi tiếp liên tiếp ồ ồ tiếng thở, trong đó mới nhất có cảm xúc chỉ sợ sẽ là Ngô Quảng Bân, Tiền Tiến, Đỗ Kim Thành đám người. Thân phận của bọn họ trình tự càng cao, vì vậy càng có thể cảm nhận được Hương Cảng năm đại hào môn khủng bố. Nhưng bây giờ, đường đường Trần Hào Hào ca cư nhiên sẽ xưng hô một vị bạn cùng lứa tuổi ca.
nhưng lại nghi là vẻn vẹn đơn giản là đối phương vài câu mạo phạm nói, tự ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới đem Mã Gia Mã Nhị thiếu cuồng ẩu một trâu. Đều thiếu chút nữa không đem người cho đánh chết. Như vậy, tự nhiên đem bọn họ sợ đến mặt không có chút máu. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, một vị khác tối có cảm xúc người, không thể nghi ngờ không phải vị kia hoa số truyền thông 1 tỷ Hồ Anh Lan không còn ai. Đến bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trong lúc bất chợt công ty sẽ dốc hết toàn bộ công ty lực bồi dưỡng cho rằng tiểu nha đầu, tiểu tân người. Và lại có người nói kỳ hợp đồng rộng thùng thình trình độ, liên hắn loại này có công với công ty lão nhân đều chỉ có thể không biết làm gì, muốn cũng không dám muốn. Nguyên lai là bởi vì, này dạng A, đến mức vị kia chịu khổ thay đổi tai ẩu đả Mã Thiên Sinh, lúc này cũng là bị dọa đến có chút câm như hến, cả người run. Hắn tuy rằng quần là áo lượt, nhưng cũng không phải nhược trí, làm thế nào có thể không rõ Liên Trần Hào cũng phải tôn xưng một câu phi ca người, làm sao sẽ dễ chọc. Thậm chí hắn lúc này trong lòng đều đang phát run muốn, tuy rằng bình thường bọn họ Trần Mã hai nhà quan hệ cũng không tốt, nhưng đang không có triệt để xé rách ra mặt trước, đối phương không có khả năng làm ra như vậy quá giới chuyện tình. Nhưng bây giờ, lẽ nào đối phương xa lạ kia tiểu tử thật có cái gì kinh khủng lai lịch? Khiến đối phương Trần Hào đều nghĩ không cần cố kỵ hắn Mã Nhị thiếu thân phận, có thể như vậy làm ẩu, tùy ý hạ tử thủ ẩu đả hắn. Theo bản năng, Mã Thiên Sinh cái chán nhịn không được hiện ra lau một cái mồ hôi lạnh, có chút trột dạ khúm núm lên hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Mã Thiên Sinh lời vừa nói ra, đặc biệt hắn lúc này còn chìa vào phó bể đầu chảy máu hình dạng, càng làm mọi người tại đây nghĩ hoang đường đồng thời lại cảm thấy nội tâm cực độ chấn động. Cột sống hàn khí cọ cọ ra bên ngoài mạo. Nói đùa, phải biết rằng đây chính là đường đường hương cảng Mã Gia Mã Nhị thiếu, hiện tại hắn đều bị người đánh thành như vậy, ra đầu huyết lưu, cái này mẹ còn là hiểu lầm. Ở đây tất cả mọi người gần như trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy chân thực hết hồn a. Hiểu lầm, ta có thể không cảm thấy là cái gì hiểu lầm, chính là một cái Mã Gia mà thôi, thật cho rằng có thể tùy tiện ép buộc người khác, muốn làm gì thì làm. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lùng tuổi còn trẻ thanh âm lại nhàn nhạt vang lên nói, khiến ở đây mọi người trái tim lại một chiến. Ta, ông trời của ta nghe được cái gì? Khu, chính là một cái Mã Gia, còn mà thôi. Có muốn hay không khẩu khí dọa người như vậy? Hắn đầy ý là, liền đường đường hương cảng Mã Gia cũng không coi vào đâu. Ngươi, hiểu lầm, xin lỗi phi ca, ngày hôm nay chuyện này thực sự là hiểu lầm. Ta trịnh trọng hướng ngài và cố tiểu thư xin lỗi, mà đang nghe Trần Phi như vậy cuồng vọng giọng, Mã Thiên Sinh phản xạ có điều kiện giận dữ, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh kiềm chế xuống tới, cúi đầu nói. Không có biện pháp, dù sao hiện tại hình xu thế người cường ta yếu. Hắn hữu khởi dám, nữa ở Trần Phi, Trần Hào loại này chân chính dám hạ tử thủ béo đánh hắn người trước mặt làm càn. Hoàn toàn là muốn chết, hắn hiện tại đã đủ khó chịu, cũng không muốn lại bị đánh một trận. Đến mức đối phương trong miệng cuồng ngôn, chính là một cái Mã Gia, còn mà thôi, ha ha, chờ lão tử trước nắm lấy cơ hội ly khai đất thị phi này sau, sẽ chậm chậm với các ngươi lướng, với các ngươi Trần Gia coi là bút chướng này. Chính là một cái Trần Gia mà thôi, thật cho rằng có thể tại bọn hắn Mã Gia trước mặt làm càn. Phải biết rằng, ở hương cảng năm đại hào môn bài danh trong, Trần Gia thế nhưng cuối cùng, bọn họ áo Mayo, thế nhưng vị thứ ba. Lại dám đối với ta Mã Thiên Sinh động thủ, muốn chết. Xin lỗi, hiểu lầm, không sai, thật không nghĩ tới ngươi có thể như vậy cầm được thì cũng buông được, xem ra ta trước còn nhỏ nhìn ngươi. Trần Phi không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể như vậy thức thời vì Tuấn Kiệt, khiến cho hắn cũng lười xuất thủ nữa, thẳng thắn phất tay, như là đuổi con ruồi vậy không kiên nhẫn nói cút đi, xin cứ tự nhiên. Vâng, là vâng, nghe nói như thế. Mã Thiên Sinh trong mắt đầu tiên là hiện ra lau một cái oán độc, sau đó hoặc như là như được đại xá vậy không chút do dự xoay người tựu lăn, trong nháy, liền biến mất ở sẽ đưa cửa đại sảnh đầu cùng không gặp. Thấy tình cảnh này, Trần Hào do dự nửa ngày, chung quy vẫn là không nhịn được ở Trần Phi bên tai nhỏ giọng nói phi ca, y theo người ngu ngốc tính tình, phỏng chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất hiển nhiên, đối với Trần Phi năng lực, hắn cũng không có phụ thân hắn thậm chí bọn họ Trần gia đại trưởng lão biết đến nhiều, vì vậy đêm nay hắn vừa rồi tuy rằng như vậy xung động, nhưng ở sau, xem hắn nghĩ tới đối phương phía sau quái vật lớn, cũng vẫn không khỏi cảm giác có chút huyệt thái dương phát đau, áp lực trầm trọng.
Dù sao có câu cũng nói không sai, Hương Cảng năm đại hào môn bài danh, bọn họ Trần gia vẻn vẹn chỉ ở cuối cùng, mà Mã gia, nhưng ở vị thứ ba. Phi ca, xin lỗi, ta hình như lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Cố Phi xong lúc này cũng có chút tự trách dựa vào Trần Phi bên cạnh nói, giọng nói thận trọng nói. Không có biện pháp, nếu không phải là bởi vì hắn, Trần Phi cũng không có khả năng cùng đối phương kết thù kết oán. Hơn nữa tuy rằng đến bây giờ, hắn vẫn không biết đối phương đến tột cùng thân phận gì, địa vị, thế nhưng, nhìn vừa rồi bên trong hội trường phản ứng của mọi người, cùng với những người đó xì xào bàn tán Mã nhị thiếu, Mã gia lúc quyến rũ, kính nể, cây ết yêu ta sợ. Bởi vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đối phương địa vị là có cỡ nào kinh người. Dù sao, có lá gan nói ra nói vậy tại đây Hương Cảng, có ít nhất 1/10 đều là chúng ta Mã gia. Kỳ thân phận bối cảnh, lại có thể làm cho không sợ ni. Phiền phức, được rồi, đừng lo lắng, chính là một cái Mã gia mà thôi, ta thật không có để ở trong lòng. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại nhàn nhạt cười cười, xoa xoa đối phương quần áo nhu thuận mái tóc an ủi. Mã gia, hình như bên trong bộ mạnh nhất, cũng bất quá là chính là ban đầu ở chợ đêm cổ bảo ngoại, bị hắn như chó chết vậy dễ dàng treo lên đánh cái gọi là Mã gia lão quái vật. Lão gia hỏa kia cây bản tựu không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên chớ nói chi là bị hắn không coi vào đâu. Vì vậy Mã gia, ha ha, nếu là có can đảm tử, người sẽ thấy đi thử một chút lạc. Mà lời vừa nói ra, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là đơn giản mấy chữ, hai ba câu, lại khiến Trần Hào nghe vào tai đóa trong nhịn không được tóc gáy đều căn căn lập lên, cột sống hàn khí cọ cọ ra bên ngoài mạo. Hắn không phải người ngu, đương nhiên nghe được Trần Phi những lời này cũng không phải đang nói đùa, mà là chân chân tránh tránh nghĩ Mã gia không bị kỳ không coi vào đâu, rất tùy ý, như vậy chẳng phải là bọn họ Trần gia cũng. Trần Hào nhịn không được thân thể hơi run một chút chiến, trái tim bỗng nhiên co rút lại. Trách không được. Trách không được phụ thân hắn đường đường Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương, đều đối với đối phương là cái loại này tôn kính, kính úy thái độ. Nguyên lai đối phương căn bản là không có đem bọn họ Hương Cảng năm đại hào môn không coi vào đâu a. Ai, đây thật là, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra kính úy đắng chát dáng tươi cười. Mẹ, ngày hôm nay chuyện này ta nhớ kỹ, Trần Hào, còn có cái kia cẩu tạp chủng, lại dám như vậy đối với ta Mã Thiên Sinh dưới nặng tay. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn, không được, ta trước phải cho ta ca gọi điện thoại. Cùng lúc đó, không gì sánh được chật vật ly khai Cần Tư Nhân đỉnh cấp hội sở Mã Thiên Sinh, ngồi vào bãi đỗ xe một chiếc cực kỳ xa hoa đỉnh cấp xe thể thao nội, vẻ mặt oán độc dữ tợn lau trên mặt huyết đạo. Theo hắn lấy ra điện thoại của mình, ca ca của hắn Mã Thiên Phóng chính là Hương Cảng Mã gia đệ tử đời thứ ba trong có mặt mũi lĩnh quân nhân vật. Mới 30 tuổi cũng đã tiếp nhận gia tộc trọng yếu ngành chức vị quan trọng. Ở trong gia tộc nói cũng có phân lượng, cùng Hương Cảng hầu như sở hữu đỉnh cấp đại thiếu đều là một tầng thứ. Cùng lúc đó, xa ở Hương Cảng Đồng La Loan Mã Thiên Phóng, nhận được đệ đệ mình Mã Thiên Sinh điện thoại. Nhìn không được hơi có chút nhíu. Trời sinh, tiểu tử này gọi điện thoại cho ta làm gì, chẳng lẽ lại chọc chuyện gì? Rất hiển nhiên bọn họ mặc dù là người một nhà, nhưng hắn cái này làm ca ca. Lại kỳ thực rất ghét bỏ đã biết sống phóng túng phiêu đổ mọi thứ tinh thông quần là áo lượt đệ đệ. Nhưng mặc kệ thế nào, dù sao cũng là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, hắn mặc dù là lại ghét bỏ, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi bị. Này, trời sinh, làm sao vậy? Có chuyện gì liền trực tiếp nói, ta bên này có chút việc. Nhất niệm đến nước này, hắn có thể tránh mọi người, đứng dậy đi đã qua một cái góc chuyển được điện thoại. Ca, người có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Hắn Trần Hào quả thực quá khi dễ người. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Sinh vừa nghe đến ca ca của mình thanh âm, ngay tức khắc như là bắt được người cứu mạng rơm rạ, giả ra rất thương cảm, kỳ thực cũng quả thực rất bộ dáng đáng thương một thanh nước mũi một thanh nước mắt, trong thanh âm mang theo vô hạn ủy khuất cùng khóc nức nở. Không có biện pháp, phải biết rằng hắn Mã Thiên Sinh Mã nhị thiếu chưa từng bị ủy khuất như vậy. Trước mắt bao người bị người như vậy ẩu đả, mặt đều nhanh mất hết, nếu là ngày hôm nay chuyện này truyền đi, hắn Mã Thiên Sinh về sau muốn thế nào tại đây Hương Cảng thượng lưu vòng tròn trộn. Trần Hào. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Phóng nghe vậy sửng sốt, ngay tức khắc nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn không là vừa mới hồi Hương Cảng sao? Ngươi tại sao lại cùng đụng vào hắn? Ca, lần này thực sự là hắn Trần Hào khinh người quá đáng, đều nhanh đem ta đánh chết.
lúc này ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Sinh nghe vậy ủy khuất hét lớn. Đánh ngươi, ngươi nói Trần Hào đem ngươi đánh. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cho ta từ từ nói. Mã Thiên Phóng nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, lạnh lùng nói. Tuy rằng, đệ đệ hắn là một bất học vô thuật người ngu ngốc, quần là áo lượt, có thể ngươi Trần Hào hiện tại cư nhiên đánh người, cái này có ý tứ. Nghĩ hắn Mã Thiên Phóng đệ đệ dễ khi dễ, vẫn cảm thấy bọn họ Mã gia dễ khi dễ, thực sự là buồn cười. Là như vậy, ta coi trọng một cái tiểu minh tinh. Mã Thiên Sinh bắt đầu nói rằng, tiểu minh tinh, cũng bởi vì một cái tiểu minh tinh hắn liền đem ngươi đánh, tiểu minh tinh cùng hắn là quan hệ như thế nào, ngươi nói rõ ràng không có. Có phải là ngươi hay không còn ẩn tàng cái gì những thứ khác, không nói cho ta biết. Mã Thiên Phóng rất hiển nhiên không tin. Cái kia, cái này, còn có một cái họ Trần tuổi nhỏ người. Ca, ngày hôm nay việc này là như vậy. Mã Thiên Sinh không nghĩ tới ca ca của mình cư nhiên đoán được chuẩn như vậy, biết mình có điều giấu giếm, chợt cắn răng toàn bộ nói ra. Hắn biết rõ, nếu ngày hôm nay bản thân không nói rõ ràng nói, hoặc là sau lại hắn ca phát hiện mình có điều giấu giếm nói, là khẳng định tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Một cái họ Trần tuổi nhỏ người. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Phóng nghe vậy chân mày thật sâu nhíu lại, chợt nhận chân chân nghe. Ngươi là nói, cũng bởi vì ngươi uy hát yêu ta người trẻ tuổi kia vài câu, Trần Hào lại đột nhiên như là phát điên vậy đi ra đánh ngươi, nhưng lại hoàn toàn không lưu tình mặt, dưới tử thủ. Xem hắn nghe xong đệ đệ mình tự thuật hết chuyện đã xảy ra sau, nhịn không được hơi sững sờ, sau đó cả người tóc gáy đều dựng lên. Hắn có thể trộn cho tới bây giờ cái này Ma Cao Mã gia tam đại đệ tử lĩnh quân nhân vật vị trí, đương nhiên không ngốc. Phải biết rằng đối phương thế nhưng cùng hắn Mã Thiên Phóng một thân phận địa vị tầng thứ đường đường hương cảng Trần gia đại thiếu gia Trần Hào. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên cùng cái tiểu đệ tựa như, không gì sánh được khiêm tốn đi theo một cái xa lạ thanh niên nhân phía sau, còn nghi là cũng bởi vì đệ đệ hắn không biết nặng nhẹ, mạo phạm nói mấy câu, lại đột nhiên sợ đến phát điên vậy nhảy ra đánh người, hơn nữa còn là đánh cho hắn Mã Thiên Phóng đệ đệ. Ca, ngươi lần này có thể nhất định phải giúp ta. Trần Hào quả thực khinh người quá đáng. Ngay Mã Thiên Phóng cả người sởn tóc gáy lúc, Mã Thiên Sinh lại nói. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị vẻ mặt tức giận Mã Thiên Phóng đổ ập xuống cắt đứt, mắng to ta nói ngươi là không phải là óc bị cửa kẹp. Liên điểm ấy nặng nhẹ đều phân biệt không được. Ca, ngươi, ngươi thế nào mắng ta a? Mã Thiên Sinh khóc không ra nước mắt, rõ ràng là mình bị đánh, dựa vào cái gì mắng hắn a? Không chửi mắng ai, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ khả năng chọc một cái đại phiền toái. Mã Thiên Phóng một gặp đệ đệ mình còn không hiểu, nhất thời tức giận nói. Thần sắc âm trầm. A, đại phiền toái. Ca, phiền toái gì? Mã Thiên Sinh choáng váng, có chút không rõ vì vậy. Ta nói ngươi tiểu tử thúi này ngươi nghĩ là Trần Hào ngốc, cũng là ngươi ngốc. Nếu là ngươi, trong miệng vị kia họ Trần tuổi nhỏ người thực sự là người thường, hoặc là địa vị vậy. Ngươi nghĩ hắn Trần Hào có khả năng như thế trang cố thân phận, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, liên ngươi đều đánh. Phải biết rằng, đây chính là đang gây hấn với chúng ta Mã gia tôn nghiêm. Mã Thiên Phóng chịu nhịn tính tình giải thích. Nhưng bây giờ, mặc dù ngươi cái này ngu xuẩn đầu trên đỉnh chỉa vào chúng ta Mã gia hàng đầu, hắn Trần Hào còn là vậy đem cho ngươi đánh, nhưng lại hoàn toàn không lưu thủ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ khi hắn Trần Hào trong mắt. Cái kia họ Trần tuổi nhỏ người đến đầu so với chúng ta Mã gia lợi hại hơn, kinh khủng hơn. Ngươi đến tột cùng làm rõ ràng không? Nói xong lời cuối cùng, Mã Thiên Phóng nhịn không được thanh âm dương lên, có chút khí cấp bại phôi nói. Phải biết rằng, nếu sự tình thực sự là nếu cái này, chuyện này có thể tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ. Liên bọn họ Mã gia đều phải là lập tức coi trọng, bằng không rất có thể xảy ra đại vấn đề. A, ca ca. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Mã Thiên Sinh nghe vậy thoáng cái tựu luống cuống, bởi vì hắn trước cũng quả thực nghĩ tới điểm này, chỉ là không nghĩ tới, tình huống còn có khả năng so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Làm sao bây giờ, người bây giờ ngay tức khắc cho Gia Gia gọi điện thoại, đem sự tình từ đầu chí cuối thanh thanh sở sở cho hắn nói một lần. Ta cũng lập tức cho Trần Hào gọi điện thoại tới, hỏi một chút hắn chuyện này, đến tột cùng là có chuyện như vậy. Mã Thiên Phóng giọng nói không cho cự tuyệt nói. A, cho Gia Gia gọi điện thoại.
Mã Thiên Sinh hiện tại sợ nhất chính là cho Gia Gia hắn gọi điện thoại. Bởi vì nếu là chuyện này thực sự rất lớn, vậy hắn Mã Thiên Sinh, chẳng phải là tử nguy rồi. Không sai, hiện tại cho ta ngay tức khắc đánh. Bằng không đến lúc đó nếu Gia Gia bọn họ từ đường dây khác, đã biết chuyện này, ta nghĩ ngươi nên biết sẽ là hậu quả gì. Mã Thiên Phóng tức thiếu chút nữa muốn cho chính hắn một ngu xuẩn đệ đệ một cái tát. Đến bây giờ, hắn thật cho rằng chuyện này còn đơn giản như vậy phải không? Hảo hảo hảo, ta đánh, ta ngay tức khắc đánh, ca đừng nóng giận. Bị bản thân ca như thế gầm, Mã Thiên Sinh hiển nhiên cũng thanh tỉnh, lập tức run rẩy cẩn cẩn rực rực cho Gia Gia mình gọi điện thoại. Cùng lúc đó, cúp điện thoại Mã Thiên Phóng, cũng vẻ mặt ngưng trọng bấm mình bình thường rất không muốn gọi thông điện thoại. Này, Trần Hào, là ta Mã Thiên Phóng. Chuyển được điện thoại hắn chậm rãi mở miệng nói. Phi ca, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Bên đầu điện thoại kia Trần Hào nhận được Mã Thiên Phóng điện thoại, đầu tiên là nao nao, sau đó hướng về Trần Phi xin lỗi không tiếp được một câu, đi tới yến hội góc cười lạnh nói thế nào. Mã Thiên Phóng, đệ đệ ngươi bị ta đánh, hiện tại ngươi nghĩ đến thay hắn ra mặt. Rất hiển nhiên, Trần, Mã hai nhà quan hệ vẫn luôn không tốt, hắn cái này Trần gia đại thiếu gia tự nhiên cũng cùng đối phương Mã gia đại thiếu gia quan hệ không động, bình thường đều lười liên hệ. Được rồi, Trần Hào, đừng được tiện nghi còn khoe Mã. Ta ngày hôm nay gọi số điện thoại này đến, có thể không phải là vì với ngươi cãi nhau. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Phóng nín tức giận trong lòng nói. Ta cũng vô tâm tư với ngươi loại này tên cãi nhau. Nói đi, đến cùng chuyện gì, không có việc gì ta treo. Trần Hào bĩu môi nói. Người kia, hắn là thân phận gì? Mã Thiên Phóng thở một hơi thật dài, nói. Người kia, ngươi nói là ai? Trần Hào nghe vậy mắt hơi híp, khóe miệng cong lại nói. Có thể hay không đừng cho ta đùa giỡn những. Này tiểu siếc, cái kia họ Trần tuổi nhỏ người, hắn đến tột cùng là ai? Đáng giá ngươi cái này Trần Hào Trần Đại Thiếu coi trọng như vậy. Mã Thiên Phóng rốt cục hỏi trong lòng mình vấn đề. Hắn hiện tại phải làm rõ ràng thân phận đối phương, bằng không, vấn đề sẽ rất lớn. Nga, ngươi nói phi ca. Trần Hào trong lòng thầm than không hổ là Mã Thiên Phóng A, cư nhiên nhanh như vậy tự phát hiện, trên miệng còn là ngoạn vị đạo. Phi ca, ngươi gọi hắn ca, bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Phóng nghe vậy nhìn không được đôi mắt co rút lại. Thần sắc dần dần không gì sánh được ngưng trọng. Phải biết rằng, hắn thế nhưng rất rõ ràng đối phương Trần Hào Trần Đại Thiếu bình thường có bao nhiêu sao ngạo khí, đừng nói là hắn Mã Thiên Phóng, mặc dù là bọn họ Hương Cảng năm đại hào môn xếp hàng thứ nhất gia tộc quyền thế đại thiếu gia, hắn cũng không thấy sẽ xưng hô đối phương vi ca. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên thực sự xưng hô một vị xa lạ thanh niên nhân vi ca, hơn nữa giọng nói còn như vậy vui lòng phục tùng, không giống làm bộ. Cái này thật kỳ quái sao, có thể xưng hô phi ca một câu ca, có thể là vinh hạnh của ta. Mà khi đối phương một câu nói tiếp theo nói ra, lại nhất thời giống như bỏ xuống một quả tạc đạn vậy, làm hắn Mã Thiên Phóng tâm tạng đều tạc mau. Cái gì, hắn Trần Hào lại còn nói, có thể xưng hô đối phương một câu ca, là của hắn vinh hạnh. Sau một khắc, hắn vô ý thức nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói vô cùng vi ngưng túc nói Trần Hào, có thể hay không đừng cho ta vòng quanh. Đối phương đến tột cùng là ai, vị kia? Là thân phận gì? Xin lỗi, không thể trả lời. Bất quá làm nhiều năm như vậy bằng hữu, ta vẫn là có thể lén nhắc nhở ngươi một câu, ngươi ngu xuẩn đệ đệ lại dám đánh bay ca nữ nhân chủ ý, các ngươi Mã gia, lần này thật là chọc dưới đại phiền toái, ha ha ha. Đô, đô, Trần Hào cười lớn cúp điện thoại đầu này Mã Thiên Phóng trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Phi ca, bọn họ Mã gia. Lần này thật là chọc dưới đại phiền toái. Hắn tự nhận là hoàn toàn chưa nghe nói qua tên này, nhưng bây giờ, Trần Hào lại dám thực sự nói ra những lời này, như vậy ngôn từ thố thố, nói bọn họ Mã gia có đại phiền toái. Điều này làm hắn nhịn không được có chút da đầu tê dại, thân thể lạnh cả người, khó khăn, lẽ nào, họ Trần tuổi nhỏ người thật có cái gì thông thiên lai lịch phải không? Không được, ta phải tự mình cho Gia Gia gọi điện thoại. Mã Thiên Phóng không khỏi ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu, trong lòng cảm giác được từ trận cảm giác mát, rốt cục nhìn không được hoảng hốt nói. Nói đùa, chuyện bây giờ hình như xa so với hắn tưởng tượng tới nghiêm trọng a. Cùng lúc đó, làm Mã Thiên Phóng lại vô cùng lo lắng cho Gia Gia mình gọi điện thoại lúc, Trần Hào bên này lại cho cha mình bấm điện thoại, báo cho hắn vừa rồi phát sinh mọi chuyện.
Quả nhiên, đang nghe Mã Thiên Sinh tên ngu xuẩn kia lại dám đánh bay ca nữ nhân chủ ý sau, phụ thân hắn Trần Diệu Dương ngay tức khắc tự tức giận rồi, cảm giác hoàn toàn giống như là một đầu nổi giận sư tử. Nói đùa, đây chính là Trần Phi Trần Tiên Sinh a. Hầu như tiện tay là có thể đưa bọn họ Trần gia bị diệt khủng bố tồn tại, nhưng bây giờ, lại có người dám đánh hắn nữ nhân chú ý, đây không phải là muốn chết là cái gì. Quả thực nhược trí. Mà cùng lúc đó, trong lòng hắn kỳ thực cũng có chút nho nhỏ nhìn có chút hả hê. Dù sao bọn họ Trần gia cùng Mã gia thế nhưng đối địch, còn đối với Phương hiện tại lại như vậy không biết sống chết, cũng huyết môi đánh vào Trần Tiên Sinh trên tay. Cái này hơn phân nửa có trò hay để nhìn, ha ha ha. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Hào đương nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá lớn bỗng nhiên rơi xuống đất. Kỳ thực lúc đầu, trước hắn còn có chút bận tâm mình làm quá mức, nhưng bây giờ. Tựa hồ hắn về điểm này tiểu lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Bởi vì tựa hồ ở phụ thân hắn trong mắt, đường đường hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia, hình như thật so ra kém Phi Ca một người a. Cùng lúc đó, hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia tộc trưởng đương nhiệm Mã Khôn. Hắn trước đây sau buông xuống bản thân hai tôn tử, đại cháu trai điện thoại sau, mặt mũi già nua cái trán mặt nhăn thành một cái xuyên tự, hiển nhiên trong lòng cực không bình tĩnh. Một vị họ Trần tuổi nhỏ người, còn cuồng ngôn hoàn toàn không đem chúng ta Mã gia không coi vào đâu. Hắn, thật có lớn như vậy năng lực, hắn như vậy lầm bầm lầu bầu dù gì nói, theo lấy điện thoại ra. Bấm hương cảng Trần gia hiện giữ đại gia trưởng Trần Diệu Dương điện thoại. Này, Trần Hiền chất sao? Là ta, Mã Khôn, người bây giờ có rảnh không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.